Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 41. Quỷ bà kinh hãi há to mồm, đám võ giả kia là thủ hạ đắc lực của bà ta, không thể ngờ đột tử tại chỗ, ngay cả toàn thây cũng không lưu lại. Cửa ra vào đứng hơn 10 người, một gã nam tử mặc áo dài màu xanh da sắc mặt âm trầm dẫn đầu đi đến, tóc dài phiếu tán ở sau lưng, toàn thân lộ ra một cổ khí tức âm lãnh, tu vị võ tôn. Phía sau nam tử là hai lão giả tuổi hơi lớn, không giận tự uy, cổ khí tức lộ ra trong lúc vô hình kia vậy mà không hề dưới nam tử cầm đầu chút nào cả. Tầm 10 người còn lại thì phải kém hơn một mảng lớn, nhưng đều là cường giả võ hoàng, khí thế trên thân bức người, hơn nữa mỗi người đều lộ ra một cỗ tà khí. Vừa đến cửa ra vào, ánh mắt đã đồng loạt rơi vào trên người Mai Đông Nhi, tựa như sói đói thấy được thịt vậy, nhìn khiến toàn thân Mai Đông Nhi đều sợ hãi, hoảng sợ nhích tới gần Lý Vân Tiêu mới cảm giác được một chút ấm áp. Trong đó một gã võ giả võ hoàng đỉnh phong trong tay ôm lấy Vương Đạt đã chết trước đó, sắc mặt âm trầm theo sát sau lưng công tử áo dài màu xanh da trời kia, chậm rãi quỳ xuống, cẩn thận từng ly từng tí đặt thi thể Vương Đạt lên mặt đất. Chính là mấy người kia sao? Nam tử áo dài nhẹ nói, trong giọng nói không mang theo bất luận tình cảm gì, khiến mọi người nghe được đều nổi lên một tia lãnh ý. Đúng, đúng, đúng là bọn hắn. Ba gã võ giả rời đi lúc trước mà sợ tới mức bịch quỳ xuống, một người trong đó sợ hãi chỉ vào hai người Lý Vân Tiêu nói. Đầu tiên là nàng kia một trưởng, sau đó nam tử kia một cước, Đạt công tử liền bỏ mạng, chúng ta có muốn cứu cũng không kịp a. Ba người sau khi chỉ qua, tất cả đều cúi đầu, thân thể run run. Nam tử áo dài ngâm giọng nói. Đệ ta chính là thất túc cảnh võ hoàng, lại bị hai gã võ tông đánh chết. Bốn người các ngươi cũng đều có cảnh giới võ hoàng, vậy mà nói không kịp cứu. Hắn nhìn thoáng qua cỗ thi thể kia ở cửa phòng bếp, nói. Không chỉ có thế, còn chết một người, loại cặn bã như các ngươi, giữ lại để làm gì nữa? Tha mạng, Trấn công tử tha mạng a, ba người chúng ta đã tận lực rồi. Ba người khóc lóc cầu xin tha thứ, không ngừng dập đầu, rầm 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 đập nát cả mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ cả trán. Nhưng không cách nào hóa giải vẻ mặt lạnh như băng của Vương Trấn. Tận lực, vậy sao người chết là đệ đệ ta, mà không phải là ba tên rác rưởi các ngươi? Tốt rồi, sứ mạng của các ngươi đã hoàn thành rồi, coi như cũng đã tận lực a. Ba người ngẩn ngơ, lập tức thấy Vương Trấn vung tay lên, chợt hoảng sợ muốn tranh nhau bỏ chạy, nhưng ý thức trong đầu lại lập tức mất đi, trực tiếp trước sau ngã xuống, toàn bộ chết hết. Khí tức lạnh như băng tản ra trong tử lâu. Quỳ bà cũng lộ vẻ hoảng sợ, không nhịn được lui về sau vài bước. Mai Đông Nhi sợ hãi dán ở bên người Lý Vân Tiêu, tựa hồ chỉ có vậy mới có thể bớt đi vẻ lạnh lẽo, nàng siết chặt lấy ống tay áo Lý Vân Tiêu. Thực tàn nhẫn, ngay cả người mình cũng giết. Lý Vân Tiêu cười nói. Cái này gọi là ao cạn rùa nhiều, miếu nhỏ yêu phong lớn, môn phái càng cổ quái càng có nhiều sử nhân tác quái, càng không có bản lãnh gì. Diệu Huyền Tông ở Bắc Vực danh khí thật lớn. Hiện giờ xem ra cũng chỉ thường thôi, đã nói quá sự thật rồi. Lớn mật, tên cường giả võ hoàng đỉnh phong lúc trước ôm thi thể Vương Đạt nộ quát một tiếng, chỉ vào ba người quát. Khó trách dám giết Đạt công tử nhà ta, thì ra Mai gia các ngươi không hề để Diệu Huyền Tông ta vào mắt. Sắc mặt hắn từ giận dữ bỗng chuyển thành nhe răng cười, hắc hắc nói. Nghe nói gia chủ Mai gia cửu di chính là nữ trung hào kiệt, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Nam tử Diệu Huyền Tông chúng ta đều rất muốn thể nghiệm một chút đấy, hắc hắc. Ha ha. Hắn nói lời này lập tức khiến tất cả mọi người sau lưng đều cười ha hả, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ dâm uế và phóng đãng. Mà ngay cả sắc mặt lạnh như băng của Vương Trấn cũng hơi có chuyển biến tốt đẹp, khẽ cười nói. Cửu Di lúc tuổi trẻ chính là tuyệt đại mỹ nhân, thúc phụ ta mấy lần động tâm tư, cũng không biết là có thể tới tay không. Vương Trấn bất tài. Rất muốn hoàn thành hối tiếc của thúc phụ đấy. Quỳ bà cả kinh nói. Trấn công tử, người là hai người bọn họ giết, không có quan hệ gì đến Mai gia chúng ta cả. Quỳ bà càng cảm thấy trong lòng lạnh như băng, dưới khí thế băng hạn tận xương kia của Vương Trấn, thậm chí còn không dám đối mặt chính diện. Người, là chết ở quán rượu Mai gia các ngươi, sao lại không liên quan được? Vương Trấn mở miệng nói, hắn phối hợp rót một chén rượu. Sau khi uống cạn liền nhiết thành bổn phấn, chậm rãi rơi trên mặt bàn. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào phía trước,
Tựa hồ ba người Lý Vân Tiêu còn không xứng để hắn dùng mắt nhìn. Chỉ có điều quan hệ bao nhiêu mà thôi, nhưng những điều này đều không quan trọng, bởi vì bất luận quan hệ bao nhiêu, chỉ cần có quan hệ, thì phải chết. Người xấu, xin các ngươi tích chút khẩu đức đi. Mai gia ta tuy rằng không phải đại môn đại phái gì, nhưng ở thiên võ giới coi như là một phương thế lực, Cửu Di đứng đầu Mai gia, há lại để các ngươi mở miệng vũ nhục như vậy được. Mai Đông Nhi khó thở, nhưng nàng lại không biết mắng người, chỉ biết gọi là người xấu, tức giận đến đỏ bừng cả mặt, lại càng khiến đối phương thèm nhỏ dãi, nguyên một đám mắt bốc lên lục quang. Người xấu, ha ha, đợi lát nữa ngươi sẽ gọi công tử chúng a là phu quân rồi, ha ha. Tên tồn tại võ hoàng đỉnh phong kia cười ha hả, ánh mắt rơi vào trên thân ba người, nhe răng cười nói. Hiện giờ, trước tiên giết chết hung thủ giết đạt công tử và lão thái bà này đi đã, để tránh chướng mắt. Từ, quỷ bà hít một hơi lại, kinh hãi lùi về sau mấy bữa, mới khinh khủng nói. Trấn công tử, cái chết của lệnh đệ thật sự nằm ngoài dự kiến. Không bằng ta thay người bắt lấy hai người này. Kính xin Trấn công tử xem ở phân thượng Cửu Di nhà ta mà tha cho ta một mạng. Vương Trấn nói. Ngươi cũng đã sống lớn tuổi vậy rồi, sao lại sợ chết như thế? Đệ của ta mới chừng 30 tuổi, cứ như vậy chết một cách không rõ ràng. Ngươi có thể đi theo cùng với hắn, cũng không uổng công cuộc đời này à, chẳng lẽ ngươi không muốn đi cùng đệ ta sao? Quỷ bà trên mặt chảy xuống mồ hôi to như hạt đậu, bỗng nhiên chợt giơ lên quải trượng trong tay. Bổ tới Mai Đông Nhi, nổi giận khàn giọng quát. Đều tại tiện nhân ngươi, làm liên lụy đến ta. Nàng dưới khí thế của Vương Trấn thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng cũng không thể sinh ra nổi, chỉ biết phát tiết lửa giận lên người Mai Đông Nhi. Lý Vân Tiêu im lặng lắc đầu, nhẹ nhàng bước ra một bước, đánh một quyền ra ngoài, dùng lực lượng thân thể đánh lên quải trượng kia, vậy mà Trấn cho quỷ bà phải lùi về sau mấy bước, dưới ánh má kinh hãi khó có thể tin của nàng. Lý Vân Tiêu đi ra một bước, đã kỳ dị đến trước người quỷ bà, nhấc lấy nàng lên ném về phía Vương Trấn giống như binh khí vậy. Hừ, dám khinh nhờn công tử nhà ta, muốn chết. Tên cường giả võ hoàng đỉnh phong kia vẫn một mực lạnh lùng nhìn bọn hắn động thủ, giờ phút này càng hừ lạnh một tiếng, đạp một cước xuống, mặt đất cũng theo đó chấn động, toàn bộ sàn nhà đá xanh đều triệt để nứt thành bụi phấn, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Thậm chí còn không thèm nhìn quỷ bà lấy một cái liền trực tiếp vỗ ra một chưởng không chút lưu tình. Quỷ bà ở trên không trung kêu thảm một tiếng, nhổ ra một miệng lớn máu tươi, đồng thời trên người hiện ra một đạo chiến giáp chi quang, lập tức nghiền nát, nó đã thấy nàng ta ngăn được đại bộ phận lực công kích, xa xa ngã trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi, trong miệng liên tục nói. Đừng giết ta, Trấn công tử đừng giết ta. Gã cường giả kia nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Hiển nhiên đối với việc mình chụp ra một chưởng không thể giết chết quỷ bà cảm thấy cực độ không thoải mái, nhấc cánh tay phải lên muốn ra tay thêm lần nữa. Đông Nhi, chúng ta đi. Đúng lúc này, Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ lười nhát, không muốn dây dưa thêm với những người này nữa, lôi kéo tay Mai Đông Nhi muốn rời đi. Gã cường giả kia tức giận hừ một tiếng, trưởng thế chuẩn bị bổ vào quỷ bà lập tức thay đổi phương hướng đánh tới hai người, không gian thật giống như bị bổ một đạo tựa như hóa thành hai nửa. Hiện ra đạo đạo hoa văn. Muốn chết. Lý Vân Tiêu ánh mắt phát lạnh, tay phải đẩy Mai Đông Nhi ra, không gian bốn phía hắn khẽ cong lại, liền lưu lại một đạo tàn ảnh biến mất nguyên tại chỗ. Gã cường giả kia dưới sự hoảng hốt đột nhiên phát hiện trước người nhiều hơn một người, đang chụp một chưởng tới lồng ngực hắn, một cổ lực lượng kinh khủng như núi ép tới, ngực phảng phất như đang bị một khối đá lớn đè lên vậy. Tên cường giả kia kinh hãi, nhưng đã không kịp tránh né nữa. Vội vàng đánh ra một chưởng. Oanh! Hai chưởng va chạm, cường giả kia bị chấn đến cánh tay run lên, liên tục thối lui đến sau lưng Vương Trấn, hoảng sợ không thôi. Di hình hoán vị, không đúng, không có khả năng. Đồng tử Vương Trấn đột nhiên co lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt hắn cuối cùng cũng chuyển qua, trầm giọng nói. Tu vị võ tông vậy mà có thể đẩy lui thủ hạ võ hoàng đỉnh phong của ta, còn có thân pháp thần kỳ kia nữa. Tựa hồ có chút địa vị, khó trách dám giết đệ của ta. Một cước chí mạng nơi ngực đệ ta chính là ngươi đá a. Bất quá cho dù ngươi có cường đại thế nào, cũng phải chôn cùng đệ ta thôi. Hắn hừ một tiếng, thân thể phiêu nhiên mà đi, lập tức đánh ra một quyền. Quyền phong trong bí mật mang theo lĩnh vực chi lực, muốn trực tiếp trấn áp lấy Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng,
thân ảnh lắc lư lui về phía sau. Cái gì, lĩnh vực không có hiệu quả? Vương Chấn kinh hô một tiếng, sắc mặt lập tức chìm xuống. Tên cường giả võ hoàng bị đánh lui kia kinh sợ liên tục, tựa hồ cảm thấy mất mặt trước mặt thiếu chủ, nổi giận nói. Người này há xứng công tử ra tay, để thuộc hạ đi lấy cái đầu cho hắn giải hận cho công tử. Hắn đoạt trước một bước, trong tay lóe lên quang hoa, một thanh trường kiếm liền đâm tới người Lý Vân Tiêu, rót vào toàn bộ lực lượng của võ hoàng đỉnh phong, mũi kiếm vang lên suy suy. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, đón kiếm quang trên xuống, thân thể bắt đầu hiện ra một tầng màu vàng, trong tay hào quang lập lòe, huyễn hóa ra Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm, hàn quang chiếu thu thủy, một kiếm quét ra, lập tức đẩy tan khí tức âm lãnh trong quán rượu, mênh mông nhưng như giang hà lao nhanh. Phanh! Hai kiện tương giao, chấn ra hỏa hoa, bảo kiếm của tên võ hoàng đỉnh phong kia lập tức vang lên, kiếm quang kịch liệt ảm đạm. Hơn nữa kình lực thông qua thân kiếm truyền đi, tay phải tên võ hoàng kia lập tức run lên, cơ hồ đã mất đi chi giác. Tại sao có thể như vậy? Hắn kinh hãi hét lớn một tiếng, cả giận nói. Tiểu tử này có cổ quái, mọi người cùng nhau lên đi. Hắn võ hoàng đỉnh phong lại bị một tên võ tông như đối phương áp chế, quả thực không thể tưởng tượng nổi, chẳng đối phương cố ý áp chế tu vị. Nhất định là như vậy, hắn cũng bất chấp mặt mũi, hét lớn một tiếng bảo mọi người cùng tiến lên, hơn 10 tên võ hoàng, trừ phi đối phương là tồn tại võ tôn, nếu không nhất định sẽ bị đánh thành thịt nát. Hảo tiểu tử, vậy mà ngoan cố không thay đổi, hôm nay sẽ để ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Đừng cho là Diệu Huyền Tông ta chỉ biết chơi nữ nhân, đối với nam tử tuấn Mỹ cũng rất có thủ đoạn đấy. Mọi người đừng tranh với ta, đợi sau khi chế ngự tiểu tử này, trước lúc giết hắn đại gia muốn hảo hảo thoải mái một phen. Hơn 10 người cười vang ông tới, tuy rằng Lý Vân Tiêu chiến đấu với võ hoàng đỉnh phong cũng không rơi vào thế hạ phong, nhưng trên người cũng không có khí thế gì. Nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, rất dễ bị khi dễ. Hơn nữa ỷ vào nhiều người, còn có hai gã võ tôn ở phía sau tỏa chấn nên bọn hắn căn bản không có gì phải sợ cả, vừa mắng vừa ra tay. Cẩn thận một chút cho ta, người này không đơn giản. Tên cường giả võ hoàng đỉnh phong kia thấy mọi người bộ dạng lơ đễnh, giận quát một tiếng, lại đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đều yên tĩnh. Ân, chuyện gì xảy ra? Trong đầu hắn hiện lên dấu chấm hỏi. Thấy hơn 10 người tất cả đều thành thật thật đứng ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích. Hắn hoảng sợ nhìn qua, đồng tử đột nhiên co lại, chỉ thấy bốn phía một mảnh đen kịt, trên toàn bộ bầu trời chỉ còn lại một vòng ánh trăng đỏ tươi treo trên cao, thời gian dần qua hắn cũng mất đi chi giác. Ân! Vương Chấn ngồi ở đó, bỗng nhiên nhẹ kêu một tiếng, tựa hồ đã nhận ra điều gì đó không đúng. Tên cường giả võ hoàng đỉnh phong kia bỗng nhiên xoay người lại, hét lớn một tiếng rút trường kiếm khỏi vỏ. Đâm tới chỗ Vương Chấn, một kiếm này hắn giã xuất toàn lực. Cái gì, ngươi? Vương Chấn trong nội tâm chấn động, không rõ ràng. Bỗng nhiên không chỉ tên võ giả võ hoàng đỉnh phong kia, mà hơn 10 võ giả ngây ngốc bất động ban nãy cũng đột nhiên đồng thời ra tay, vậy mà quay người đâm về phía hắn. Chuyện gì xảy ra? Lần này Vương Chấn triệt để phát mộng rồi, nhưng trong nháy mắt liền phát hiện ra trong mắt những người kia đều trống rỗng vô thần. Thật giống như chỉ có thân xác liều mạng thi triển ra tuyệt học mạnh nhất của mình. Thiếu chủ, bọn hắn đều bị ảo thuật khống chế rồi. Chỉ có hai lão giả võ tôn ở sau lưng kinh hãi nói, hai người bảo vệ bên người Vương Chấn bên cạnh thân, hai đạo lĩnh vực chi lực tản ra, điệp ra cùng một chỗ, lập tức áp chế xuống lực lượng của mấy người kia. Hơn 10 người nhao nhao ngừng tay ra, dưới lực lượng lĩnh vực bọn họ khó có thể chống lại nổi, bị áp chế phải hô nhao nhao quỳ xuống. Bọn hắn đã không có thần trí, hoàn toàn chỉ là một loại khuất phục theo bản năng đối với lực lượng, tuy rằng vẫn còn ương ngạnh chống cự, nhưng không cách nào nhúc nhích được nữa. Trong mắt Vương Chấn hiện lên một tia kinh sợ, quát. Một đám phế vật, giết toàn bộ đi. Cái này. Trong đó một gã lão giả lộ ra vẻ giật mình, nói. Thiếu chủ, bọn hắn. Vương Chấn âm lãnh nói. Đều giết, giữ lại đám phế vật này làm gì? Lại trong bất chi bất giác bị người khống chế, giữ lại làm được gì chứ? Hai gã lão giả nhìn nhau, đều thấy được bất đắc dĩ và thất vọng đau khổ trong mắt nhau, nhưng Diệu Huyền Tông làm việc trước sau đều như thế, Vương Chấn càng giết người như cọng rơm cái rác, hai người bọn họ cũng không dám cãi lời, nhìn nhưng đồng môn xưa nay vẫn sống chung với mình kia, trong lòng đều thở dài một tiếng sau đó lập tức ra tay đánh chết.
Những võ giả trong lúc vô hình bị Lý Vân Tiêu trấn nhiếp khống chế tâm thần kia đều là tồn tại cấp bậc võ hoàng, giờ phút này đã bị lĩnh vực chi lực trấn áp, nào còn lực lượng chống lại được hai vị võ tôn giết chóc, trong khoảnh khắc đã máu nhuộm đầy đất, chết không còn một mống. Mùi máu tươi nồng đậm phát ra, phảng phất như tàn sát tràng. Mai Đông Nhi thấy thế sắc mặt trắng bệch, nhịn không được muốn nôn mửa, thủ đoạn ác ma tàn nhẫn trước mắt khiến nàng cực kỳ tức giận, đối đãi người một nhà không ngờ cũng ngoan độc như thế. Nếu như mình lọt vào tay hắn, càng không thể lường được. Trong lòng của nàng đã nghĩ kỹ, nếu như rơi vào tay người này thì sẽ lập tức tự vẫn ngay còn hơn. Vương Trấn ngẩng đầu lên âm lãnh nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Hiện giờ ngươi còn thủ đoạn gì nữa? Thi triển ra cả đi, để bản công tử kiến thức một chút xem thử. Hai mắt Lý Vân Tiêu dần dần khôi phục lại thanh minh, đồng thời khống chế nhiều cường giả võ hoàng như vậy cũng khiến cho hắn rất hao tổn tinh thần. Bất quá sự tàn nhẫn của Vương Trấn cũng vượt ngoài dự liệu của hắn, khẽ cười nói. Xem ra Diệu Huyền Tông mấy năm này phát triển vô cùng tốt, nhiều thủ hạ cường lực như vậy nói không cần liền không cần nữa. Vương Trấn lạnh lùng nói. Cái chết của bọn hắn, đều là vì ngươi, là ngươi hại chết bọn hắn, ta muốn thay bọn hắn báo thù. Còn có mối thù của đệ đệ ta nữa, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi đừng nên nhàm chán như vậy có được không? Giết những thủ hạ kia chính là ngươi, về phần đệ đệ của ngươi sao? Hắn là tự mình muốn chết. Muốn chết là ngươi đấy. Vương Trấn rốt cục giận tím mặt, mặc dù hắn cũng không có tình cảm gì với người đệ đệ này, hơn nữa gần đây rất khinh bỉ, nhưng nói như thế nào thì cũng là cùng huyết mạch, thân sinh đệ đệ, phẫn nộ vẫn phải có. Nhưng càng thêm phẫn nộ chính là, Lý Vân Tiêu vậy mà bức hắn phải giết nhiều thủ hạ như vậy. Trên mặt lập tức không ánh sáng, đây mới là nguyên nhân hắn muốn giết chết Lý Vân Tiêu nhất. Nhất niệm phi yên thủ. Mấy đạo kình khí từ trong hai lòng bàn tay hắn tuôn ra, như giải lụa quấn trên tay, kình phong chấn động không gian bốn phía, không gian trở nên chắc chắn, không ngừng ngưng kết lại. Hắn không chỉ muốn giết Lý Vân Tiêu, hơn nữa còn muốn tự tay hành hạ đến chết. Mà Mai Đông Nhi, hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi, sau khi giết chết Lý Vân Tiêu báo thù cho đệ đệ mình. Nàng coi như là chút phần thưởng thêm. Bộ dáng kia quả thật rất đáng yêu, trước dùng mấy lần sau đó lại chậm rãi tra tấn a. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười lớn một tiếng, nói. Ta nhân vật mới không hiểu chuyện, nếu có chỗ nào đắc tội, con mẹ nó ngươi đến đánh ta đi. Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trong tay hắn ra khỏi vỏ, lãnh mang như thu thủy chảy xuôi, cánh tay vào thời khắc này hóa thành màu vàng nhạt, sinh ra cực lực ngàn cân, lâm không đâm ra ngoài. Ôi chao! Trường kiếm chém vào trong không khí, phát ra thanh âm va chạm kịch liệt, trên thân kiếm hiện ra đóa đóa thanh liên, từng cái nở rộ. Hừ, ánh sáng hạt gạo. Vương Trấn hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt xoay tròn, không khí bốn phía như bánh răng chấn lên thân kiếm Lý Vân Tiêu, khiến những thanh liên kia đều bị tan vỡ, ánh sáng trong tử lâu từng chút tắt đi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, động tác như hành vân lưu thủy. Trường kiếm sau khi bị đối phương chấn về dưới chân hắn liền đạp lấy bộ pháp cổ quái, hóa tan đi lực lượng, đồng thời lại đâm ra một kiếm nhắm ngay lấy cổ họng đối phương. Trên mặt Vương Trấn lộ ra vẻ khiếp sợ, đối phương chỉ là một gã võ tông lại tiếp được mấy chiêu của mình cực kỳ nhẹ nhàng như không việc gì. Tồn tại võ tông bình thường, có lẽ một chiêu liền mất mạng mới đúng a. Mình cũng chỉ là thấy hắn có thể khống chế nhiều thủ hạ của mình như vậy, cảm thấy có chút cổ quái, bởi vậy nên mới tự mình ra tay. Hai người trong nháy mắt đã đánh mấy hiệp, Vương Trấn càng đánh càng tức giận, cảm thấy chỉ cần lại nhiều thêm chút lực lượng nữa là có thể đánh bại đối phương, nhưng vô luận hắn gia tăng thực lực thế nào, đều chỉ có thể duy trì hiện trạng, cảm giác Lý Vân Tiêu giống như một con lật đật, dù áp chế chế nào cũng không được cả. Thiếu chủ, hai lão giả sau lưng trong lòng đều đại chấn, muốn tiến lên trợ quyền. Không được qua đây, ta muốn tự mình giết hắn. Hai người ở trong tửu lâu đánh nhau thời gian chừng nửa chén trà, Lý Vân Tiêu chỉ thủ không công, khiến Vương Trấn không ngừng phát điên, liên tục gào thét. Cái này khiến trong lòng Vương Trấn thập phần luống cuống và phẫn nộ, mình có tu vị võ tôn, coi như là 100 tên thực lực như Lý Vân Tiêu cũng đã sớm nên chết sạch mới phải chứ. Hai gã lão giả võ tôn trong lòng đều đại chấn, nhìn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Lý Vân Tiêu trong nội tâm khiếp sợ khó nói nên lời. Mảnh kim quang trên người hắn hình như là thể thuật rất mạnh, tựa hồ đã thấy qua ở đâu rồi.
Ngươi có ấn tượng không? Không phải ngươi định nói đến bất diệt kim thân của Bá Thiên Võ Đế đấy chứ? Ha ha, thế mà cũng nghĩ ra được. Kỳ thật trong lòng ngươi cũng nghĩ như ta, chỉ có điều không dám thừa nhận thôi. Quả thật có chút giống, nhưng tuyệt đối không thể nào là bất diệt kim thân được, nếu không thiếu chủ há có thể bình yên đứng đó. Còn ngươi có thấy bộ pháp thuấn di thỉnh thoảng được hắn dùng không, cực kỳ giống với di hình hoán vị mà dạy thuật luyện sư rất thích thi triển. Sẽ không phải là di hình hoán vị đấy chứ? Chẳng lẽ ý ngươi là một thiếu niên cấp bậc võ tông thân mang công pháp bất diệt kim thân, còn biết cả di hình hoán vị? Ân, có khả năng này không? Nếu không hắn dựa vào cái gì ngăn trở công kích như bão tố của thiếu chủ? Nguyên lực chấn động trên người hắn thi triển ra không vượt qua võ tông bát tinh, toàn bộ đều nhờ vào lực lượng thân thể và bộ pháp kỳ dị kia, còn có võ kỹ cao thâm mới sống được đến bây giờ. Cái này bình thường sao? Ách, nghe ngươi nói như vậy, còn quả thật có chút vấn đề. Hai gã võ tôn đều lộ ra vẻ nghi hoặc, hơn nữa thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Tiếp tục đấu như vậy cũng không phải cách, hiện giờ võ giả ở thành Vũ Phong rất nhiều, tuy rằng Diệu Huyền Tông chúng ta không sợ gây chuyện, nhưng hiện giờ bên ngoài quán rượu đã có mấy trăm người vây quanh xem kịch, quá mất mặt rồi. Ân, không sai, vẫn nên sớm chấm dứt thì tốt hơn, nhưng thiếu chủ không cho ta và ngươi nhúng tay, cái này nên làm thế nào cho phải? Ân, tốt. Hai người phân phối xong nhiệm vụ liền phân biệt lao về phía Quỷ Bà và Mai Đông Nhi. Nếu Vương Trấn đã không cho bọn hắn chén vào, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng làm chút chuyện. Đừng mà, van cầu bỏ qua cho ta đi. Quỷ Bà kinh hãi hét lớn một tiếng, muốn bỏ chạy ra ngoài, bị một gã võ tôn một chỉ điểm tới, lập tức nổ tung trên không trung, nổ chỉ còn lại cặn bã cặn bã. Cây quải trượng kim loại kia cũng bị nổ cho cong lại, cắm thẳng trên mặt đất. Chấn động không thôi. Mai Đông Nhi cũng hoảng hốt, nhưng nàng sao có thể chạy khỏi tay A võ tôn được, lập tức đã bị lĩnh vực chi lực chấn áp, không thể động đậy, chờ đợi xâm lược. Đáng chết! Lý Vân Tiêu một mực đang chiến đấu với Vương Trấn rốt cục biến sắc, quát một tiếng thuấn di qua trên không trung, xuất hiện ở trước người Mai Đông Nhi, kiếm quang liền đâm tới trên người võ tôn kia. Ha ha, để bản tôn tới thu thập ngươi. Tên cường giả võ tôn kia sau sững sờ lập tức cười ha hả. Mười thành công lực hội tụ nơi lòng bàn tay, linh khí bốn phía cơ hồ bị hắn rút ra không còn, toàn bộ quán rượu đều cơ hồ muốn sụp đổ xuống, ở trên lòng bàn tay hắn hiện ra một hắc động, bắt đầu thôn phệ tất cả. Lý Vân Tiêu mở ra thiên mục, phượng hoàng chân hỏa tụ thành một đường đốt tới, những nơi hỏa diễm màu đen đi qua đều có khe hở hiện ra, vậy mà trực tiếp đốt tan cả không gian. Từ... Tên võ tôn kia lại càng hoảng sợ, đã bị uy thế kia dọa sợ. Lực lượng truyền đến từ ngọn lửa kia khiến hắn cảm thấy kinh hãi khủng bố. Lập tức thu hồi trưởng lực, trốn đi chỗ khác. Lý Vân Tiêu sau khi bắn ra một đạo hỏa diễm lập tức thả ra hồ lô tiểu kim cương, hóa thân dài hơn 2 mét, thủ hộ trước người hai người. Vương Trấn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói. Khôi lỗi cấp bậc võ tôn, ngươi là người Thiên Diệp Tông sao? Thiên Diệp Tông am hiểu cơ quan khôi lỗi chi thuật, ở Đại Lục Thiên Vũ gần đây luôn thần bí, nhưng thực lực lại không thể khinh thường, theo như truyền thuyết thì trong tông còn có khôi lỗi cấp bậc võ đế nữa. Lý Vân Tiêu thở ra vài hơn, thuấn di liên tục cùng đạo Phượng Hoàng chi hỏa vừa rồi đã khiến hồn lực hắn suy kiệt, nếu không thả ra hồ lô tiểu kim cương thì sẽ rất nguy hiểm. Vừa rồi dùng thân thể đánh với Vương Trấn hồi lâu, hoàn toàn là vì kiểm nghiệm cường độ nhục thể của mình. Dưới loại bất diệt kim thân cường độ sơ cấp này, không sai biệt lắm có thể đấu với võ tôn mà chỉ hơi rơi vào hạ phong. Nếu Vương Trấn biết rõ đối phương một mực vẫn lấy mình ra để thí luyện, không biết trong lòng sẽ có ý nghĩ này. Ba người đều lộ vẻ ngưng trọng nhìn chằm chằm vào hồ lô tiểu kim cương, cảm nhận được khí tức chấn động phát ra từ trên ngựa oi đối phương, trong lòng liền bất an. Vốn muốn đùa giỡn với các ngươi một chút, nhưng các ngươi đã không quý trọng, vậy thì trò chơi đến đây kết thúc. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, hồ lô tiểu kim cương bỗng nhiên tiến lên, khí tức võ tôn trực tiếp áp tới, mặc dù không có lĩnh vực chi lực, lại như bài sơn đảo hải, ngay sau đó kim cương quyền đánh ra, một phương không gian trực tiếp bị bao phủ dưới quyền uy, tùy thời đều muốn vỡ ra. Ba người Vương Trấn kinh hãi, lực lượng một quyền này vậy mà khiến bọn hắn khó có thể chống cự nổi. Ba người đều võ tôn đê giai, mà hồ lô tiểu kim cương lại là bán yêu bán khí. Đủ để chống lại tồn tại võ tôn đỉnh phong, một quyền này đánh ra, không gian bốn phía cũng theo đó vặn vẹo,
Toàn bộ quán rượu hoàn toàn bị cuốn vào trong quyền mang, ầm ầm hóa thành bột phấn mảnh vụn, theo gió tứ tán. Mau chạy nhanh đi. Vương Trấn rốt cục luống cuống, tình thế vốn ổn áp đối phương thoáng cái đã nghịch chuyển, lập tức đến phiên mình phải trốn chết. Ba người kinh hãi liên tục hét lớn, vận chuyển nguyên lực tới đỉnh phong, hợp lực phá vỡ một khe hở không gian, lao đi nhanh như gió, ba đạo quang mang lao ra khỏi phạm vi trưởng phong của hồ lô tiểu kim cương, bỏ chạy ra bên ngoài. Mai Đông Nhi mặc dù biết hồ lô tiểu kim cương có thể thắng được ba người, nhưng dưới một quyền lập tức khiến tình thế xoay chuyển, đánh cho ba người phải chạy trối chết vẫn cảm thấy ngốc trệ. Hừ, đã bắt đầu chơi thì đừng hòng đi được. Lý Vân Tiêu tâm niệm vừa động, thì triển ra chút hồn lực cuối cùng tiến hành di hình hoán vị, trực tiếp truyền tống hồ lô tiểu kim cương tới trước mặt ba người, thân ảnh cực lớn chặn ba người lại đánh xuống một quyền. Đừng mà! Vương Trấn hoảng hốt, sợ hãi giống nói. Ta chính là thiếu chủ Diệu Huyền Tông, người giết ta sẽ có hậu hoạn vô cùng đấy. Giờ phút này quán rượu đều đã bị phá hủy. Đại lượng võ giả tụ tập bên ngoài nghe được tiếng đánh nhau bên trong không ít người cũng biết thiếu chủ Diệu Huyền Tông ở trong đó, tất cả đều đang âm thầm suy đoán, không biết cô nương nhà ai muốn xui xẻo, lại không nghĩ đến thấy một màn quán rượu bị sụp xuống như thế. Bắt đầu còn tưởng rằng ba người chạy ra là mấy tên xui xẻo, không nghĩ tới người đang kinh hô dĩ nhiên là thiếu chủ Diệu Huyền Tông, Vương Trấn, mà đại hán thuấn di ra kia lớn lên lại giống như yêu thú, hoàn toàn không có hình người. Thiếu chủ nhanh thi triển độn linh phù đi. Trong đó một gã cường giả võ tôn kinh hãi rót nguyên lực vào hai đấm, khi thế trên người cũng kéo lên, dùng lực lượng một người ngăn cản lại quyền uy của hồ lô tiểu kim cương, thay Vương Trấn tranh thủ một chút thời gian. Tên võ tôn khác cũng đột nhiên giác ngộ, loại tình huống này muốn tất cả mọi người sống sót là chuyện không thể, chỉ có thí tốt bảo vệ soái. Hắn cũng lập tức bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, quát mạnh nói. Thiếu chủ đi mau. Hai người dưới nguy cơ lập tức trung tâm hộ chủ khiến người bốn phía đều lau mắt mà nhìn, nhưng trong lòng đều liên tục kinh hãi, rốt cuộc là người phương nào lại dám giết thiếu chủ Diệu Huyền Tông, mà người này không ra người, yêu không ra yêu, đến cùng là vật gì? Vương Trấn sau khi kinh hãi, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Chỉ là hắn bình thường luôn cao cao tại thượng, chưa từng đối mặt qua nguy hiểm sinh tử, bởi vậy nên mới nhất thời luống cuống tay chân, sau khi tỉnh táo lại. Hắn lập tức từ trong nhẫn lấy ra một khố cổ ngọc, nhanh chóng đánh vào mấy cái pháp quyết. Lý Vân Tiêu xa xa trông thấy, đồng tử đột nhiên co lại, trầm giọng nói. Cổ linh phù, hơn nữa là độn phù. Thân ảnh hắn lập tức hóa thành một đạo quang mang xông tới, trong miệng truyền âm cho Mai Đông Nhi nói. Ngươi về cứ điểm thương hội Lôi Phong trước, có Mạc Tiểu Xuyên ở đó đủ để bảo vệ ngươi an toàn, ta giết người này sẽ tới sau. Ngay khi Lý Vân Tiêu lao ra, một quyền của hồ lô tiểu kim cương rốt cục đã phá vỡ phòng ngự do hai gã võ tôn kia liên thủ bố trí, trực tiếp đánh cho hai người thành cặn bã, huyết nhục bay đầy trời. Mà Vương Trấn cũng vào thời khắc này kích phát cổ linh độn phù, vậy mà hóa ra một đạo lôi điện chi quang, lập tức bay ra ngoài trăm dặm, biến mất trước mắt mọi người. Công hiệu của độn phù này dĩ nhiên là lôi độn mạnh nhất trong các loại độn thuật, nháy mắt đã đi trăm dặm. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Dưới chân dẫm lên dư âm sau khi kim cương quyền nổ tung, đuổi theo đạo quang mang kia. Hồ lô tiểu kim cương cũng phóng lên trời, đi theo sau lưng Lý Vân Tiêu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thậm chí có người dám đuổi giết đại công tử Diệu Huyền Tông, Vương Trấn, ta không nhìn lầm đấy chứ. Hoa kháo, quả nhiên là được thêm kiến thức, yêu nhân vừa rồi rốt cuộc có tu vị gì, vậy mà một quyền đánh chết hai gã võ tôn, quá mức khủng bố rồi. Có gì kỳ quái? Võ tôn cũng chỉ là tồn tại cao thượng trước mắt chúng ta thôi. Ở trước mặt những tồn tại mạnh mẽ chẳng khác gì con sâu cái kiến. Ta thấy thân phận thiếu niên kia cũng không đơn giản đâu. Đương nhiên, dám ở phố xa đuổi giết công tử Diệu Huyền Tông, còn có thủ hạ cường đại như thế, nhất định cũng giống như Diệu Huyền Tông, là một thế lực cường đại thuộc thập đại môn phái Bắc Vực A. Đây quả thật là tin tức lớn, chẳng lẽ thập đại tông phái Bắc Vực sắp xảy ra nội chiến sao? Nếu thật sự như thế, tất nhiên khiếp sợ toàn bộ đại lục. Mai Đông Nhi nghe các loại nghị luận của ngươi chung quanh, tâm loạn như ma, thầm tự trách mình, chẳng lẽ mình thật sự là ngôi sao tai họa, là người mang theo điểm xấu sao? Nàng trong lúc khổ sở, vội vàng chạy về phía thương hội Lôi Phong, hiện giờ chỉ có mời Mạc Tiểu Xuyên đi ra chủ trì, nếu thật sự để Lý Vân Tiêu giết Vương Trấn, vậy thì hậu quả thật không lường được.
Lý Vân Tiêu mang theo hồ lô tiểu kim cương bay đi mấy trăm dặm, đã rời khỏi thành Vũ Trạch một khoảng cách rồi, tiến vào trong hoang mạc không người. Hắn nhìn qua chung quanh, ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang, không cam lòng nói. Còn em ngươi đấy, vậy mà để hắn chạy thoát rồi. À, mặc dù dùng tới độn phù, muốn chạy thoát khỏi tay ngươi cũng không phải chuyện dễ à. Thanh âm yêu long truyền đến, tựa hồ có chút không tin. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Trên người tên này khẳng định còn những ẩn nặc thuật khác, dù sao thực lực Diệu Huyền Tông cũng không phải chuyện đùa, hắn thân là thiếu chủ bảo bối trên người tất nhiên không ít. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Như thế, Diệu Huyền Tông a, chính ngươi cũng cẩn thận chút. Đây cũng không phải môn phái bình thường, không phải thực lực ngươi hiện giờ có thể tùy tiện đùa. Yêu Long cũng thay hắn lo lắng, nói. Vương Trấn này chạy thoát cũng lưu lại tai họa ngầm, Bắc Vực ngươi không nên ở lâu a, dù sao cường giả quá nhiều, cửu nhân của ngươi cũng không ít. Yêu Long dứt lời, Lý Vân Tiêu đột nhiên chau mày, ánh mắt ngưng tụ. Hắn đột nhiên điểm tay, một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay bắn ra, lâm không điểm vào hư không xa vài trăm thước. Những nơi kiếm quang đi qua, không gian đung đưa một hồi, bóng người Vương Trấn từ trong đó hiển hiện ra, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, cuống quýt muốn chạy trốn. Hừ, đã khiến người hiện hình rồi, vậy thì vĩnh viễn lưu lại đi. Đây là ở bên ngoài thành, một mảnh hoang vu, cũng là một nơi an nghỉ tốt đấy. Hồ lô tiểu kim cương từ trong mi tâm hắn bay ra, tay đấm trực tiếp trấn trụ không gian phía trước, như một quái vật khổng lồ bay qua trên không trung, giả vân tế nhật, khiến Vương Trấn tâm chìm xuống đáy cốc. Ngươi không thể giết ta, ta thật là thiếu chủ Diệu Huyền Tông, nếu ngươi giết ta thì chết không yên lành đâu. Vương Trấn vạn phần sợ hãi, hắn cho rằng Lý Vân Tiêu không tin thân phận của hắn, bằng không thì quyết không thể nào muốn giết hắn được. Hắn lấy ra một khối ngọc bài, đặt trước người, nói. Trong ngọc bài này có một đám thần niệm của phụ thân đại nhân ta, nếu ngươi đau khổ bức bách ta sẽ bóp nát ngọc bài, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong miệng hắn uy hiếp, nhưng tựa hồ kiêng kỵ thật lớn. Đây thật là một khối ngọc bài hộ thân mà tông chủ Huyền Diệu Tông Vương cống cho hắn, ngay cả Vương Đạt cũng không có. Cũng bởi vì đứa con trai này hắn rất yêu thích, bởi vậy với ban cho để bảo mệnh. Nhưng thần thức nhập vào thân cũng có tai họa ngầm rất lớn, đầu tiên người phân ra thần thức nếu hao tổn sợi thần thức này thì tâm thần tất nhiên cũng ảnh hưởng, tu vị bị hao tổn. Vương Cống chính là tông chủ một trong thập đại môn phái Bắc Phực, đang trong quá trình toàn lực tu luyện đến võ đế đỉnh phong, hắn từng dặn dò qua Vương Trấn, nếu không phải sống chết trước mắt thì không cần thiết sử dụng thứ này. Còn có một nguyên nhân chính là sợi thần niệm này của Vương Cống quá mức cường đại, nếu nhập vào người thì tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều hậu họa. Ảnh hưởng đến tiến trình tu luyện ngày sau. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vốn không muốn, cũng không bỏ được sử dụng. À, người bóp đỡ ết, ta chờ đây, nếu không bóp thì không còn cơ hội nữa đâu. Lý Vân Tiêu xùy tương đương cười một tiếng, hồ lô tiểu kim cương theo hắn cười nhạo giống to lên. Vương Trấn bị tiếng giống này dọa sợ, trong tay siết chặt, phanh thoáng một phát ngọc bài liền nghiền nát. Sau đó một đạo hào quang màu tím dần dần từ trong ngọc bài bay lên, dần ngưng hình trên không trung. Ngay sau đó, một gã lão giả trường bao chu sắc biến hóa ra dưới hào quang màu tím kia, hào quang trên người lập lòe bất định xuất hiện trên không trung, hai mắt như điện dừng ở hồ lô tiểu kim cương và Lý Vân Tiêu. Phụ thân đại nhân, cứu ta! Vương Trấn thấy lão giả, trong lòng chấn động, sau đó vội vàng cầu cứu. Ồ, là Vương Cống! Vậy mà có thể thần niệm hiển hóa, sợi thần niệm này đủ cường đại a. Lý Vân Tiêu lắp bắp kinh hãi, lập tức tê ra lệnh hồ lô tiểu kim cương ngừng lại, hắn cũng nhảy dựng lên, nấp ở sau lưng hồ lô tiểu kim cương, chậm rãi đợi kỳ biến. Vương Trấn đã là thịt cá trên thớt, có trốn cũng không thoát. A, ngươi cũng nhận ra bổn tông, đã như vậy, sao lại cả gan đả thương con ta? Trong mắt sợi thần niệm kia nổ bắn ra nộ mang ra, nghiêm nghị quát. Còn không mau mau quỳ xuống nhận sai, nghe ta xử lý. Lý Vân Tiêu. Trước kia sao không biết đầu óc ngươi có vấn đề nhỉ? Thần niệm Vương Cống nhíu mày lại, cả giận nói. Ngươi là người phương nào? Khi nào thấy qua bổn tông? Hắn suy tư thoáng một phát, trong trí nhớ hoàn toàn không có người này. Dùng cường độ thần niệm của hắn, phàm là người đã thấy qua, tuyệt sẽ không quên. Không nhớ rõ thì thôi, tranh thủ tránh ra đi. Ta còn muốn giết con của ngươi đấy.
Nếu không thức thời, tiêu diệt đạo thần niệm này của ngươi, sợ rằng thực lực của ngươi phải tổn hao nhiều đấy. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Cái gì? Vương Cống cơ hồ cho rằng mình nghe lầm, mà ngay cả Vương Trấn cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Vương Cống cả giận nói, thần niệm biến hóa dưới cơn giận dữ cũng bắt đầu phiêu động, thân là đứng đầu một phái, người đứng đầu một trong thập đại môn phái tại Bắc Phực, bao nhiêu năm qua không ai dám nói chuyện với hắn như thế cả. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ta bảo ngươi tránh ra, lỗ tai ngươi từ lúc nào trở nên không tốt vậy thế? Đừng tưởng rằng có một đám thần niệm ở đây thì ta sợ ngươi. Hôm nay người ta muốn giết, trừ phi bản tôn ngươi hàng lâm, nếu không không ai cứu được đâu. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra một tia lạnh như băng, mà ngay cả Vương Cống cũng theo đó ngạc nhiên một chút, trong nội tâm khiếp sợ không thôi, chỉ là một thiếu niên võ tông, sao lại có ánh mắt lăng lệ ác liệt lạnh lùng như thế chứ? Tiểu tử, ta không biết ngươi có bối cảnh gì, nhưng nếu làm tổn thương ái tử ta, coi như bảy đại thế lực siêu cấp làm chỗ dựa cho ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua. Vương Cống sắc mặt trầm xuống, hắn tựa hồ ý thức được tình huống có chút khó làm. Từ trong ánh mắt lạnh như băng kia của Lý Vân Tiêu, hắn thấy được vẻ kiên quyết của đối phương, là tự tin và kiên quyết mà chỉ có võ giả cường đại chính thức mới có, hắn lại nói. Huống hồ nếu ta bám vào trên người Trấn Nhi, thực lực lập tức có thể vọt tới võ đế, diệt sát ngươi căn bản chỉ là nhấc tay. Vương Trấn khẩn trương nói. Phụ thân đại nhân, đệ đệ đã bị hắn giết chết. Cái gì? Vương Cống nghe tin tức đó, toàn bộ đầu óc đều phát mộng, tuy rằng Vương Đạt ngày bình thường ham ăn biếng làm, cả ngày không cầu tiến, cũng không được hắn yêu thích, nhưng dù sao cũng là con hắn, đặt ở toàn bộ Bắc Phực coi như là công tử ca nổi danh, ngày bình thường coi như là võ đế bình thường thấy được cũng phải cho vài phần mặt mũi, bây giờ lại chết rồi. Một cổ lửa giận ngập trời lan tràn khắp toàn thân Vương Cống, thần niệm biến hóa kia dưới cổ lửa giận này cơ hồ như muốn tán loạn, như hỏa diễm nhảy lên, tùy thời lại đột nhiên dập tắt. Chết, đáng chết a! Vương Cống ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức cường đại ầm ầm tản ra, quay người lại phóng vào trong cơ thể Vương Trấn. Phụ thân đại nhân đừng a, thần niệm cường đại như thế bám vào trên người của ta, tất nhiên sẽ tổn hao nhục thể a ta. Trực tiếp ảnh hưởng đến thiên phú võ đạo của ta. Vương Trấn chấn động, muốn phản kháng. Hắn lúc trước sắp chết cũng không thả ra thần niệm của Vương Cống thần niệm, chính là sợ đối phương nhập vào thân thể mình. Tuy rằng đây là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng mà Vương Cống lưu cho hắn, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ vẫn không muốn dùng đến, để tránh ảnh hưởng thiên phú võ đạo của mình. Đệ đệ của ngươi cũng đã chết, ngay cả đệ đệ cũng không bảo hộ được, còn làm được gì? Vương Cống dưới cơn tức giận hận không thể một trưởng chụp chết hắn, mặc kệ mọi việc, liền trực tiếp nhảy vào trong cơ thể Vương Trấn. Vương Trấn lập tức lộ ra vẻ thống khổ ra, ngửa mặt lên trời không ngừng giống to, nhưng theo tiếng hô kia, lực lượng lại càng ngày càng mạnh, sau khi trực tiếp nhảy lên tới võ tôn đỉnh phong vẫn còn tăng lên. À, ngươi thật muốn đột phá đến võ đế sao? Ngươi phải biết rằng nếu đột phá võ đế, đừng nói thiên phú võ đạo của con ngươi. Mà bộ thân thể này có thể cứu trị được không cũng là một vấn đề đấy. Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm nói, Lâm Không tựa ở trên người hồ lô tiểu kim cương, trong mắt lộ vẻ trêu tức. Bộ dạng này của hắn khiến Vương Trấn thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, nhưng lý trí vẫn chiếm thượng phong, trực tiếp áp chế cảnh giới ở dưới võ đế, dù sao tiền đồ võ đạo của nhi tử cũng quan trọng hơn nhiều. Tiểu tử, dám giết con ta, lại bức ta phụ thể trên người ái tử, hôm nay lột ra ngươi. Lại từng chút đập nát xương cốt toàn thân, cho ngươi nếm hết tất cả thống khổ trên đời mà chết. Vương Trấn thống khổ gào thét, tóc dài tản ra sau lưng, không gió mà bay, khí thế cả người bành trướng chưa từng có, còn kém một tia lực lượng là có thể đột phá đến cửu thiên võ đế rồi, nhưng vẫn bị hắn cưỡng ép áp chế xuống, để tránh thân thể Vương Trấn sụp đổ, ngón trỏ hắn vẽ một vòng trước người, một thanh kiếm quang liền hiển hiện trên đầu ngón tay dẫn dắt trường kiếm xông về phía trước. Mang theo từng vòng hào quang. Nhất kiếm khai thiên. Kiếm thế rất mạnh, Lý Vân Tiêu rất xa đã cảm nhận được cổ lực lượng kia, khổi khiến mặt và làn da trên người như gợn sóng. Ở trước mặt Vương Cống hắn không dám thi triển bất diệt kim thân, nếu bị nhân ra thì phiền toái lớn rồi. Bị kiếm khí đối phương ép sát xuống, hắn bay lui về sau, hồ lô tiểu kim cương thì dưới tâm niệm hắn khống chế, ngược lại gào thét lớn xông tới trước. Hừ, khôi lỗi võ tôn của gia tộc Thiên Diệp. Chỉ thường thôi. Nhất kiếm khai thiên,
chém vỡ khôi lỗi này cho ta. Oanh! Kiếm quang trực tiếp bổ vào trên quyền phong hồ lô tiểu kim cương, quyền kình dưới một kiếm này liền biến mất, kiếm thế trực tiếp chém lên quyền cốt, dốc sức liều mạng đè ép vào. Cái gì? Vương Chấn chấn động, nhất kiếm khai thiên của hắn coi như là khôi lỗi võ tôn bát giai cũng có thể bị bổ thành hai nửa mới đúng, sao chỉ chém lõm được một chút. Kiếm khí kia cực mạnh mẽ, tuy rằng không cách nào phá được hồ lô tiểu kim cương, nhưng cũng chấn cho bay ngược về sau. Thật mạnh, dù sao cũng là thần niệm của Vương Cống, nếu không coi như là võ tôn đỉnh phong bình thường cũng tuyệt đối không thể gây tổn thương đến thân thể hồ lô tiểu kim cương được. Lý Vân Tiêu đứng xa xa nhìn chiến đấu, sắc mặt bình tĩnh như nước, nhìn không ra cảm xúc trong lòng. Bên kia Vương Chấn đã đại phát thần uy, chiều chiều đều đè ép hồ lô tiểu kim cương, hoàn toàn áp chế hắn không có chút lực hoàn thủ, đại lượng chiêu thức đều đánh lên người, nếu không phải trong tài liệu cửu giai của Tử Thanh song kiếm lại gia nhập vào chút thiên chiếu khuyết kim thì dưới loại liên kích cường đại này thân thể sợ rằng đã hỏng mất rồi. Hồ lô tiểu kim cương là bán thú chi thân, cũng có lửa giận của mình, hắn liên tục gầm rú, lại không thể làm gì, bị đánh đến cơ hồ không làm được gì. Vương Chấn lại kinh hãi không thôi, vũ khí và lực lượng của hắn, cho dù đối phương là khôi lỗi cửu giai, cũng đã sớm nên hỏng rồi mới đúng, nhưng giờ chỉ có thể lưu lại dấu vết trên thân thể, không cách nào xâm nhập làm bị thương hạch tâm bên trong. Chẳng lẽ thật là khôi lỗi cửu giai, hoặc là lúc luyện chế khôi lỗi cửu giai đã cho vào thứ gì đó chân quý dị thường, kết quả lại luyện chế thất bại trở thành bát giai, lúc này mới xuất hiện thực lực bát giai, mà cường độ thân thể còn hơn cả cửu giai bình thường. Vương Chấn rất nhanh nhận đồng suy đoán của mình, thầm nghĩ đúng vậy, nhất định là như vậy rồi, xem ra phải dùng chiêu thức cường đại hơn mới được. Hắn đột nhiên thu hồi công kích, hai tay ôm lấy vòng tròn trên không trung, một cổ màu xanh da trời nhàn nhạt hiện ra quanh thân, quang ảnh huyền diệu chiếu sáng cả mảnh trời, còn có ký hiệu như hoa vân thoáng hiện trong quang ảnh, hắn quát khẽ. Diệu linh nhất thức quyết. Hoa văn trong quang ảnh kia lập tức thu vào trong trường, thân thể Vương Chấn xuyên thẳng qua trong lam quang, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước người hồ lô tiểu kim cương, nhất thức đánh xuống. Hồ lô tiểu kim cương hét lớn một tiếng, kim cương quyền chấn vỡ không gian, vô cùng dũng mãnh, nhưng lại bị một cổ lực lượng vô cùng cường đại ngăn cản, cả người lập tức lâm vào trong một mảnh lam nhạt, không biết lực lượng khổng lồ từ đâu tới đang xé rách lấy thân thể của hắn, phảng phất như cự lực vô tận muốn xé rách hắn vậy. Phanh! Bỗng nhiên tay phải hồ lô tiểu kim cương đứt gãy ra, trực tiếp chui vào giữa lam quang, liền biến mất không thấy gì nữa, trên thân thể cũng bắt đầu xuất hiện khe hở, cả người giãy giụa không thôi trong quang mang. À, đây là Diệu Linh Nhất Thức, một trong ba thức võ kỹ vô thượng của Diệu Huyền Tông sao? Quả nhiên có chút môn đạo, dưới điều kiện không dẫn động quy tắc thiên địa cũng có thể thi triển ra uy lực như thế, nếu như là do bản tôn Vương Cống thi triển ra, sợ rằng hồ lô tiểu kim cương phải lập tức tự tan thành mây khói nha. Lý Vân Tiêu thấy hồ lô tiểu kim cương sắp không duy trì được thêm nữa, lúc này mới chạy như bay đến, chỗ mi tâm mở ra thái cổ thiên mục, lập tức bắn ra một cổ cương phong lực. Xoay tròn trên không trung, chỉ một lượt hô hấp đã hóa thành lớn hơn 10 lần, cuốn tới nối tiếp thiên địa. Đây là gió lốc gì, sao lại có lực áp bách cường đại như thế, tuy rằng lực lượng cũng không được, nhưng loại uy áp đẳng cấp này lại có thể cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Vương Chấn mặt sắc trở nên ngưng trọng, hồ lô tiểu kim cương dưới Diệu Linh Nhất Thức Quyết của hắn sắp sụp đổ rồi, lại không thể tưởng được Lý Vân Tiêu còn có thủ đoạn bực này. Nhưng cương phong kia tự nhiên không thể tổn thương đến hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng đang muốn không ra tay, nhưng trong lòng lại chấn động mãnh liệt, một ngụm tâm huyết phun lên yết hầu, thiếu chút nữa đã ọe ra. Sau khi thi triển Diệu Linh Nhất Thức Quyết, cỗ thân thể này của Vương Chấn đã chịu gánh nặng tới cực điểm, nếu cưỡng ép phân tâm thi chiêu thì nhất định sẽ suy giảm tới thân thể, lưu lại tai họa ngầm. Võ tôn nhất tinh vậy mà chỉ có trình độ này ư? Hắn cực kỳ bất mãn thu hồi thức võ kỳ kia của mình, dưới chân hóa thành một đạo quang mang. Liền phi thân né tránh vòi rồng chi lực của thái cổ cương phong. Tiểu tử, người đến cùng là người nào, đã dám giết tái tử ta, thì phải có dũng khí gánh chịu lửa giận của Diệu Huyền Tông, nếu không thì là nam nhân gì chứ? Vương Chấn phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, mình tự mình ra tay, lại vẫn không thể bắt được kẻ này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lý Vân Tiêu vung tay lên gọi hồ lô tiểu kim cương về, cười nói. Sớm muộn gì cũng biết. Đừng nóng vội nha, nhẫn nại chút đi, lưu chuyện thú vị ở phía sau, không phải sẽ chơi rất vui sao? Hừ,
dung mạo của ngươi ta đã nhớ kỹ, chỉ cần ngươi ở Bắc vực một ngày, thì đừng mơ có thể an nhàn. Vương Chấn hử lạnh một tiếng, quay người bay về phương xa. Nếu bộ thân thể này còn có thể duy trì thời gian uống cạn chung trà thì hắn có 10 thành nắm chắc chém giết Lý Vân Tiêu. Nhưng kết quả lại không như mong, đã vậy còn không bằng sớm rời đi, miễn cho dừng lại trên người Vương Chấn thời gian quá dài, suy giảm tới thiên phú võ đạo của ái tử, vậy thì cái được không bù cái mất rồi. Lý Vân Tiêu đứng nguyên tại chỗ, nhìn qua thân thể Vương Chấn rời đi, thẳng đến khi biến mất trong tầm mắt. Thanh âm yêu long truyền đến, nói. Vì sao không đuổi, hắn hiện giờ không giết được ngươi, ngươi chỉ cần đi theo, kéo dài tới khi thân thể hắn không chống đỡ nổi nữa, đến lúc đó thần niệm tự nhiên ly thể mà đi, liền có thể một lần hành động đánh chết. Biện pháp này, ta không tin ngươi không nghĩ tới. Lý Vân Tiêu cười nói. Giết người không phải mục đích của ta, nếu Vương Cống đã ra mặt, coi như là quen biết cũ, cho hắn chút mặt mũi thì đã sao. Huống hồ Vương Cống coi như là một phương hào kiệt, nếu như bức áp hắn, khiến điên cuồng trả thù thì ta cũng không chịu đựng nổi. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm cổ quái, nói. Huống hồ, còn có một vị hoàng tước đang âm thầm nhìn chằm chằm vào, ta cũng không muốn làm mai mối cho người khác. Hắn vừa dứt lời, trên không gian cách đó không xa hiện ra vằn nước, chấn động ra, một gã nam tử thanh niên mặc áo tở màu đỏ nhạt chậm rãi từ không trung đi ra. Nam tử một thân phục trang đẹp đẽ, thần thái phi thường. Sau khi nam tử kia đi ra, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên hồ lô tiểu kim cương, mở miệng nói. Khôi lỗi này cực kỳ kỳ lạ, tiểu huynh đệ ngươi nói cái giá đi, vô luận bao nhiêu tiền ta đều mua. Thậm chí có người mua bán như thế, mở miệng đã nói vô luận bao nhiêu tiền cũng mua, ngoại trừ kẻ đần ra, cũng chỉ có người tuyệt đối tự tin về tài lực của mình, hơn nữa nhìn phục sức người này mang trên người. Chính là thuộc về loại thứ hai. Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng người này, cười nói. Khoe của, ngươi ăn đã ăn qua trà diệp đản chưa? Khục khục, cái đó quả thật ăn không nổi. Trên mặt nam tử lộ vẻ cố chấp, nói. Đừng cứng đầu nữa, khôi lỗi này bao nhiêu tiền báo giá đi, ca sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu. Lý Vân Tiêu híp mắt, nam tử trước mắt này cũng không đến 30, còn trẻ hơn cả Vương Chấn, nhưng tu vị lại ẩn ẩn trên cả Vương Chấn. Ít nhất cũng là võ tôn nhị tinh. Bắc vực quả nhiên là nơi mạnh nhất trong tứ đại vực, tùy tùy tiện tiện có thể thấy được người trẻ tuổi cấp bậc võ tôn đi đầy đường, cái này nếu đặt trong ba vực khác, cũng là nhân vật cấp bậc trưởng lão trong môn phái rồi. Đã không có trà diệp đản, vậy thì tùy tiện cho mấy vạn miếng đan dược cửu giai đi, cái khôi lỗi này ngươi cứ lấy đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hừ hừ nói. Ha ha, như vậy không thoải mái. Thanh niên nam tử cười nói. Ta thấy khôi lỗi này của ngươi cũng không hẳn là vật cửu giai, có lẽ tài liệu thập phần quý trọng, hẳn là lúc luyện chế xảy ra vấn đề lúc này mới ngã xuống bát giai a. Như vậy đi, ta ra hai phần nguyên liệu khôi lỗi này của ngươi, có được không? Lý Vân Tiêu nói. Ngươi muốn lừa gạt luyện phương khôi lỗi của ta sao? Ha ha, ta cũng không có hứng thú kia. Trên mặt thanh niên nam tử lộ ra thần sắc khó xử, kêu lên. Đến cùng có bán hay không? Lý Vân Tiêu cười hắc hắc, hồ lô tiểu kim cương hóa thành một đạo quang mang bị hắn thu vào mi tâm, liền lao về phía Thành Vũ Phong, không để ý tới người nọ nữa. Này này, sao ngươi lại không lễ phép thế chứ? Thanh niên nam tử kia đuổi theo, quát. Ngươi là đệ tử phái nào, vừa rồi lại muốn mưu sát đại công tử Diệu Huyền Tông, ta đã tận mắt thấy được a. Lý Vân Tiêu dừng bước lại ra, nhìn hắn nói. Vừa rồi chính là ngươi nói cho ta biết vị trí của Vương Chấn, hơn nữa ngươi cũng nên biết trên người hắn có dấu thần niệm của Vương Cống a, ngươi rốt cuộc là ai? Ta phải nói chuyện này cho Vương Cống biết, oan ức không thể một mình ta gánh được. Thanh niên nam tử cười nói. Hắc hắc, nói chuyện phải có chứng cớ mới được, tại hạ Lệ Phi Vũ, không biết tính danh các hạ. Lệ Phi Vũ, đã biết, đợi lát nữa ta sẽ phái người thông chi Diệu Huyền Tông, sau này còn gặp lại. Lý Vân Tiêu liền ôm quyền, thi triển ra thân pháp tuyệt diệu, trong nháy mắt đã ở bên ngoài cả trăm mét. Ngươi! Lệ Phi Vũ ngẩn người, chưa bao giờ gặp phải qua loại người này, sau đó hắn lập tức đuổi theo, kêu lên. Chớ đi a, hôm nay Thành Vũ Phong có chuyện rất có ý tứ, có hứng thú tham gia không? Không có hứng thú. Lý Vân Tiêu cũng không quay đầu lại, nhổ ra ba chữ, dưới chân đẩy nhanh tốc độ, tựa hồ một lòng muốn vứt bỏ người này vậy. Ha ha,
đại lượng võ giả vây ở thành Vũ Phong không có cách nào truyền ra ngoài, vì giải quyết nhàm chán, thành HCU thành Vũ Phong định hôm nay tổ chức một đại hội giao dịch võ giả, phàm là cường giả ngoài võ tôn đều có thể đi tham gia, ngươi thật sự không có hứng thú. Có lẽ có rất nhiều bảo bối không tưởng được nha. Thân pháp Lệ Phi Vũ cũng không thua kém bao nhiêu, kề sát ở sau lưng Lý Vân Tiêu, cách xa nhau chừng 30 thước, bảo trì loại khoảng cách này mà đi. Trong lòng của hắn sớm đã khiếp sợ dị thường, bộ pháp của mình chính là tuyệt học, chưa bao giờ bại bởi người khác, hôm nay vậy mà gặp được ngươi sánh ngang với mình. A, đại hội giao dịch võ giả. Lý Vân Tiêu lúc này mới ngừng lại, xoay người cười nói. Nghe có vẻ rất có ý tứ, chỉ là ngoài võ tôn mới có tư cách tham gia, ta kém quá xa a. Lệ Phi Vũ nhìn kỹ khuôn mặt Lý Vân Tiêu, xác nhận cũng không hề dịch dung, hồ nghi nói. Tướng mạo các hạ rất lạ mặt a, đã có tu vi như thế. Về phần võ tông gì đó, đừng chọc cười ta nữa, ngươi có thể điều khiển một khôi lỗi bát giai, ít nhất cũng là tồn tại bát giai mới đúng. Hắn cho rằng Lý Vân Tiêu nhất định đã ẩn tàng tu vị, vừa rồi trận chiến với Vương Chấn hắn đều thấy rõ, tuy rằng Lý Vân Tiêu xuất ra tay khẽ vẫy, gọi ra thái cổ cương phong, nhìn qua cũng không lợi hại lắm, nhưng khiến thần niệm của võ đế như Vương Cống phải kinh sợ thối lui, càng khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ không thôi. Lý Vân Tiêu cười nói, ta quả thật chỉ có tu vị võ tông, ngươi nhìn lầm rồi, bất quá ta ngược lại có một cách tốt. Hai người lập tức sóng vai mà đi, sau khi trở lại thành Lý Vân Tiêu cũng không quay lại thương hội Lôi Phong, mà ít theo Lệ Phi Vũ đi thẳng tới trước phủ thành chủ, nơi tổ chức giao dịch hội võ giả. Vân Thiếu, ngươi như vậy có vẻ rất lạ a. Hai người đi trên đường, Lý Vân Tiêu đã báo qua danh tự, hơn nữa ở trước người hắn, hồ lô tiểu kim cương đã trở nên cao gầy hơn, toàn thân bao phủ trong áo đen, không cách nào thấy rõ diện mục, mà Lý Vân Tiêu lại ra vẻ vẻ đệ tử của hắn đi theo phía sau. Ha ha, tham dự đại hội đều là cao thủ, không giả trang ít xuất hiện một chút thì đi vào sẽ bị người đánh a. Khiêm tốn, nếu như người bên trong biết rõ người giết Phương Đạt, còn đuổi giết Phương Chấn, còn đại chiến một hồi với thần niệm Vương Cống, đoán chừng ngươi đánh bọn hắn cũng sẽ đứng đó cho ngươi đánh, không dám hoàn thủ đấy. Phi Vũ huynh nghiêm trọng rồi, rõ ràng là ngươi tính toán Vương Chấn và Vương Cống, không để Diệu Huyền Tông vào mắt, ngàn vạn đừng đổ lên người ta, nếu ở bên trong có thể gặp được cao thủ Diệu Huyền Tông, ta nhất định sẽ nói cho bọn họ chuyện này. Hai người lôi kéo nhau, dắt tay nhau muốn tiến vào phủ thành chủ. Cửa ra vào đứng một gã cường giả võ tôn, đang nghênh đón mọi người. Nhị vị không biết xưng hô như thế nào. Ánh mắt võ tôn kia nhìn lướt qua người Lệ Phi Vũ, lộ ra vẻ giật mình, không thể tưởng được trẻ tuổi như vậy đã có thể bước vào võ tôn chi cảnh bát giai, cái này trên toàn bộ đại lục Thiên Vũ cũng là dị số, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Mà khi ánh mắt rơi vào trên người hồ lô tiểu kim cương lại nhíu mày lại, tuy rằng ẩn ẩn cảm nhận được lực lượng cường đại, nhưng lại lộ ra vẻ cổ quái, khiến trong lòng hắn có chút khó có thể phán đoán. Tại hạ Lệ Phi Vũ, đây là Vân Thiếu. Lệ Phi Vũ trực tiếp giới thiệu bản thân và Lý Vân Tiêu, hắn cũng không biết tên đầy đủ của Lý Vân Tiêu, chỉ dùng Vân Thiếu để xưng hô. Thì ra là Lệ Công Tử. Tên võ giả kia lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức cười to nói. Ta nói thiên võ giới tuy rằng to lớn vô biên, nhưng có thể bằng chừng ấy tuổi đã tiến giai võ tôn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong Bắc vực chúng ta, đếm tới đếm lui, cũng chỉ có mấy vị. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tưởng được Lệ Phi Vũ lại nổi danh như thế, rất có khả năng là đệ tử thế gia nào đó. Đại nhân quá khen. Lệ Phi Vũ khiêm tốn vài câu. Tên võ giả kia thập phần nhiệt tình dẫn đường cho hai người, cao hứng nói. Có Lệ công tử của Vạn Bảo Lâu đến. Giao dịch hội lần này nhất định sẽ tăng lên mấy cấp độ. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, thì ra là người Vạn Bảo Lâu. Lông mày hắn có chút nhíu lại, nếu như nói Lệ Phi Vũ là đệ tử Vạn Bảo Lâu, vậy thì dùng độ tuổi này của hắn, vừa hay có thể tham gia thuật võ song hội tại Tống Nguyệt Dương Thành, chẳng lẽ là cùng đường với mình? Ha ha, trên người của ta chỉ có một ít phế phẩm, chỉ sợ mọi người không để vào mắt, khiến Vạn Bảo Lâu bị chê cười rồi. Lệ Phi Vũ cười có chút tài đại khí thô, trong mắt đều là bộ dáng ta mặc kệ hắn là ai, nào có nửa điểm khiêm tốn chứ. Vạn Bảo Lâu được vinh dự thương hội đệ nhất thiên hạ, người ở bên trong phần lớn đều tài đại khí thô, mỗi người đều vinh mặt hất hàm sai khiến. Lệ Phi Vũ sau khi nghe có người tán dương hắn, cũng lập tức lộ ra bộ dạng kẻ có tiền,
nghênh ngang đi vào trong. Trong phủ thành chủ rất lớn, bên trong các loại kỳ hoa dị thảo, không ít đều là linh thảo, khắp nơi nguyên khí lan khắp, nồng độ linh khí chỉnh thế của Bắc vực hơn xa ba vực khác, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao Bắc vực luôn bị cường giả hùng cứ. Cường giả võ tôn kia mang theo hai người đi qua chừng thời gian uống cạn chung trà, mới đi vào trong đại điện, thập phần nhiệt tình dẫn hai người đi vào. Bên trong đã ngồi hơn 20 người, mỗi người đều chuyện trò vui vẻ, nhưng đều không ngoại lệ, phàm là đang ngồi đây, tất cả đều là tồn tại cấp bậc võ tôn bát giai. Ba người tiến vào đại điện, lập tức thu hút ánh mắt mọi người, đều không kiêng nể gì cả bắt đầu đánh giá Lệ Phi Vũ và Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Cũng không phải tất cả võ tôn đều có tư cách được người dẫn đường, thân phận Lệ Phi Vũ đặc thù mới có được vinh hạnh đặc biệt như vậy, tự nhiên cũng sẽ có người bất mãn. Dương Bình đại nhân, vị tiểu huynh đệ này rất trẻ tuổi a. Một gã nam tử áo gai ở bên trái nhàn nhạt uống hớp trà, không nhanh không chậm nói. Không biết có địa vị gì, vậy mà cần đại nhân tự mình dẫn đường. Trong số người ngồi đây, có thể hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt như thế, tựa hồ chỉ có Thất Diệp và anh bác đại nhân của đảo tự tại a. Hắn vừa mới mở miệng, lập tức ánh mắt mọi người liền lạnh xuống. Tuy rằng trong Bắc vực võ tôn chạy đầy đường, nhưng cũng chỉ là hình dung khoa trương thôi, trên thực tế ở bất kỳ môn phái nào, võ tôn đều là chủ lực cường đại tuyệt đối. Người cười nói bên cạnh nam tử áo gai trên mặt giống như phủ một tầng cho, búi tóc lên cao, tạo hình quái dị, cũng châm chọc vào nói. Còn có vị này toàn thân phủ trong áo quái, lộ ra lực lượng cổ quái, khiến người nhìn không ra đầu mối. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mọi người ở đây, đều không có tư cách thấy mặt thật của ngươi sao? Hai người lần lượt mở miệng, mang theo ý khiêu khích tràn đầy. Bản thân Dương Bình cũng là cường giả võ tôn, hơn nữa là quản gia phủ thành chủ ở thành Vũ Phô Na, tự nhiên biết rõ tính nết mọi người, cũng đều có cách ứng đối của mình, cười nói. Vị này chính là Lệ Phi Vũ công tử của Vạn Bảo Lâu, còn hai vị này là bằng hữu hắn, Vân Thiếu. Lệ Phi Vũ, ba chữ kia tựa hồ có ma lực nhất định, vừa nói ra, lập tức mọi người biến sắc, cổ tức giận khi trước cũng hoàn toàn biến mất, lộ ra vẻ chợt hiểu. Mà ngay cả nam tử áo gai và người ngồi cạnh hắn cũng biến sắc, tựa hồ chấp nhận cái tên này có thể hưởng vinh hạnh đặc biệt này, nhất thời không lên tiếng nữa. Ở trước mặt mọi người ngồi hai gã nam tử phục sức khác lạ, hai người tu luyện công pháp hoàn toàn bất đồng, màu da trên người hoàn toàn trái ngược, một xanh một đỏ, đúng màu của thủy hỏa. Hơn nữa khác với mọi người chính là hai người cũng không thu liếm chấn động nguyên lực trên người, giơ tay nhấc chân tựa hồ đều có nguyên tố thủy hệ và hỏa hệ nhảy lên. Cũng không phải bọn hắn cố ý bày ra thực lực, mà đảo tự tại ở sâu trong Bắc Hải, tuy rằng cũng là nhân tộc nhất mạch, nhưng cách sống các kiểu lại khác với chư phái trên đại lục Thiên Vũ. Mọi người cũng đã nghe qua, hơn nữa đạo tự tại thực lực siêu quần, cũng không ai chú ý đến cả. Nam tử toàn thân hỏa hồng kia nói. Thì ra là Lệ Phi Vũ công tử được xưng là một trong Bắc vực tứ tú, đại hội hôm nay vậy mà đưa tới đại hiền, quả nhiên là ngoài ý liệu. Hôm nay không những có thể cùng Lệ công tử kết giao một phen, hơn nữa Lệ công tử thân là người Vạn Bảo Lâu trên người tất nhiên có rất nhiều kỳ chân có một không hai, có thể khiến chư vị mở rộng tầm mắt rồi. Dương Bình cười nói. Các ngươi trước cứ nói chuyện đi, ta còn phải ra cửa ra vào nghênh đón khách quý nữa. Hắn an bài Lệ Phi Vũ và Hồ Lô Tiểu Kim Cương ở hai vị trí, Lý Vân Tiêu thì đứng ở sau lưng Hồ Lô Tiểu Kim Cương, ánh mắt hữu ý vô ý đánh giá mấy người ở đây. Hai vị dĩ nhiên là người đảo tự tại Bắc Hải sao? Hồng đảo chủ vẫn mạnh khỏe chứ? Hồ Lô Tiểu Kim Cương đột nhiên dùng thanh âm trầm trọng, hùng hậu mở miệng nói. Tự nhiên là thần niệm của Lý Vân Tiêu đang khống chế hắn mở miệng. Ân, vị bằng hữu kia, người biết đảo chủ chúng ta sao? Tên nam tử toàn thân hỏa hồng kia chính là Tất Diệp của đảo tự tại, mà vị tu luyện công pháp thủy hệ còn lại chính là anh bác, hai người đều lộ ra vẻ không thể tin được. Ánh mắt nhìn một hồi trên người Hồ Lô Tiểu Kim Cương, trong mắt hắn ẩn ẩn lóe ra kim quang, hiện ra năm màu chi sắc, hiển nhiên là một loại đồng thuật. Thần sắc Lý Vân Tiêu không thay đổi, tay phải giấu ở sau lưng Hồ Lô Tiểu Kim Cương, ngắt một cái quyết ấn cổ quái, lập tức một đạo tinh thần lực bình chướng bao phủ lấy hắn và Hồ Lô Tiểu Kim Cương vào trong đó, ngăn cách thuật nhìn trộm của đối phương ra bên ngoài. Tất Diệp đưa mắt nhìn sau đó trong mắt xẹt qua một tia thần sắc kinh ngạc. Tựa hồ đã suy đoán được gì đó, gật đầu nói. Thì ra là thế. Anh bác thì là cổ quái hỏi.
Cái gì thì ra là thế, ngươi có nhìn ra manh mối gì không? Tất Diệp nói. Vị bằng hữu kia không chịu dùng chân diện mục bày ra gắp người, tất nhiên có nỗi khổ tâm riêng của hắn, ta cũng không tiện vạch trần. Tất Diệp đại nhân, đã nhìn ra thì cứ thống khoái nói ra, để cho chúng ta cũng biết người cổ quái đi cùng Lệ công tử này rốt cục là thần thánh phương nào. Nam tử áo gai nói, hắn đối với thân phận Lệ Phi Vũ không còn lời nào để nói, nhưng nhìn thấy bộ dạng hồ lô tiểu kim cương vẫn thập phần không vừa mắt. Võ tôn trang phục cổ quái Lưu Phong bên cạnh hắn cũng liên tục kêu lên. Đúng vậy, đúng vậy. Hai người tựa hồ giao tình vô cùng tốt, cũng tính tình hợp nhau. Tất Diệp lại không hề thay đổi, nói. Kính xin tôn trọng tư ẩn của người khác đi. Khiến Tu Bạch và Lưu Phong đều cảm thấy tự tìm mất mặt, đều hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt nhìn về phía hồ lô tiểu kim cương lại tràn đầy địch ý, mà ngay nhìn về phía Lý Vân Tiêu cũng tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lý Vân Tiêu tự nhiên sẽ không để ý tới hai tên ngu ngốc này, vẻ ngạo mạn và bỏ qua, thậm chí ánh mắt như nhìn kẻ đần kia càng khiến hai người tức đến sắc mặt tái nhợt, trong mơ hồ muốn tức giận. Lệ Phi Vũ ngược lại cảm thấy kỳ quái, hắn tự nhiên biết rõ dưới áo đen chính là khôi lỗi, lại không tin Tất Diệp có thể khám phá thân phận. Tất Diệp đại nhân thật sự nhìn ra mánh khóe này của bằng hữu ta không? Không ngại nói ra nghe một chút, bằng hữu này của ta chỉ là tính tình có chút cổ quái thôi, cũng không gì không thể không gặp người cả. Nếu ngươi có thể nói ra, hắn có lẽ sẽ bỏ áo đen cũng nói không chừng. Tất Diệp nói. À, không biết có thật sự như thế không? Dù sao Lý Vân Tiêu một ngụm nói ra họ đảo chủ bọn hắn, điểm này trên đại lục Thiên Vũ cũng không nhiều người biết được. Nói không chừng thật là bằng hữu đảo chủ cũng nên. Hồ lô tiểu kim cương ngồi ngay ngắn ở chỗ kia, không nói một lời, theo mọi người thấy thì tựa hồ đã đồng ý rồi. Tất Diệp lúc này mới nói. Khí tức trên người vị bằng hữu kia cổ quái đến cực điểm, lúc yêu lúc khí, hẳn là tu luyện hai loại công pháp bá đạo đến cực điểm, một loại là công pháp yêu tộc, về loại khác sao, hẳn là thể thuật tuyệt cường nào đó, có thể khiến thân mình như kim cương, khiến thân thể giống như huyền binh. Lúc này mới sinh ra khí tức cổ quái như thế. Cũng có một loại khả năng, đó chính là vị bằng hữu kia, bản thân chính là người yêu tộc. Lệ Phi Vũ nghe được thập phần kinh ngạc, lập tức không dám xem nhẹ vị Tất Diệp này nữa. Không thể nhìn thấy hình dáng hồ lô tiểu kim cương, nhưng lại có thể suy đoán được đến mức này, đã phi thường lợi hại rồi. Tất Diệp khẽ cười nói, tựa hồ đối với suy đoán của mình cực kỳ tự tin. Hồ lô tiểu kim cương phát ra âm thanh nói. Tất Diệp đại nhân quả nhiên lợi hại, thực lực đào tự tại Bắc Hải phi phàm, rời xa đại lục, thoáng như thế ngoại, không bị thế gian quấy nhiễu, nhiều năm qua, thực lực đã sớm thông thiên rồi, sợ rằng đã không dưới bảy đại thế lực siêu cấp trên đại lục A. Lời này của hắn lập tức khiến tất cả mọi người động dung biến sắc, sắc mặt Tất Diệp và anh bác càng đại biến, cực kỳ chấn động. Tất Diệp ngâm giọng nói, vị bằng hữu kia thật sự quá khen, đào tự tại rời xa phân tranh thế tục. Một lòng truy cầu võ đạo. Nhưng cũng không phải thái bình như trong tưởng tượng của ngươi đâu, giữa chúng ta và hải tộc Bắc Hải cũng từng bộc phát mấy lần xung đột quy mô không nhỏ, tổn thương thảm trọng. Chỉ là trên đại lục không ai biết đến thôi. Hắn tựa hồ cố ý muốn giải thích thực lực đảo tự tại cũng không mạnh, lần này càng khiến mọi người nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu lại xuất hiện một tồn tại giống như bảy đại thế lực siêu cấp thì tuyệt đối là đại sự khiếp sợ thiên hạ. Lệ Phi Vũ cũng bắt đầu hồ nghi bất định. Đồng thời đối với thân phận Lý Vân Tiêu cũng thập phần sinh nghi. Tư liệu ở Vạn Bảo Lâu thì đảo tự tại ở sâu trong Bắc Hải, không người nào biết vị trí cụ thể, nếu không sử dụng đại trận truyền tống thì căn bản không thể đến được. Nhưng mặc dù là đại trận truyền tống cũng chỉ có thể truyền tống đến các hòn đảo ở chung quanh đảo tự tại, phải do người của bọn hắn dẫn đầu, mới có thể đi vào chủ đảo thần bí đến cực điểm kia. Bất kỳ môn phái nào trên đại lục, tin tức đối với đảo tự tại đều rất ít. Sợ rằng có thể chính thức biết được tin tức về đảo tự tại cũng chỉ có thánh vực. Chẳng lẽ tiểu tử này là đến từ thánh vực? Lệ Phi Vũ lập tức đối với thân phận Lý Vân Tiêu nổi lên suy đoán, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, dù sao hiểu rõ đảo tự tại, đồng thời dám bỏ qua Diệu Huyền Tông, không phải bảy đại thế lực siêu cấp thì cũng chỉ còn thánh vực thôi. Sau khi Tất Diệp giải thích, Lý Vân Tiêu cũng không nói nhiều, chỉ nói. Đại hội giao dịch này phải chờ đến khi nào mới bắt đầu? Hẳn là còn khách nhân tôn quý nào nữa sao? Ha ha, Vân Thiếu đã không đợi được nữa sao?
Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Dương Bình, ở bên người còn có vài đạo thân ảnh, hiển nhiên là lại có người có tư cách khiến hắn dẫn đường đến. Mọi người nhao nhao ngưng mắt nhìn lại, đã thấy người bên cạnh Dương Bình bên là một vị nữ tử cung trang, trên mặt đẹp sa mỏng, dáng điệu uyển chuyển. Tuy rằng thấy không rõ tướng mạo, nhưng lại mang đến cho người một loại khí chất quý phụ đoan trang cao nhã. Sau lưng còn đi theo bốn gã tỷ nữ, mỗi người đều có khí chất phi phàm. Trên mặt Dương Bình lộ ra vui vẻ, nói. Khách nhân cũng đã đến không sai biệt lắm, đợi lát nữa nếu không còn người nào đến thì liền bắt đầu đi. Ta một mực ở trước cửa chờ, chính là để chờ vị đại nhân này rồi. Hắn làm ra thủ thể mời, liền an bài phu nhân cung trang kia trên ghế chủ vị còn trống. Tất cả mọi người đều biến sắc, vốn tưởng rằng chỗ kia là của Dương Bình, lại không nghĩ rằng là cố ý lưu cho người khác. Hiện giờ đã ngồi kín chỗ, chỉ còn lại cái ghế cao nhất kia, cũng chính là thành chủ vị thành Vũ Phong rồi. Bản thân Dương Bình thì đứng ở dưới thành chủ vị, cười nói. Vị đại nhân này chắc hẳn chư vị đều hết sức tò mò, nàng là khách quý thành chủ cố ý mời đến, không chỉ đồng thời tham dự giao dịch vật phẩm, hơn nữa còn là người chủ trì định giá nữa. À, người chủ trì định giá. Tất Diệp ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ năng lực nhận thức bảo vật của vị bằng hữu kia rất mạnh sao? Tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, đối với thân phận Mỹ phụ cung trang nổi lên lòng nghi ngờ. Mỹ phụ kia thì vẫn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, thần thái bình yên, lộ ra một cổ khí tức thượng vị giả và phong độ cường giả. Ha ha! Đột nhiên một tiếng cười cởi mở truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền phát hiện trên cái ghế ở bên trên chợt xuất hiện một nam tử, phủ lên trường bào yên la màu xanh da trời, hai mắt như hồ nước thanh tịnh, trên mặt mang theo vẻ vui vẻ nồng đậm, đúng là thành chủ cảnh tinh thành Vũ Phong, nói. Nếu là thiên hạ này có bảo bối mà ngay cả chủ nhân Mai Gia Cửu Di cũng không thể phân biệt, vậy khắp thiên hạ không còn người thứ hai có thể biết được nữa rồi. Thì ra là Mai Gia chi chủ. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, ánh mắt đều rơi vào trên người Mỹ phụ kia. Tất Diệp cũng cả kinh nói. Chẳng lẽ là Mai Gia chuyên môn chủ trì đấu giá cỡ lớn, năng lực thức bảo đệ nhất thiên hạ kia sao? Mai Gia trên đại lục thập phần ít xuất hiện. Ngoại trừ nghe đồn có năng lực giám bảo cực cao ra, rất ít nghe thấy lời đồn khác. Mà Mai Gia trên cơ bản cũng chỉ liên hệ với thương minh, rất ít khi liên hệ với thế lực chư phái. Lý Vân Tiêu cũng ngốc trệ thoáng một phát, thì ra Mai Gia của Mai Đông Nhi, dĩ nhiên là Mai Gia này. Người cầm quyền Mai Gia gọi là Cửu Di kia, đúng là vị nữ tử trước mắt này. Hắn bất giác cảm thấy có chút cổ quái, trong rất nhiều đấu giá hội hắn từng tham gia. Người chủ trì cũng gọi là Mai Lão Tiên Sinh, đều là nam tử, nhưng không biết tại sao lại để nữ nhân làm đương gia, điểm ấy quả thật cực kỳ hiếm thấy. Ha ha, không thể tưởng được ở chỗ này có thể nhìn thấy Cửu Di. Lệ Phi Vũ cười to nói, hai người tựa hồ là quen biết cũ. Đôi mắt lạnh như thu thủy của Cửu Di trở nên ôn hòa lên, đối với Lệ Phi Vũ thập phần có hảo cảm, dùng thanh âm mềm mại động lòng người nói. Lần trước từ biệt. Tu vị Lệ công tử lại tinh xảo hơn không ít. Tên tuổi Bắc vực tứ tú khi nào ngươi đi đoạt đệ nhất đây? Lệ Phi Vũ khiêm tốn nói. Chỉ với thiên phú nát này của ta còn muốn cầm đệ nhất. Chẳng qua chỉ ỷ vào tên tuổi Vạn Bảo Lâu, bị người gom lại cho đủ số thôi. Thật sự không là gì cả. Cửu Di mỉm cười, không hề nói thêm nữa. Cảnh Tinh cười nói. Khó được còn có thể hấp dẫn Lệ công tử đến đây, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Không chỉ có thể biết một chút về phong thái Bắc vực tứ tú, hơn nữa tất nhiên đã mang đến đại lượng bảo bối. Chỉ là Cửu Di, người đã đến muộn, đây cũng không phải là phong cách trước sau như một của ngươi nha. Trong mắt Cửu Di xẹt qua một tia ngưng trọng, nói. Đột nhiên có chuyện quấn thân, cho nên đến chậm. À, có tiện nói xem là chuyện gì không? Chỉ cần Cảnh Tinh ta có thể giúp được thì tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không ngồi yên. Cảnh Tinh cũng nhìn ra vẻ ngưng trọng trong mắt Cửu Di, lúc này tỏ rõ thái độ, lập tức chiếm được hảo cảm của Cửu Di, cũng khiến cho mọi người cảm thấy thành chủ này quả thật phong độ ung dung, là một phương nhân vật. Cửu Di nói, vậy thiếp thân trước tạ ơn Cảnh thành chủ rồi, việc này có thể nói là tai bay vạ gió. Con trai tông chủ Diệu Huyền Tông Vương Đạt, đã bị chết ở trong quán rượu của Mai Gia ta. Cái gì? Cảnh Tinh chấn động, nói. Vương Đạt của Diệu Huyền Tông. Trong mắt của hắn cũng lộ ra ngưng trọng, nói. Lần này khóa vực truyền tống đại trận bị hủy,
có quá nhiều võ giả lưu lại, đã xảy ra quá nhiều xung đột. Nhưng không thể tưởng được con trai tông chủ Diệu Huyền Tông cũng bỏ mạng ở thành Vũ Phong, cái này quả thật có chút phiền phức rồi, có biết là người phương nào gây nên không? Cửu Di nói, tạm không biết được, hiện giờ toàn bộ quán rượu đã bị phá hủy. Nghe nói là một gã nam tử trẻ tuổi chừng 20 tuổi mang theo một khôi lỗi võ tôn làm ra, hơn nữa càng khiến ta lo lắng là người nọ sau khi giết Vương Đạt lại giết luôn cả tùy tùng Vương Chấn tìm đến báo thù, lại còn đuổi giết Vương Chấn. Nếu như, trong mắt nàng lộ vẻ sầu lo thật sâu, tựa hồ như không dám nghĩ đến kết quả đằng sau vậy. Mọi người cũng đều ngưng trọng không thôi, Cảnh Tinh cũng cả kinh nói. Rốt cuộc là người phương nào lại lớn gan như thế, nếu Vương Chấn cũng bị giết, vậy thì Diệu Huyền Tông. Trong lòng của hắn hoảng sợ, nếu như Vương Cống mất đi hai người con trai, thành Vũ Phong của hắn sợ rằng cũng sẽ bị lửa giận lan đến mất. Cửu Di nói, ta cũng chính là lo lắng việc này, đã phái người đi toàn thành đã điều tra, mặc dù không tìm được hung thủ, nhưng đã tập trung vào đồng bạn hung thủ, hy vọng có thể có một kết quả tốt. Cảnh Tinh cười khổ nói, Vương Đạt cũng đã chết, còn có thể có kết quả tốt gì nữa. Lửa giận của Vương Cống không thể không cháy rồi, mặc dù đứa con này của hắn vô học bất thuật, nhưng dù sao thân phận tôn quý. Ta thân là thành chủ thành Vũ Phong cũng có trách nhiệm nhất định. Tất nhiên sẽ toàn lực hiệp trợ Cửu Di tra rõ việc này. Lệ Phi Vũ mỉm cười quét qua Lý Vân Tiêu, ánh mắt cổ quái không thôi. Lý Vân Tiêu thì thần sắc lạnh lùng, trong lòng hắn có chút lo lắng. Vừa rồi Cửu Di nói đã tập trung vào đồng bạn hung thủ, không biết có tìm được thương hội Lôi Phong hay không nữa. Bất quá có Mạc Tiểu Xuyên ở đó, có lẽ không có vấn đề gì lớn. Nếu như dẫn tới võ đế động thủ, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, như vậy hắn ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được. Hiện giờ xem ra chuyện cũng không phát sinh xung đột quá mức kịch liệt, cứ để xem sao đã. Dương Bình nói, nếu chuyện đã xảy ra, lại lo lắng hơn nữa cũng không phải cách. Đợi sau khi giao dịch lần này kết thúc ta phái người hiệp trợ Cửu Di, Diệu Huyền Tông tuy rằng đều là đám người háo sắc âm lãnh, nhưng ở trên đạo lý cũng không dám sằng bậy. Cùng lắm thì đợi truyền tống trận được tu phục tốt, ta tiến đến Thánh Vực một chuyến, mời chấp pháp giả Thánh Vực đến tọa chấn, Diệu Huyền Tông cũng không dám quá mức làm càn. Cửu Di gật đầu nói, có những lời này của Dương Bình đại nhân ta cũng yên tâm rồi. Lệ Phi Vũ cũng bật thốt lên nói, yên tâm đi, Cửu Di, Vạn Bảo Lâu ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi, tuyệt sẽ không để Diệu Huyền Tông sằng bậy, cũng sẽ không để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đâu. Ân, chuyện này ngược lại có lẽ phải làm phiền Lệ công tử rồi. Cửu Di đối với bên phía Thương Minh vẫn thập phần yên tâm, dù sao hợp tác nhiều năm như vậy, nhân tình và lợi ích đều có. Thương Minh tất nhiên sẽ không bỏ qua để Diệu Huyền Tông đối phó Mai gia bọn hắn. Lệ Phi Vũ vỗ ngực nói, bằng yên tâm, Vạn Bảo Lâu thậm chí Thương Minh đều sẽ ủng hộ Cửu Di vô điều kiện. Lời của hắn nói có sức nặng rất lớn, lập tức khiến Cửu Di giải sầu không ít. Lý Vân Tiêu thì im lặng một hồi, theo hắn thấy thì chẳng qua chỉ là giết một tên lưu manh thôi, đâu ra nhiều chuyện vậy chứ. Đây cũng là do tầm mắt hắn cao, lúc ở kiếp trước, đừng nói Diệu Huyền Tông, Bắc Minh Huyền Cung hắn cũng đã giết không ít người, tới giờ vẫn bình yên vô sự. Hắn nào đâu biết đến nỗi khổ tâm của những tầng lớp dưới này, đối với những đại phái siêu cấp kia đều nơm nớp lo sợ, chỉ hơi chút hầu hạ không tốt, có lẽ chính là họa diệt môn rồi. Đây là hiện thực tàn khốc ở thiên võ giới, cường giả vi tôn, cường giả vi pháp, người ngỗ nghịch chỉ có chết. Ha ha, có lời này của Lệ công tử thì Cửu Di yên tâm được rồi. Hiện giờ bắt đầu hoạt động giao dịch của chúng ta đi, không nên bị ảnh hưởng tới tâm tình. Cảnh Tinh cười to nói. Cái này đều là vì đại trận truyền tống bị hủy, chư vị tất cả đều dừng lại đây, ta mới tổ chức một giao dịch loại nhỏ này, hơn nữa triệu Cửu Di đến chủ trì. Chư vị có bảo bối gì có thể lộ ra để mọi người cùng nhau xem xét. Mọi người tất cả đều nhấc lên tinh thần, đã đến trình độ như bọn hắn, bảo vật có thể lấy ra nhất định không giống người thường, bằng không thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng lấy ra làm mất mặt. Mọi người hết nhìn đông lại nhìn tây, nhưng không ai chịu là người đầu tiên lấy đồ ra cả. Cảnh Tinh tựa hồ đã sớm liệu đến tình huống này, cười nói. Nếu chư vị đều đã muốn lưu đến cuối cùng, vậy thì do ta đến bêu xấu trước đi. Hắn giơ tay lên, hào quang trong nhẫn chớp động thoáng một phát, một cái hộp bạch ngọc mạ vàng điêu long hiển hiện trong tay, cười hì hì mở nắp ra. Một ít đoạn mộc đầu màu xám nằm ở bên trong,
ngoại trừ linh khí dồi dào ra, cũng không nhìn ra chỗ nào dị thường cả. Tất cả mọi người cẩn thận mở to hai mắt, vẫn cảm thấy không khác gì cành gỗ bình thường cả. Ha ha, thứ này có ai nhìn ra đầu mối không? Cảnh Mẫu nguyện ý dâng 1.000 vạn nguyên thạch trung phẩm. Cảnh Tinh Dương Dương đắc ý nói. Mặc dù là cửu di cũng có thể tham dự. Nói thật, ta đối với trình độ của Mai gia cũng hết sức tò mò đấy. Thứ này nếu không phải vật chủ trước kia nói cho ta biết là vật gì, bản thân ta dù có nghĩ vỡ đầu cũng không biết được. Tu Bạch nói. Cảnh thành chủ thật đúng tài đại khí thô, lại dám lấy 1.000 vạn nguyên thạch trung phẩm để thăm dò năng lực đại đường Ia Mai gia. Ta thấy 1.000 vạn nhất định mất rồi. Mọi người cũng đều phụ họa theo, năng lực xem xét của Mai gia cả thiên hạ đều biết, huống chi còn là đại đương gia, nếu có thứ mà ngay cả nàng cũng xem khổ nga, vậy những người khác cũng đừng hy vọng nữa. Cửu Di nhẹ nhàng cười cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tuy rằng bị lụa mỏng che mặt, nhưng cũng nhìn ra được là một mỹ nhân tuyệt sắc. Tỷ nữ bên người nàng lập tức tiến lên, cầm hộp ngọc kia qua. Cửu Di nâng tay ngọc thon thon lên. Dùng ngón trỏ điểm vài cái lên nhánh cây nhỏ kia, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Thứ này vậy mà không có cấp bậc. Buồn cười, cảnh thành chủ là nhân vật nào, há có thể lấy ra nhánh cây bình thường được. Tất Diệp cả kinh nói. Trên đời này quả thật có rất nhiều thứ không tồn tại cấp bậc, bởi vì không cách nào dùng tiêu chuẩn thế tục để cân nhắc được chúng. Loại vật này không cái nào không phải là trọng bảo, thành chủ đại nhân vậy mà xuất ra thứ quý trọng như vậy. Không biết thành chủ đại nhân muốn đổi lấy vật gì, hay là bán ra nguyên thạch. Cảnh Tinh cười nói. Trước không vội nói cái này, đợi mọi người xem ra là vật gì rồi nói tiếp. Hơn nữa, nó cũng không chân quý như Tất Diệp đại nhân nghĩ đâu, bởi vì lượng thật sự quá ít ha. Cửu Di rời ngón tay ra khỏi đoạn cây kia, cười nói. Không thể tưởng được vậy mà lại là thứ này, đáp án ta đã biết rồi. A, à, Cảnh Tinh vẻ mặt không tin. Rất là hoài nghi. Cửu Di cười nhẹ bờ môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm nhập mật đến trong tay Cảnh Tinh, đã thấy sắc mặt Cảnh Tinh trở nên ngạc nhiên và khó có thể tin, mọi người thấy thế liền biết đã có đáp án, mỗi người đều thấy trong lòng khó nhịn, vạn phần muốn biết đáp án. Người Mai gia quả nhiên. Cảnh Tinh cười khổ lắc đầu, lộ ra thập phần bất đắc dĩ, nói. 1.000 vạn nguyên thạch này của ta quả nhiên phải tặng không rồi. Hắn đang muốn công bố đáp án. Đột nhiên một đạo thanh âm trầm ổn vang lên, đúng là Hồ Lô Tiểu Kim Cương phát ra tiếng nói. Chậm đã, ta cũng biết đây là vật gì, nguyên thạch của thành chủ N thỉnh chuẩn bị 2 phần A. A, ta không tin. Cảnh Tinh trực tiếp nói. Coi như là Cửu Di cũng sau khi điều tra một lúc mới biết được, người chỉ ở đằng xa nhìn xem cũng biết là vật gì, không khỏi quá khiến ta giật mình đi. Hồ Lô Tiểu Kim Cương hừ một tiếng, nói. Nếu ta không đoán sai thì đây là dưỡng hồn mộc do tinh nguyên côn ngô thần thụ ngưng kết ra. Dưỡng hồn mộc tinh thuần như thế quả thật hiếm có, chỗ thiếu hụt duy nhất chính là lượng quá ít, sợ rằng rất khó có tác dụng gì lớn. A, à, Cảnh Tinh khiếp sợ không thôi, ánh mắt bắt đầu đánh giá người áo đen này, muốn thăm dò vào trong đó, nhưng lại không thể làm được. Hắn cũng biết mỗi cường giả đều có thói quen của mình, không ít người đều rất cổ quái, nói không chừng người ta thích giấu mặt thì sao. Cũng không nên cưỡng ép điều tra, chỉ đành cười khổ nói. Quả nhiên là ta kiến thức nông cạn rồi, thiên võ giới to lớn, quả nhiên là năng nhân bối xuất. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều giật mình, nhao nhao nhìn về phía Hồ Lô Tiểu Kim Cương, trong lòng đều đánh giá hắn cao hơn không ít. Mà ngay cả người hầu Lý Vân Tiêu hắn mang theo cũng lọt vào tầm mắt mọi người, sau khi dò xét một phen cũng đều nhíu mày, tựa hồ như người hầu này cũng không hề đơn giản a. Lệ Phi Vũ cũng giật mình, không khỏi lại thêm tò mò về Lý Vân Tiêu. Cửu Di cũng chớp mắt liên tục, sau khi đảo qua vài vòng trên người Hồ Lô Tiểu Kim Cương, lại đảo vài vòng trên người Lý Vân Tiêu, lúc này mới thu hồi lại. Hồ Lô Tiểu Kim Cương nói, không biết đoạn dưỡng hồn mộc này của cảnh thành chủ muốn đổi lấy vật gì. Tại hạ rất có hứng thú, nếu như thật sự không được, nhiều ra chút nguyên thạch cũng có thể. Cảnh Tinh nói. Chính như lời Vân Thiếu nói, dưỡng hồn mộc này tuy rằng chân quý, nhưng quá hiếm, ta lưu lại cũng vô dụng, muốn đổi lấy một chiếc chiến hạm kim dương, không biết có người nào nguyện ý không? Lưu Phong trang phục cổ quái quái khiếu nói. Thành chủ không khỏi quá tham lam đi nha, chút dưỡng hồn mộc này đã muốn đổi lấy chiến hạm kim dương thất giai, không khác gì nham thạch đổi nguyên thạch a.
Cảnh Tinh đối với hắn đả kích cũng chỉ lơ đễnh, cười nói. Chiến hạm Kim Dương có giá, mà dưỡng hồn mộc lại vô giá. Tuy rằng thứ này ít chỗ dùng, nhưng ở trong tay người thật sự cần thì dù có bao nhiêu chiến hạm Kim Dương cũng không thể đổi được. Quả thật, Cửu Di cũng phụ họa theo nói. Loại bảo vật không giai này, rất khó định giá. Tuy rằng ít chỗ dùng đến, nhưng ở thiên võ giới số lượng cũng ít đến kinh người. Nếu gặp phải người có nhu cầu cấp bách thì quả thật chính là vô giá. Tất Diệp đột nhiên nói. Ta nghe được tin tức, một cây Côn Ngô thần thụ duy nhất trên đời này, đã tọa hóa ở hải vực Nam Hải rồi, trên đời này có lẽ cũng không xuất hiện thêm dưỡng hồn mộc nữa. Cái gì? Tất cả mọi người đều chấn động, tuy rằng rất nhiều người không rõ ngụ ý trong đó, nhưng ít ra đã biết độ chân quý của thứ này, chính là độc nhất vô nhị trong toàn bộ thiên võ giới. Mà ngay cả Cảnh Tinh cũng không ngờ điều này, sau khi ngây ngốc một chút, cười khổ lắc đầu nói. Tất Diệp đại nhân sao không nói sớm, nếu biết từ trước thì, ta như thế nào cũng sẽ không lấy ra giao dịch đâu, giữ lại siêu tầm không phải tốt hơn sao. Hắn đấm ngực dậm chân ảo não không thôi, khiến mọi người nghe được sinh nghi, không biết có phải là hai người liên thủ kẻ tung người hứng không nữa. Mặc dù đã biết Côn Ngô thần thụ mất đi, cũng không có ai nguyện ý dùng chiến hạm Kim Dương đi đổi, bởi vì thứ này mọi người cũng không cần, rất nhiều người thậm chí còn mới nghe đến lần đầu tiên. Hồ Lô Tiểu Kim Cương mở miệng nói. Chiến hạm Kim Dương thất giai ta không có, nhưng ta có hài cốt một chiếc chiến hạm U Minh bát giai, không biết Cảnh thành chủ có nguyện ý trao đổi không? Hơn nữa thêm vào 1.000 vạn nguyên thạch trung phẩm lúc trước ngươi thua ta, giá tiền này đã không thấp hơn chiến hạm Kim Dương rồi. Hài cốt chiến hạm U Minh bát giai. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, ánh mắt nhìn về phía Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Trong thiên hạ. Tông môn có thể có được chiến hạm bát giai cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa ngoại trừ siêu cấp thế lực ra, trên cơ bản mỗi một chiếc chiến hạm bát giai đều xuất từ hóa thần hải, số lượng có thể đếm được. Cảnh Tinh do dự nói. Hài cốt, vậy phải xem tàn tới trình độ nào rồi. Hồ Lô Tiểu Kim Cương vung tay, làm ra bộ dạng chỉ huy Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu lúc này mới lấy ra một cái túi đựng đồ, tiến lên đưa cho Cảnh Tinh. Lệ Phi Vũ thấy mà buồn cười. Bất quá trong lòng cũng tò mò, Lý Vân Tiêu biểu hiện càng cường đại, hắn tựa hồ lại càng có hứng thú. Cảnh Tinh lấy ra túi chữ vật, thần thức sau khi quét qua trong đó, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Đây là hài cốt chiến hạm siêu tập được từ trên yêu nguyên, cũng không hoàn chỉnh, nhưng tựa hồ phần hạch tâm hư hao không lớn, so sánh ra thì quả thật giá trị còn lớn hơn cả chiến hạm Kim Dương thất giai. Đúng vậy, hài cốt này ta muốn. Cảnh Tinh vung tay. Liền đưa hộp bạch ngọc kia cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu mặt không biểu tình nhận lấy sau đó lui trở về sau lưng Hồ Lô Tiểu Kim Cương, giữ im lặng. Dưỡng hồn mộc bị hắn trực tiếp đưa vào trong giới thần bi, linh hồn vừa hiện ảnh, đã chợt nghe được thanh âm non nớt mà cấp bách bên dưới, nói. Cho ta, nhanh cho ta. Một đứa trẻ mới sinh ở bên dưới hân hoan tung tăng như chim sẻ, trong miệng không ngừng chảy ra nước miếng, cười to nói. Ha ha. Quả nhiên là dưỡng hồn mộc tách ra từ trên người ta, tuyệt không giả. Đúng là Tiểu Ngô, cũng là hắn cảm giác được sự tồn tại của dưỡng hồn mộc, lúc này mới cấp bách bảo Lý Vân Tiêu đoạt tới. Nhanh cho ta! Lý Vân Tiêu vừa xuống tới mặt đất, hắn liền tiến lên đoạt lấy, vui sướng cầm lấy dưỡng hồn mộc một ngụm nuốt vào trong bụng. Dựng sào thấy bóng, cả người hắn cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, tựa hồ lớn lên thêm vài tháng. Ít, ít, quá ít. Tiểu Ngô bất mãn dậm chân trên mặt đất, hiển nhiên cái này không được như hắn mong muốn. Lý Vân Tiêu trực tiếp một tát đập bay hắn, khẽ nói. Ngài ít ăn tươi ngươi luôn, hiện giờ toàn bộ thiên võ giới đã không còn thứ này nữa, đừng có mà không biết đủ. Nói xong hào quang trên người lóe lên, liền biến mất khỏi giới thần bi. Trong đại điện, Cảnh Tinh đối với khoản giao dịch này cũng thập phần thỏa mãn, tâm tình thật tốt, cười nói. Tại hạ đã ném gạch. Ngọc của chư vị cũng nên xuất hiện đi nha. Ha ha, đã như vậy, vậy lão hủ cũng bêu xấu một chút. Một gã võ tôn ở bên cạnh Lệ Phi Vũ giơ tay phải lên, một đạo quang mang trực tiếp phá không bắn ra, long cong một tiếng cắm vào trên mặt đất, đúng là một thanh bảo đao kim ngân song sắc đan vào cùng một chỗ, còn khảm nạm lấy 7 hạt châu màu sắc bất đồng, từ từ sinh huy. Tên võ tôn kia nói, thanh huyền binh bát giai này, có người nào thích không? Ta muốn đổi một ít đan dược tăng cường công lực. Đây là...
Một gã lão giả lục bào đồng tử đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm vào bảo đao kia một hồi, cả kinh nói. Đây chẳng lẽ là song hành thất sắc đao của Mộ Dũng? Thì ra là ngươi giết Mộ Dũng. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, chuôi bảo đao này quả thật à vật không tệ, nhưng cái tên Mộ Dũng lại khiến mọi người quá sợ hãi. Người này cũng không phải nhân vật gì quá giỏi, chỉ có điều thân phận có chút đặc thù, chính là cường giả của Đao Kiếm Tông. Người có thực lực mạnh, vòng tròn luẩn quẩn tiếp xúc cũng chỉ chừng đó, cho nên trong phạm chủ võ tôn vẫn có rất nhiều người biết đến hắn. Người nói bậy bạ gì đó, cầm binh khí của hắn, chính là người giết hắn sao? Huyền binh bát giai này chính là lão phu nhặt được. Tên võ tôn kia hung hăng trợn mắt nhìn lão giả lục bào, cả giận nói. Nếu ta giết người, ta còn dám lấy ra giao dịch sao? Ta không muốn sống nữa ư. Trong mắt Bạch Tu chớp động hào quang, tựa hồ đối chuôi huyền khí này thấy thập phần quen mắt, nhưng đây là vật phỏng tay, liên tục châm trước một lúc mới lên tiếng. Chư vị cần phải chứng kiến, nếu ta đổi lấy chuôi bảo đao này, cái chết của Mộ Dũng cũng không liên quan gì đến ta cả. Dù sao tên tuổi Đao Kiếm Tông cũng quá dọa người rồi, bọn hắn tuy rằng mỗi người đều là cường giả võ tôn, nhưng ở trong mắt người ta cũng chỉ là con sâu cái kiến, tiện tay liền có thể bóp chết. Không biết nam đầu tịch Long Đan có thể đổi lấy chuôi bảo đao này không? Bạch Tu hỏi dò. Võ tôn kia nhíu mày, nói. Nam đầu tịch Long Đan, coi như là tăng cường công lực rồi, đổi lấy cũng được, nhưng ít nhất phải 300 hạt. Bạch Tu sắc mặt đột biến, ẩn ẩn có chút giận dữ, nói. 300 hạt, người xảo trá a. Võ tôn kia khẽ nói. Nam đầu tịch Long Đan chỉ có thể coi là loại kế cuối trong đan dược bát giai, cho dù phục dụng 300 hạt đối với ta cũng không có tác dụng quá lớn, ta vốn không muốn đổi, nhưng nếu không lấy ra được thứ gì tốt hơn, người có thể xuất ra 300 hạt thì ta cũng sẽ miễn cưỡng đồng ý. Hừ, nếu là có 300 hạt thì ta đã tự mình dùng rồi. Bạch Tu tức giận phất ống tay áo, ngồi trở lại vị trí của mình, ánh mắt còn không ngừng dò xét thanh bảo đao kia. Tựa hồ có chỗ không cam lòng. Lưu Phong nói. Giá trị chuôi song hành thất sắc đao này quả thật trên 300 hạt nam đầu tịch Long Đan, nhưng thứ này chính là di vật của cường giả Đao Kiếm Tông, có mấy người dám mua. Đương nhiên, tất cả mọi người có thể làm chứng không có quan hệ đến người mua, nhưng cường giả võ đế Đao Kiếm Tông lại nguyện ý nghe ngươi giải thích sao. Hắc hắc, cửu thiên võ đế, cũng không có bao nhiêu người tính tình tốt đâu. Võ tôn kia sắc mặt biến hóa. Những lời này lập tức đã khiến vài người có chủ ý lập tức từ bỏ, hắn thấy không còn ai muốn giao dịch, tức giận hừ một tiếng, nói. Không ai giao dịch thì thôi. Ống tay áo vung lên, cái kia đao hóa thành một đạo quang mang thu hồi nhẫn chữ vật ở bên trong, trầm mặt ngồi ở đó. Lệ công tử, người chính là cường giả võ tôn trẻ tuổi nhất ở đây, cũng là một trong tứ tú mới xuất hiện tại Bắc Vực, càng là đệ nhất nhân lớp trẻ hoàn toàn xứng đáng của Vạn Bảo Lâu. Tất cả mọi người rất chờ mong bảo vật của ngươi đấy. Dương Bình thấy ảo khí có chút không thoải mái, vội vàng đi ra hòa hoãn, nhìn qua Lệ Phi Vũ cười nói. Dương đại nhân nghiêm trọng rồi, kỳ thật tại hạ cũng không có thứ gì muốn giao dịch cả. Lệ Phi Vũ cười nói. Nhưng đã tới tham gia hội giao dịch này thì cũng không thể chỉ làm quần chúng được. Như vậy đi, trên người của ta vừa vặn có một kiện bảo bối tạm được, không biết có ai thích không? Hắn nói cũng là lời thật, dùng nội tình của Vạn Bảo Lâu nếu có thứ hắn muốn mà không có được, ở đây cũng không có ai có khả năng có cả. Tất cả mọi người thập phần chờ mong nhìn Lệ Phi Vũ, chỉ thấy trong tay hắn lóe lên hào quang, liền xuất hiện một khối kim loại màu trắng, trong tay trơn bóng chiếu ảnh, nhu hòa như nước, vừa nhìn đã biết là vật phi phàm rồi. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, hắn liếc mắt đã nhận ra thứ này, hồ lô tiểu kim cương trầm giọng nói. Không biết Lệ huynh thứ này giao dịch thế nào? À, Vân Thiểu vậy mà liếc mắt đã nhận ra. Lệ Phi Vũ ánh mắt cười ngây ngô, lườm Lý Vân Tiêu, hắn mới không có hứng thú nhìn khôi lỗi hồ lô tiểu kim cương làm gì. Hồ lô tiểu kim cương nói. Ân, trùng hợp biết được. Sốt cuộc là thứ gì, hai vị cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói thẳng đi. Mọi người thúc giục nói. Cửu Di cũng kinh ngạc nói. Vân Thiểu lúc trước nhận biết dưỡng hồn mộc quả nhiên không phải trùng hợp, quả thật đối với các loại tài liệu có tạo nghệ cực cao a, ngay cả kim linh thạch cũng biết được. Kim linh thạch, đây là kim linh thạch sao? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, võ tôn vừa giao dịch bảo đao ban nãy cũng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khối kim linh thạch lớn chừng bàn tay kia,
lộ ra vẻ tham lam, người còn lại cũng đều hết sức ngưng trọng. Cửu Di nhẹ giọng giải thích nói. Kim linh thạch này thuộc tính là kim, lại có tính thủy, có thể tùy ý vuốt ve biến hình mà không tổn hại đến căn bản, cho nên thường được đám thuật luyện sư dùng để luyện chế chiến y. Một khối kim linh thạch lớn như thế, cũng đủ luyện chế một kiện chiến y bát giai rồi. Kim linh thạch tuy rằng không phải chủ tài chiến y, nhưng lại là tài liệu hạch tâm trọng yếu nhất, thứ này có thể đủ tùy ý biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ, dán ở trên người hành động tự nhiên, cũng là bộ phận nguyên liệu chân quý nhất trong chiến y. Ha ha, Lệ công tử quả nhiên không khiến mọi người thất vọng, bảo bối bực này cũng lấy ra rồi, Dương Bình cũng thấy động tâm không thôi à. Cũng không biết Lệ công tử muốn đổi lấy vật gì. Dương Bình cũng lộ ra vẻ muốn có, dù sao chiến y đối với một gã võ giả mà nói quá mức chân quý cơ hồ có thể cứu được mạng. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có cơ hội đạt được chiến y. Đặc biệt là tới trình độ như bọn hắn, muốn thu thập toàn bộ nguyên liệu một kiện chiến y đã khó càng thêm khó, cho dù thu thập đủ toàn bộ rồi, muốn tìm một gã thuật luyện sư bát giai tới giúp ngươi luyện chế, độ khó càng cao hơn một tầng. Cho nên nhìn thấy bảo bối như vậy, cơ hồ mỗi người đều động tâm. Lệ Phi Vũ cười nói. Một chút đồ chơi nhỏ thôi, ta cũng không biết đổi lấy thứ gì mới tốt. Chư vị tùy tiện lấy ra gì cũng được, chỉ cần ta hợp ý, vậy thì đổi. Cửu Di cười khẽ không nói, người Vạn Bảo Lâu quả nhiên mỗi người đều tài đại khí thô, nhưng tuyệt đối khôn khéo đến cực điểm. Lệ Phi Vũ nói lời này tuy tùy ý, nhưng không thể nghi ngờ lại khiến mọi người phải liều bảo bối, hắn chọn một cái tốt nhất. Như vậy còn không phải khiến mọi người phải lấy ra tất cả thứ tốt sao? Quả nhiên, Dương Bình sau khi nghe xong chợt thoáng do dự, liền lấy ra một quả ngọc bội cầm trong tay, nói. Khối mộc hành linh ngọc này của ta, không biết Lệ công tử có để mắt đến không? À, mộc hành linh ngọc trong ngũ hành linh ngọc sao? Cửu Di kinh ngạc nói. Không thể tưởng được trong tay Dương Bình đại nhân lại có bảo vật như vậy, luận giá trị vật ấy quả thật không dưới kim linh thạch. Đặc biệt là võ giả mộc hệ có được, càng có tác dụng hơn kim linh thạch. Thứ này tuy rằng so ra kém ngũ hành biến dị nguyên tố, nhưng lại được nguyên tố chi lực rót vào khoáng thạch, quanh năm tháng dài ngưng tụ mà thành, vạn phần khó được. Mộc hành linh ngọc vừa ra, lập tức khiến mọi người ở đây hơn phân nửa đều bỏ cuộc. Hiển nhiên không lấy ra được thứ trình độ này, hoặc là không muốn đổi. Lệ Phi Vũ lộ ra phi thường tùy ý, nói. Nếu Cửu Di đã nói như vậy rồi, vậy nếu đổi thì ta còn chiếm tiện nghi đấy. Nếu không còn ai thích thứ này của ta, vậy thì đổi với mộc hành linh ngọc của Dương Bình đại nhân đi. Hắn cố ý xoay đầu qua chỗ khác, nói. Vân Thiểu, người đối kim linh thạch này của ta có ý không? Hồ Lô Tiểu Kim Cương nói. Không có. Trả lời dứt khoát như thế khiến Lệ Phi Vũ xấu hổ nở nụ cười. Luận bảo vật, đảo tự tại ta tự nhiên không thể so sánh với mọi người, chỉ có một ít đặc sản đặc biệt, có lẽ Lệ công tử sẽ thích. Tất Diệp cũng nhìn không được nữa mở miệng, hắn và Ánh Bác thoáng trao đổi một chút, liền từ trong nhẫn lấy ra một cây san hô hỏa hồng sắc, nắm trong tay ánh sáng màu đỏ chớp động, cười nói. Không biết Mai Gia chi chủ nổi tiếng thiên hạ có biết đến bảo bối ở sâu trong Bắc Hải này không? San hô đỏ kia vừa xuất hiện trong đại điện, mọi người lập tức cảm nhận được một cổ tình cảm ấm áp trên người, giống như đốm lửa vậy, ấm áp thoải mái nói không nên lời. Cửu Di nhẹ nhíu mày một cái, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là huyết thạch san hô? Tất Diệp sững sờ, lập tức tán thán nói. Danh tiếng Mai Gia, danh bất hư truyền. Cửu Di nói. Vậy thì không sai, ta cũng là lần đầu tiên thấy bảo vật này. Nghe đồn ở trong tứ hải, có cường giả ngoài cửu thiên cảnh chém giết, huyết dịch chảy ra nhiễm lên đá dưới đáy biển, trải qua tích lũy trên vạn năm, mới có thể sinh trưởng ra loại san hô này. Hơn nữa chỉ có thể trưởng thành lớn chừng này. Loại huyết thạch san hô này hấp thu huyết dịch cửu thiên võ đế mà sinh, không chỉ có lệ khí thật lớn trong đó, mà quan trọng nhất là ẩn chứa một tia cửu thiên ý cảnh. Cái gì, ẩn chứa cửu thiên ý cảnh? Lúc này tất cả mọi người đều động dung rồi, có mấy người thậm chí trực tiếp đứng lên, còn thiếu chút đã lao tới đoạt lấy, nguyên một đám trong mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào huyết thạch san hô kia như sói nhìn chằm chằm vào thịt vậy. Ẩn chứa cửu thiên ý cảnh, đó đã không phải là thiên tài địa bảo bình thường rồi. Tuyệt đối là thứ gây ra gió tanh mưa máu. Cảnh Tinh và Dương Bình trong lòng cũng đại chấn, trên mặt tràn đầy ngưng trọng, nếu một khi có loạn thì hai người bọn họ căn bản không áp chế được tràng diện trước mắt. Cửu Di khẽ cười nói.
chư vị không cần nóng lòng, huyết thạch san hô này tuy rằng chứa đựng cửu thiên ý cảnh, nhưng thiếp thân lúc trước cũng đã nói rồi, trong đó còn có đại lượng lệ khí, hẳn là do cửu thiên võ đế lưu lại, đại lượng tích lũy trong đó, nếu muốn cướp lấy cửu thiên ý cảnh trong đó thì cũng sẽ bị lệ khí cắn trả, nếu không thể khống chế hữu hiệu thì chỉ sợ sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma ngay. Tất Diệp nói, cửu di quả nhiên không phải phàm nhân, vậy mà hiểu rõ ràng như vậy. Huyết thạch san hô này quả thật là do máu võ đế đổ vào mà thành, hơn nữa điều kiện hình thành thập phần hà khắc, mà lệ khí trong đó quá lớn, coi như là võ đế cũng chưa chắc có thể hóa giải được. Cửu thiên ý cảnh trong đó cũng chỉ còn một tia thôi, có thể nói là thứ có chút gân gà. Lệ khí cửu thiên võ đế cũng chưa hẳn có thể hóa giải, mọi người nghe thế trong lòng phát lạnh, dần dần bình tĩnh lại. Cảnh Tinh và Dương Bình thì đều nhẹ nhàng thở ra. Cửu Di nói, quả thật, nếu không phải thế thì giá trị thứ này thật khó có thể đánh giá rồi, kim linh thạch không thể nào sánh bằng được. Tất Diệp nói, không biết Lệ công tử có thích huyết thạch san hô này của ta không? Mặc dù có chút gân gà, nhưng cũng là thứ vạn phần khó được a. Lệ Phi Vũ vỗ đầu một cái, khó có thể lựa chọn nói. Quả nhiên là một nan đề a, sự chân quý của huyết thạch san hô, ta ở Vạn Bảo Lâu những năm này đều chưa bao giờ thấy qua. Nhưng Mộc Hành Linh Ngọc cũng thập phần thích hợp cho một vị bằng hữu của ta đeo, ta cũng rất muốn đổi lấy. Hắn suy nghĩ một lúc, quay đầu hỏi. Không biết Vân Thiếu có ý kiến gì có thể nói ra cho ta tham khảo một chút không? Hồ Lô Tiểu Kim Cương không chút khách khí nói. Đều là một ít thứ rác rưởi, cũng giống như kim linh thạch của ngươi vậy, không có bao nhiêu giá trị, tùy tiện đổi là được. Ha ha, khẩu khí thật lớn, cũng không sợ đau đầu lưỡi nha. Lưu Phong cười lạnh không thôi, người còn lại cũng đều hừ lạnh. Dương Bình cũng có chút không thoải mái, nói. Vân Thiếu cùng Lệ công tử một đường đến đây, chắc hẳn cũng mang theo không ít bảo bối, không bằng lấy ra để chúng ta kiến thức một phen xem sao. Hồ Lô Tiểu Kim Cương khẽ nói. Bảo vật ta tự nhiên có, nhưng ta thứ ta muốn, các ngươi lại không lấy ra được, ta cần gì phải lấy ra bảo bối để biểu hiện chứ? Cảnh Tinh cũng hừ lạnh nói. Tuy rằng thành Vũ Phong chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng cũng là cứ điểm khơi thông tất cả các thành trì lớn ở Bắc Vực, các loại chân bảo trao đổi tự nhiên không phải ít. Chẳng lẽ Vân Thiếu muốn nói đến ngôi sao trên trời? Mặc dù là tinh thần thiên thạch, cũng chỉ là vật thông thường thôi. Hồ Lô Tiểu Kim Cương nói. Thứ ta muốn, Vạn Bảo Lâu hẳn là có. Ta cần một loại thủy nguyên tố biến dị, tồn tại tới gần bổn nguyên, hơn nữa số lượng cũng không ít. Nguyên tố biến dị, bổn nguyên chi lực. Ha ha! Mọi người đều giật mình, lập tức không ít người cười ha hả, trên mặt đều lộ vẻ trào phúng. Lưu Phong cười khẩy nói. Nguyên tố biến dị bổn nguyên, tồn tại có thể so với tài liệu đỉnh cấp cửu giai, giá trị thậm chí còn ở trên, người lấy cái gì để đổi? Hồ Lô Tiểu Kim Cương nói. Thứ có thể đổi có rất nhiều, mấu chốt là các ngươi không có. Hừ, quả thực buồn cười. Lưu Phong không chút khách khí quất vào thể diện hắn, trực tiếp ngồi lại trên mặt ghế. Hồ Lô Tiểu Kim Cương theo tay vung lên, một đạo quang mang bắn vào trên không đại điện, hóa thành một cây trụ to ầm ầm rơi xuống, chấn trong đại điện, tản mát ra khí tức lạnh như băng, khiến người không rét mà run. Cái này, đây là... Mọi người đều giật mình, linh lực chấn động trên thiết trụ kia rất mạnh, vừa nhìn đã biết là vật phi phàm, hơn nữa khiến mọi người kinh hãi nhất chính là nó quá lớn rồi. Bình thường loại tài liệu chân quý này, có thể chừng lòng bàn tay cũng đã không tệ rồi, mà cái này lại là một cây trụ lớn chống trời. Dương Bình cũng cả kinh nói. Cửu Di, đây là vật gì? Trên mặt Cửu Di cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, tiến đến phía trước, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay phải ra. Khẽ vuốt trên cây trụ kia, lập tức kinh hô một tiếng thu tay lại, ở đầu ngón tay lộ ra chút vết nứt. Nàng kinh hãi nói. Cái này, đây chẳng lẽ là Bắc Thiên Hàn tinh thiết? Nhưng làm sao có thể? Một cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết lớn như thế, trời ạ, cái này phải có giá trị bao nhiêu chứ? Tài liệu đỉnh cấp cửu giai, được vinh dự một trong thập đại kim loại đỉnh tiêm, Bắc Thiên Hàn tinh thiết. Phán đoán lần này của Cửu Di lập tức khiến người trong điện đều lặng ngắt như tờ. Thứ kia là nguyên cả cây trụ lớn, tùy tiện bóc xuống một khối cũng là vật báu vô giá a. Hồ Lô Tiểu Kim Cương vung tay lên, lập tức thu Bắc Thiên Hàn tinh thiết về, lạnh lùng nói. Hiện giờ, có nguyên tố thủy hệ biến dị thì có thể lấy ra để trao đổi.
Trong đại điện yên tĩnh cực kỳ quỷ dị, không ai nói tiếng nào, tất cả đều còn chìm trong rung động ban nãy, thậm chí đều hoài nghi lúc trước mình có phải nằm mộng không. Cảnh Tinh cũng hoảng sợ lẩm bẩm. Lớn như vậy, tại sao có thể có tài liệu đỉnh cấp cửu giai lớn như vậy được, cái kia giá trị phải bao nhiêu a? Trên trán hắn thậm chí đã chảy ra mồ hôi lạnh, đối với thân phận hồ lô tiểu kim cương cũng cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Lệ Phi Vũ cũng triệt để ngốc trệ, thẳng đến khi hồ lô tiểu kim cương gọi hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lệ huynh, Vạn Bảo Lâu có muốn đổi không? Lệ Phi Vũ tỉnh lại, cực kỳ quỷ dị liếc Lý Vân Tiêu một cái, nói. Thứ này quả thật có thể so được với thủy nguyên tố, nhưng chuyện trọng đại, coi như là ta cũng không có quyền lợi quyết định, đợi sau khi ta trở về tất nhiên sẽ bẩm báo lên trên. Chỉ là Vân Thiếu Bắc Thiên Hàn tinh thiết kia không khỏi cũng quá lớn đi. Trên đời này sao lại có nhiều nguyên liệu vậy được chứ? Hồ Lô Tiểu Kim Cương khẽ nói. Cái này ngươi cũng không cần quản, đã không có hàng, thì đừng mong đánh chủ ý vào bảo bối của ta, chư vị cũng vậy. Tất cả mọi người đều hiện hắc tuyến, vừa giễu cợt hắn không biết tự lượng sức mình, không thể tưởng được nhanh như vậy đã bị đánh mặt rồi. Nhưng thất phu vô tội hoài bích có tội, không ít người trong mắt đều không bình tĩnh được nữa. Lý Vân Tiêu tự nhiên không phải người sợ chuyện, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Nếu có người không có mắt, vậy thì chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt thôi. Lệ Phi Vũ cũng ngượng ngùng cười khổ không thôi, giờ phút này kim linh thạch trong tay hắn quả thật giống như rác rưởi vậy, có chút ngượng ngùng rồi, cũng không còn hứng thú muốn giao dịch nữa. Thoáng suy nghĩ thoáng một phát, hắn liền đổi lấy huyết thạch san hô của Tất Diệp. Dù sao Vạn Bảo Lâu càng cân nhắc đến tính khan hiếm của vật phẩm hơn. Dương Bình thì lộ vẻ thất vọng thu hồi mộc hành linh ngọc. Cảnh Tinh đột nhiên nói. Vân Thiếu, nguyên tố thủy hệ ta lấy không ra, nhưng ta biết có chỗ có lẽ tồn tại thủy nguyên tố biến dị. A, xin lắng tai nghe. Hồ Lô Tiểu Kim Cương tựa hồ đã thấy hứng thú. Cảnh Tinh nói. Cũng không phải thứ có giá trị gì, coi như là tặng cho Vân Thiếu đi. Hắn theo tay vung lên, một quả ngọc giản liền rơi vào trong tay Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Đồng tử tất cả mọi người đều đột nhiên co lại, lập tức thấy được cánh tay như huyền khí kia của Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Thần thức Lý Vân Tiêu trực tiếp chui vào trong ngọc giản, rất nhanh đã đọc tin tức bên trong một lần. Hồ Lô Tiểu Kim Cương mở miệng nói. Thì ra là một phần ghi lại, vậy xin đa tạ Cảnh thành chủ, phần nhân tình này ta xin nhận. Cảnh Tinh cười nói. Thứ này cũng không có giá trị cao lắm, Vân Thiếu tự mình đánh giá là được. Giao dịch trong tràng từ sau khi Lý Vân Tiêu lộ ra một cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết đã trở nên có chút lãnh đạm, đa số mọi người đều không có tâm tư giao dịch nữa, đều đang có tính toán của riêng mình. Tất Diệp đột nhiên mở miệng nói. Đào tự tại chúng ta cũng xuất ra một vật để giao dịch a. Anh bác bên người một tay ngắt bí quyết, lập tức trước người hiện ra một bọt nước, thời gian dần qua rơi trên mặt đất, hơi nước thối lui, đó lại là một cái dương hòm lớn, dài rộng chừng 34 mét. Linh quyết khẽ động, sau khi dương hòm kia mở ra liền lập tức tản mát ra ánh sáng đẹp đẽ, vậy mà lại là một dương chân châu lớn. Cái này, hai vị đây là ý gì, vậy mà mang chân châu ra để giao dịch. Dương Bình sửng sốt một chút. Tất Diệp cười nói. Kính xin cửu di giải thích cho chư vị một chút. Nữ tử đều thích cái đẹp, mặc dù là nhân vật như cửu di cũng không ngoại lệ, sau khi trông thấy cả dương chân châu lập tức híp mắt lại cười, nói. Đây cũng không phải là chân châu bình thường, chính là băng ngọc chi châu do hải thú thất giai ba linh băng ngọc bạng thai nghén, bản thân chính là bảo vật thất giai, hơn nữa đeo hay phục dụng đều được, đối với võ giả có chỗ tốt thật lớn. Mọi người lần nữa trợn tròn mắt, mặc dù không khiếp sợ như Bắc Thiên Hàn tinh thiết lúc trước, nhưng mỗi người đều ngây dại, cái này ít nhất cũng có hơn ngàn hạt châu ha. Tất Diệp cười nói, thiên hạ thật không có bảo bối làm khó được cửu di. Linh khí của ản hứng băng ngọc châu này chư vị cũng có thể cảm thụ được, mỗi một viên đều là vật khó được. Tất cả đám này, toàn bộ đổi thành nguyên liệu luyện chế chiến giáp. Đào tự tại ta thừa thải những hải vật này, nhưng lại rất thiếu các loại quáng nguyên luyện chế huyền khí chiến giáp. Đây cũng một trong các nguyên nhân hai người chúng ta đến đại lục, hy vọng đổi lấy một ít nguyên liệu về. Hồ Lô Tiểu Kim Cương đột nhiên mở miệng nói. Đào tự tại đột nhiên muốn đổi lấy đại lượng nguyên liệu, không biết cần làm chuyện gì. Chẳng lẽ mâu thuẫn giữa hải tộc Bắc Hải và các ngươi đột nhiên trở nên gay gắt? Tất Diệp và Ánh Bác đều đồng thời biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Đây là chuyện của chúng ta không liên quan đến Vân Thiếu,
nếu Vân Thiếu có tài liệu tốt, hoan nghênh hối đoái. Lý Vân Tiêu đối với mấy hạt châu này cũng động tâm không thôi, nếu mình có thể nuốt vào, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng nguyên liệu luyện chế chiến y, hắn tuy có chút ít, nhưng cũng không nhiều, trong lúc nhất thời liền do dự. Tất Diệp nhìn hồ lô tiểu kim cương, lạnh nhạt nói. Bắc Thiên Hàn tinh thiết kia của Vân Thiếu chúng ta cũng rất có hứng thú, chỉ là trên người hai người chúng ta cũng không mang theo nhiều bảo bối, nếu Vân Thiếu có ý thì có thể theo hai người chúng ta về đảo tự tại một chuyến, Hồng đảo chủ tất nhiên sẽ rất nguyện ý tự mình ra mặt thu mua. Hồ lô tiểu kim cương nói, ngoại trừ nguyên tố biến dị thủy hệ ra, những thứ khác ta đều không có hứng thú. Còn nữa, đi với các ngươi về đảo tự tại, ta dám bán ra giá tốt sao? Muốn giao dịch thì bảo Hồng đảo chủ các ngươi tự mình tới đi. Hừ, không biết tốt xấu. Tất Diệp hừ lạnh một tiếng, không có sắc mặt tốt. Ánh mắt nhìn qua những người còn lại, lộ ra vẻ muốn chân thành giao dịch. Dương Bình hỏi. Những băng ngọc châu này quả thật là đồ tốt, coi như là tu vị võ tôn chúng ta dùng vào cũng có thể có ích lợi thật lớn. Không biết hai vị định đổi thế nào đây? Tất Diệp nói. Một viên băng ngọc châu đổi một tài liệu thất giai. Nhất định phải trao đổi cùng cấp bậc mới được. Giá tiền này cũng rất hợp lý, chỉ là thứ này đổi ý không có ý nghĩa gì, đổi nhiều hơn lại không đổi nổi, thậm chí cảm giác có chút không đáng. Duy nhất động tâm chính là Lý Vân Tiêu, nếu có thể đến tay những băng ngọc châu này thì lực lượng của hắn có thể tăng lên vài tinh rồi. Hắn nhịn không được bảo hồ lô tiểu kim cương mở miệng nói. Hai vị có nguyện ý dùng nguyên thạch đổi lấy không? Dù sao nguyên thạch cũng có thể thuận tiện mua được các loại nguyên liệu luyện khí ở các thương hội lớn. Tất Diệp nói. Cũng có thể, băng ngọc châu này cũng không phải tồn tại thất giai bình thường, muốn hối đoái thì cũng phải cần đến 500 vạn nguyên thạch trung phẩm một viên. Cửu Di cười nói. Tài liệu thất giai bình thường đều chừng 200 vạn đến 500 vạn không đều, băng ngọc châu này nếu hai vị chỉ lấy ra một viên để bán thì mới có thể có giá này, nhưng nếu là mấy ngàn miếng, ha ha. Ý của nàng rất rõ ràng, vật càng hiếm càng quý, tồn lượng nhiều như thế thì cũng không đáng giá lắm. Nàng như vậy là để nhắc nhở một chút, cũng bán nhân tình cho Lý Vân Tiêu, lấy lòng hắn. Hồ lô tiểu kim cương nói. Chỗ này tổng cộng bao nhiêu, các ngươi cho ta chỗ tròn đi, ta muốn mua hết toàn bộ. Cái gì, muốn hết toàn bộ, ngươi nuốt trôi sao? Tất Diệp cả kinh, mở miệng hỏi, nhưng lập tức nghĩ tới cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết trong tay đối phương. Tùy tiện tách ra một miếng cũng đã đủ mua những thứ này của hắn, lập tức không nói thêm gì nữa. Sau khi trầm tư một lúc liền nói. Chỗ ta tổng cộng có 2.500 viên băng ngọc châu, nếu Vân Thiếu cần thì trả 12 tỷ nguyên thạch trung phẩm là được rồi. Có thể. Hồ lô tiểu kim cương liền đồng ý, sảng khoái đến mức khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá, trên người của ta cũng không có nhiều nguyên thạch như vậy, cần đổi một thứ đã. Tất Diệp nói. Không sao, ta đợi Vân Thiếu. Trên người Lý Vân Tiêu không sai biệt lắm vừa vặn có hơn 100 ức nguyên thạch, nếu lấy ra toàn bộ thì lập tức lại biến thành kẻ nghèo hàn rồi. Hắn do dự một chút, vẫn lấy ra một khối thiên chiếu khuyết kim cỡ ngón tay cái, đặt ở trong tay hồ lô tiểu kim cương. Hồ lô tiểu kim cương nói. Chính là thứ này, nó vốn có thể đưa đến đấu gia ở bất cứ thương hội nào, nhưng giờ không kịp rồi, bán tại chỗ luôn đi. Thiên chiếu khuyết kim ở trong tay hồ lô tiểu kim cương tựa như một khối nguyên bảo, ngoại trừ toàn thân màu vàng ra thì không nhìn ra được bất kỳ điều gì khác thường nữa. À, đây là vật gì thế? Cảnh Tinh nổi lên lòng hiếu kỳ, nhìn hồi lâu không có phản ứng. Sắc mặt Cửu Di bỗng nhiên đại biến, có chút thất thố nói. Vân Thiếu có thể để cho ta cẩn thận đánh giá được không? Hồ lô tiểu kim cương nói. Tự nhiên, Cửu Di bước nhanh đến phía trước. Nàng lại vội vàng không hề để ý đến lễ nghi như thế, khiến mọi người suy đoán không thôi. Ngón tay Cửu Di điểm lên trên thiên chiếu khuyết kim một cái, lập tức đồng tử hơi co lại, ngưng giọng nói. Không biết thứ này của Vân Thiếu có thể bán cho ta không, giá cả tuyệt đối sẽ khiến Vân Thiếu cam thấy thỏa mãn. Nên biết rằng Mai gia ta tuy rằng không phải đại thế gia này, nhưng nhiều năm hợp tác khăng khít với Thương Minh nhưng vậy, tài lực vẫn phải có. Lệ Phi Vũ bất mãn nói. Cửu Di, người vậy là không đúng. Đã phân biệt ra vật gì thì nên nói cho mọi người biết, để mọi người cùng nhau cạnh tranh mới phải chứ. Đúng vậy, như vậy chẳng khác nào chọc thèm chúng ta cả. Tất cả mọi người đều nhao nhao bất mãn,
nhưng đồng thời đối với khối kim loại kia cũng cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Cửu Di nói, ta chỉ là bàn giao dịch với Vân Thiếu thôi, có đồng ý hay không còn phải xem ý của hắn nữa. Nàng xoay mặt về phía Lý Vân Tiêu, tràn đầy vẻ chờ đợi. Lý Vân Tiêu có chút do dự, nhân tiện nói. Tốt, nhưng những băng ngọc này. Yên tâm. Cửu Di thấy hắn mở miệng đáp ứng, lập tức đại hỉ nói. Những băng ngọc châu này ta sẽ mua hết toàn bộ đưa cho Vân Thiếu làm lễ gặp mặt, sau khi giao dịch kết thúc mời Vân Thiếu đến Mai Gia một chuyến để nói chuyện. Lý Vân Tiêu nói. Đã như vậy, ta cũng không tiện từ chối, vậy thì liền vậy đi. Lý Vân Tiêu sở dĩ đáp ứng, là nghĩ đến chuyện Mai Đông Nhi, trước mắt còn không biết rõ toàn bộ câu chuyện trong đó, tạm thời bán cho Cửu Di một nhân tình cũng tốt. Dù sao không phải hiện giờ giao dịch, nếu đến lúc đó phát hiện tình huống không đúng thì hủy bỏ giao dịch cũng không sao. Tất cả mọi người nghe thấy như lọt vào trong sương mù, nhưng có thể khẳng định một điều, đó là khối kim loại lớn chừng ngón cái trong tay Lý Vân Tiêu có lai lịch rất lớn, ngay cả người chuyên môn xem xét bảo vật cũng cảm thấy động tâm không thôi. Cửu Di nói với Tất Diệp nói, thiếp thân đi ra ngoài cũng không mang quá nhiều nguyên thạch trên người, chỉ có chừng 2 tỷ, có thể coi như tiền thế chấp được không? Nếu hai vị đại nhân lo lắng thì ta còn có thể đưa ra những vật khác nữa để thế chấp. Tất Diệp nói, lời Cửu Di nói tự nhiên có thể tin, không cần thế chấp. Cửu Di nói, nếu vậy thì xin đa tạ hai vị rồi, hai vị chỉ cần chờ ở phủ thành chủ một lát, ta sẽ cho người đưa nguyên thạch tới ngay. Nàng phân phó Mỹ Tỷ bên người một chút, Mỹ Tỷ kia liền vội vàng rời đi. Lý Vân Tiêu cũng không khách khí tiến lên, trực tiếp thu cái dương có chừng 2.000 viên băng ngọc châu kia vào trong túi, mặt không biểu tình trở lại sau lưng Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Chỉ là ánh mắt mọi người dừng trên người hắn cũng ngày càng nhiều, ánh mắt cũng càng ngày càng phức tạp, sợ là đã bị không ít người nhớ thương trong lòng rồi. Người còn lại cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe lấy ra vật phẩm, giao dịch lẻ tẻ, nhưng đều không có vật gì kinh diêm. Ngược lại hai người của đảo Tự Tại giao dịch cực kỳ nhiệt tình, đây cũng là do vật tư trên đảo vốn cực kỳ thiếu thốn. Cửu Di bắt đầu có chút không yên lòng, sau khi đợi Mỹ Tỷ kia mang nguyên thạch tới, giao cho Tất Diệp, liền hạ thấp người muốn cáo từ, tựa hồ nóng lòng muốn đạt được khối thiên chiếu khuyết kim kia của Lý Vân Tiêu. Cảnh Tinh cười khổ không thôi, cũng không thể cường lưu người ta, nhân tiện nói. Dương Bình ngươi tiễn đưa Cửu Di và Vân Thiếu rời đi, nơi này do ta tiếp tục chủ trì a. Cửu Di nói, vậy thì làm phiền Dương đại nhân rồi. Lệ Phi Vũ cũng đứng lên, nói. Ta cùng đi với Vân Thiếu, cũng muốn tới chỗ Cửu Di ngồi một chút, không biết có quấy rầy không. Cửu Di khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng không quá nguyện ý, nhưng thân phận và địa vị của Lệ Phi Vũ lại khiến nàng không cách nào cự tuyệt, đành phải nói. Hoan nghênh đến cực điểm, còn rất mong Lệ công tử thường đến ngồi một chút đấy. Lệ Phi Vũ cười nói. Tất nhiên, tất nhiên. Nhìn qua thân ảnh mấy người rời đi, mọi người ở đây không ít người đều có chút không thể bình tĩnh. Trong đại sảnh tràn ngập các khí tức không an phận, những bảo vật trên người Lý Vân Tiêu thật sự khiến người quá mứ nhớ thương rồi. Dương Bình đưa ba người đến bên ngoài phủ thành chủ, trên không đã sớm có một chiếc chiến hạm trang trí xa hoa lơ lửng trên không trung. Chiến hạm kia đẳng cấp cũng không cao, nhưng lại trang trí thập phần thanh nhã tươi mát, giống như khuê phòng nữ tử vậy, còn tản mát ra mùi thơm ngát nữa. Lệ Phi Vũ cười nói, Phượng Liễn Chi Chu của Cửu Di. Thiên hạ mấy người có thể trèo lên, hôm nay có thể tiến tới kiến thức một phen rồi. Cửu Di khẽ cười nói. Lệ công tử nếu muốn xem, bất luận lúc nào cũng có thể đến. Thiếp thân đây chẳng qua chỉ dùng để thay đi bộ thôi, cũng không phải nặc á chi chu, có gì đẹp mắt đâu chứ. Lệ Phi Vũ bỗng nhiên căng thẳng, nói. Nghe nói nặc á chi chu xuất thế, hơn nữa tìm được chủ nhân, cũng không biết thật hay giả, Cửu Di có nghe nói không? Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, im im lặng lặng lắng nghe. Diệp Phàm đạt được nặc á chi chu, mặc dù người biết trên cơ bản đều đã chết sạch, nhưng thiên hạ không có tường không lọt gió, truyền đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cửu Di nói, việc này ta cũng từng nghe nói qua, nhưng tin tức nặc á chi chu xuất thế cũng không phải lần đầu tiên truyền ra, kết quả cuối cùng đều chỉ là tin giả cả. Lệ Phi Vũ nói, nhưng chuyện lần này lại có chút vô cùng kỳ diệu. Dường như là thật, hơn nữa tựa hồ có liên quan nhất định đến đường kiếp của tứ cực môn nữa. Cửu Di lộ ra vẻ trầm tư, nói. À,
sẽ không phải là Đường Kiếp đã nhận được Nặc Á Chi Chu đấy chứ? Cửu Di biết rất rõ dương thược của Nặc Á Chi Chu vẫn một mực ở trong tay Thương Minh các ngươi, năm nay không phải vừa vặn đến phiên tứ cực môn trưởng quản sao? Lệ Phi Vũ thở dài, nói. Ai, đây quả thật là một chuyện đau đầu, thật thật giả giả, hư hư thật thật, muốn biết rõ ràng chân tướng, cần quá nhiều thời gian tinh lực rồi. Ta cảm thấy thiên võ giới càng ngày càng không yên ổn, nếu lời đồn là thật, vậy thì đây chính là đại sự thứ hai từ sau khi Tu Di Sơn ở Nam Vực sụp đổ rồi. Hắn nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Vân Thiếu có từng nghe qua chưa? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ cổ quái, Hồ Lô Tiểu Kim Cương trầm giọng nói. Chưa từng nghe nói, chuyện mà Vạn Bảo Lâu ngươi cũng không xác định, chúng ta làm sao biết được. Lời này của hắn cũng không sai, hai chuyện này đều là do chính tay hắn gây nên, quả thật chưa từng nghe nói qua. Cửu Di cười nói. Đúng vậy, trong thiên hạ này, tin tức linh thông nhất sợ rằng chính là Thương Minh rồi. Nàng liếc qua Hồ Lô Tiểu Kim Cương, sau đó nhìn Lý Vân Tiêu cười nói. Vân Thiếu, ta sớm biết ngươi chính là chân thân. Không cần giả bộ trước mặt ta làm gì. Người Mai gia trình độ thức bảo thiên hạ vô song, cỗ khôi lỗi này của ngươi thật sự là bảo bối vô thượng, lại có cả linh thức ở trong đó, tuy rằng phẩm cấp bát giai, nhưng giá trị lại không dưới bảo vật cửu giai. Lý Vân Tiêu cũng không hề thấy áp lực, nhẹ nhàng cười cười, một chưởng vỗ vào trên người Hồ Lô Tiểu Kim Cương, trực tiếp thu hắn vào trong cơ thể, lúc này mới cười nói. Vừa vặn, ta cũng không cần phải giả bộ đờ nữa, rất mệt đấy. Ba người bèn nhìn nhau cười, hóa thành một đạo quang mang bay vào trong phượng liễn kia. Bên trong thậm chí có lâu thai ngọc vũ, trồng đầy các loại linh hoa dị thảo, còn có trồng chất đại lượng quái thạch hình thù kỳ lạ. Các loại mỹ tỷ xuyên thẳng qua trong đó, có loay hoay xếp đá, có tu bổ hoa cỏ, khiến cả chiến hạm giống như một tiểu viện tươi mát vậy. Lý Vân Tiêu và Lệ Phi Vũ liếc nhìn nhau, đều cười khổ không thôi, cũng chỉ có nữ tử mới có tâm tư làm ra những thứ này. Lý Vân Tiêu hiếu kỳ nói. Mai gia xuất hiện ở đấu giá hội các nơi tới giờ đều là nam tử, hơn nữa căn bản đều là lão đầu, vì sao ở bên người Cửu Di đều là nữ tử, lại chưa từng thấy qua bất kỳ nam nhân nào cả. Cửu Di cười nói. Việc này để thiếp thân từ từ nói ra, hai vị kính xin vào trong ngồi. Chiến hạm hóa thành một đạo quang mang liền biến mất ở trên không phủ thành chủ, rất nhanh đã ra khỏi thành Vũ Phong, lao vút về hướng đông. Thành Vũ Phong tuy lớn, nhưng thật sự khôn dung được quá nhiều tông phái, rất nhiều thế lực đều thành lập phủ đệ trong Linh Sơn Đại Xuyên ở bốn phía. Chiến hạm hướng đông bay ra hơn 10 dặm sau đó vậy mà trực tiếp hư không tiêu thất, xuyên qua trong hư không. Chỗ của Mai gia cực kỳ bí ẩn, rất ít người biết đến. Cửu Di nhiệt tình chiêu đãi hai người, nói. Vừa rồi chuyện mà Vân Thiếu nói đến, cũng không phải bí mật gì. Những Mai lão tiên sinh tham dự đấu giá thương hội kia, kỳ thật đều là các vị hôn phụ ở rể Mai gia ta. A, Lý Vân Tiêu lắp bắp kinh hãi, mà Lệ Phi Vũ lại lộ vẻ cực kỳ bình thản, tựa hồ đã sớm biết được. Lý Vân Tiêu nghi ngờ nói. Lực xem xét của Mai gia ta cũng đã quan sát mấy lần, tựa hồ là một loại năng lực thiên phú rất mạnh. Ta trước kia tưởng rằng thông qua huyết mạch truyền thừa, xem ra đã đoán sai rồi. Cửu Di kinh ngạc nói. Năng lực quan sát của Vân Thiếu quả nhiên rất mạnh. Có thể nghĩ đến huyết mạch truyền thừa đã mạnh hơn không ít người rồi. Loại năng lực này cũng là một bộ phận huyết mạch, nhưng chỉ chiếm 1/3, còn có 1/3 là công pháp, là thuật xem xét mà Mai gia ta nhiều thế hệ tương truyền, về phần 1/3 cuối cùng chính là bí mật, thứ cho thiếp thân không thể nói ra được. Lý Vân Tiêu nói, không sao, Cửu Di khách sáo rồi. Chỗ của Mai gia cách thành Vũ Phong cũng không xa lắm, rất nhanh đã lao ra khỏi hư không, tiến vào trong một mảnh sơn cốc. Linh khí thanh thúy tươi tốt, phảng phất như một mảnh thế ngoại đào nguyên vậy. Chiến hạm trực tiếp chạy nhanh đến trên không một tòa nhã cư, ba người mới đáp xuống. Cửu Di lập tức thiết yến, các loại quỳnh tương ngọc quả nhau nhau được bưng lên, mỹ tỷ hình thái khác nhau qua qua lại lại, cảnh đẹp ý vui. Lý Vân Tiêu cười nói. Nếu không đến Mai Cốc các ngươi một chuyến, ấn tượng của ta đối với Mai gia các ngươi còn dừng lại ở chỗ là một đám lão đầu, một mảnh không khí trầm lặng. Ai có thể nghĩ đến lại là cảnh tượng hoàn toàn bất đồng thế này chứ? Lệ Phi Vũ giơ lên một ly quỳnh dịch nhẹ nếm, khen. Bách hoa ngọc lộ tử của Mai gia, có thể vượt qua cả linh đan rượu dược rồi. Cửu Di cười nói. Bách hoa ngọc lộ tử luyện chế cực kỳ không dễ,
hiệu quả đủ để sánh ngang với băng ngọc chi châu mà Vân Thiếu lấy được. A. À. Lý Vân Tiêu nếm một ngụm, quả nhiên cảm thấy một cổ linh khí chảy xuôi vào đan điền, thu được ích lợi không nhỏ. Hắn trong lúc đại hỉ, cũng mặc kệ mọi thứ, trực tiếp ọt 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 uống sạch cả một bình, khiến Cửu Di và Lệ Phi Vũ đều há to mồm. Tuy rằng Lệ Phi Vũ cũng muốn uống không kiêng nể gì như vậy, nhưng nói như thế nào cũng là khách nhân, sao có thể mất phong độ vậy được. Cửu Di thấy mà đau lòng không dứt, lập tức lại gọi Mỹ Tỷ đi lấy rượu, lần này nàng đã vụng trộm truyền âm bảo Mỹ Tỷ kia cầm bầu rượu trong tay, ngồi ở bên cạnh Lý Vân Tiêu rót rượu cho hắn, nếu không cứ bị hắn uống từng bình như thế, mai ra dù không thiếu tiền cũng sẽ bị hắn uống cho nghèo a. Dù vậy, Lý Vân Tiêu cũng vẫn uống vào từng miệng lớn, không chút khách khí. Khục khục, Vân Thiếu thật sự là rộng lượng a. Lệ Phi Vũ trùng trùng điệp điệp nhắc nhở hắn để ý phong độ một chút, hận không thể giả vờ không biết gì như hắn. Lý Vân Tiêu cười to nói. Ha ha, coi như cũng được. Rượu này dễ uống nha, Cửu Di có thể tặng ta vài hũ không? Cửu Di vẻ mặt hắc tuyến, vội hỏi. Cũng không biết mai ra ta còn bao nhiêu hàng tồn, ta bảo người đi xem thử. Trước không nói đến cái này, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Nàng sợ chính sự còn chưa nói, rượu đã bị uống sạch rồi. Lý Vân Tiêu cười to, lấy ra thiên chiếu khuyết kim lớn chừng ngón tay kia, cầm trong tay chơi đùa, nói. Nếu Cửu Di đã nhận ra thứ này, không biết chịu giá bao nhiêu để mua lấy đây. Cửu Di trong mắt sáng ngời, không chút che giấu vẻ khát khao, đáp lại. Thứ cho thiếp thân đường đột, muốn hỏi Vân Thiếu một chút, phải chăng chỉ có chừng này? Nếu còn, Lý Vân Tiêu phất tay ngắt lời nói. Chỉ có chừng này, Cửu Di đã biết rõ đây là vật gì, làm sao có thể có nhiều được. Trên mặt Cửu Di lộ ra vẻ thất vọng, nói. Cái này cũng chưa hẳn, Bắc Thiên Hàn tinh thiết kia tuy rằng so ra kém vật ấy, nhưng cũng là nguyên liệu luyện khí đỉnh phong, cây cột kia của Vân Thiếu ít nhất cũng hơn ngàn cân a. Lệ Phi Vũ nghe được trong nội tâm chấn động, giật mình nói. Cửu Di, người cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, đây rốt cuộc là vật gì? Lại còn trên cả Bắc Thiên Hàn tinh thiết. Cửu Di thở dài. Chính là thiên chiếu khuyết kim mà ta đã tìm từ lâu cũng không thấy. Là vật ấy sao? Lệ Phi Vũ cũng khiếp sợ dị thường, kinh hãi nhìn vào khối kim loại nhỏ trong tay Lý Vân Tiêu, trong mắt nổi lên gợn sóng, cũng lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Thiên chiếu khuyết kim chính là vật luyện khí số một thiên hạ, mặc dù chỉ chừng ngón cái, nhưng nếu có thể dung nhập vào trong vũ khí, liền có thể vô kiên bất tồi, mặc dù là vạn bảo lâu cũng chưa chắc có hàng tồn. Cửu Di nói, khối lớn chừng ngón cái này, cũng không biết có đủ hay không nữa. Bắc Thiên Hàn tinh thiết kia của Vân Thiếu có ra giá không? Lý Vân Tiêu hiếu kỳ nói, không biết Cửu Di muốn luyện chế huyền binh gì, lại cần đến thiên chiếu khuyết kim và Bắc Thiên Hàn tinh thiết phối hợp. Cửu Di cười khổ lắc đầu, nói, đây cũng là bí mật của bổn phái, ta cần chế tạo một thanh tuyệt lợi chi khí, chém ra một kiện đồ vật. Nếu là có thể có số thiên chiếu khuyết kim chừng 10 ngón tay cái, có lẽ cũng đủ rồi. Nếu Vân Thiếu có thể lấy ra, bổn phái coi như là dốc hết gia tài, nhất định cũng sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, Cửu Di thân là người cầm quyền mai ra, vậy mà lại nói ra lời như vậy, có thể thấy được đang gặp phải nan đề rất lớn. Nhưng thiên chiếu khuyết kim còn chân quý hơn Bắc Thiên Hàn tinh thiết không ít, chính hắn cũng cần đến, nếu không phải nhu cầu cấp bách những băng ngọc châu kia thì hắn quyết sẽ không lấy ra giao dịch, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Thiên chiếu khuyết kim không có, nhưng không biết Cửu Di muốn chém ra vật gì. Cửu Di lắc đầu, cũng không muốn nói, nói. Đã như vậy, khối thiên chiếu khuyết kim này Vân Thiếu muốn giá thế nào? Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi, nói. Thiên chiếu khuyết kim này giá cả dễ nói, coi như tặng cho Cửu Di cũng không sao, nhưng ta có chuyện cần hiểu rõ. A, à, Cửu Di cảm thấy kỳ quái, Lý Vân Tiêu này nhìn qua cũng không phải là người hào phóng gì, rốt cuộc là chuyện gì lại có thể khiến hắn hào phóng thế chứ? Lý Vân Tiêu dừng ở nàng, nói từng chữ. Ta là bằng hữu của Mai Đông Nhi, ta rất muốn biết chuyện giữa nàng và Mai gia. Cửu Di sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt. Hai đạo ánh mắt như sát khí ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, khiển trách quát mắng. Thì ra ngươi chính là người giết Vương Đạt, làm liên lụy đến Mai gia ta. Lý Vân Tiêu tự nhiên biết không giấu được, cười khổ nói. Trong đó chút hiểu lầm,
Cửu Di nếu có tính nhẫn nại, có thể nghe ta nói kỹ càng. Cửu Di hừ nặng một tiếng, lập tức truyền ra tín hiệu, trong chốc lát mấy đạo khí tức cường đại bốn phía vọt tới, tuy rằng không thấy bóng dáng, nhưng đã gắt gao khóa chặt lấy Lý Vân Tiêu khóa, Lệ Phi Vũ cũng đột nhiên biến sắc. Cửu Di lãnh đạm nói, hôm nay ta xem ngươi có thể nói ra thứ gì, về phần Mai Đông Nhi, ta cũng đã phái người đi mời nàng, rất nhanh các ngươi có thể gặp mặt. Trên mặt Lý Vân Tiêu ẩn ẩn lộ vẻ không thoải mái, nhưng nghĩ đến có Mạc Tiểu Xuyên ở đằng kia, có lẽ không có vấn đề gì lớn, lúc này mới nhịn xuống nộ khí, bình yên ngồi ở chỗ kia, nói lại mọi chuyện một lần, cuối cùng nói. Ta hiểu rõ quan hệ giữa các ngươi và Mai Đông Nhi, bởi vì nàng là bằng hữu ta, nên ta mới giúp nàng. Về phần chuyện giết Vương Đạt, Vương Cống dĩ nhiên biết là ta gây nên, dùng thân phận đại tông sư của hắn, tự nhiên sẽ không tự dưng thiêu lửa giận đến trên người các ngươi làm gì. Cửu Di nghe được hồ nghi không thôi, hừ lạnh nói. Ngươi lại ý nói, ngươi đánh lui một đám thần niệm của Vương Cống sao? Quả thực là một bên nói bậy nói bạ, Diệu Huyền Tông ở Bắc Vực có thể trở thành một trong thập đại tông phái, Vương Cống càng là tôn tài cửu tinh võ đế, một đám thần niệm của hắn, coi như là võ đế bình thường cũng không thể địch nổi. Lệ Phi Vũ mở miệng nói. Chuyện đánh lui Vương Cống, Vân Thiếu nói không sai, ta cũng thấy rõ toàn bộ quá trình đó. Cái gì? Cửu Di kinh hãi. Lệ Phi Vũ nói nàng tự nhiên rất tin tưởng, ánh mắt kinh hãi đánh giá trên người Lý Vân Tiêu một phen, cả kinh nói. Chẳng lẽ ngươi là võ đế? Tuổi tác Lý Vân Tiêu bày ở đó, nếu nói là hắn là võ đế, sẽ không ai tin tưởng cả. Lệ Phi Vũ nói. Vân Thiếu chính là dựa vào đầu khôi lỗi siêu cường kia, lúc này mới bước lui thần niệm Vương Cống. Vương Cống cũng là sợ thực lực tăng lên quá cao. Sẽ ảnh hưởng đến thiên phú võ đạo của Vương Chấn cho nên vẫn một mực áp chế ở phạm vi võ tôn. Cửu Di lúc này mới hóa đi vẻ hoài nghi, nhưng thần sắc vẫn lạnh như băng, khẽ nói. Dù vậy, cái chết của quỷ bà, quán rượu bị hủy, người cũng không thoát khỏi liên quan. Lý Vân Tiêu trong nội tâm giận dữ, trong hai tròng mắt bắn ra vẻ lăng lệ ác liệt, sát khí phảng phất như thực chất nhìn qua, nói từng chữ. Lão thái bà kia chết chưa hết tội. Nếu Cửu Di không phục, người ngược lại có thể đến đánh ta. Hắn chưa từng bị người chất phất như vậy bao giờ, nếu không phải xem ở phân thượng Mai Đông Nhi, từ đầu hắn đã trở mặt rồi, hiện giờ đã đến mức không thể nhịn được thêm nữa. Hừ, ta cũng rất muốn kiến thức một chút người trẻ tuổi có thể bức bách thần niệm Vương Cống, có thực lực thế nào đây? Cửu Di cũng bốc hỏa, vỗ mặt bàn, lập tức một đạo lực lượng vô hình bắn đi, ở trên không trung hóa thành lực trảm kích bắn về phía Lý Vân Tiêu. Lệ Phi Vũ nhíu mày, hắn muốn ra tay ngăn trở, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, liền lui về, lẳng lặng nhìn. Ánh mắt thủy chung rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, đối với thân phận và thực lực của hắn cũng cảm thấy hết sức tò mò, muốn cố ý điều tra một phen. Đã trở mặt rồi, ta cũng không khách khí nữa. Trực tiếp bắt giữ ngươi, đưa đến chỗ Mai Đông Nhi nhận tội với nàng. Ánh mắt Lý Vân Tiêu tê lạnh như băng, sát khí bắt đầu phóng ra. Mỹ tỷ rót rượu đã sớm bị dọa sợ chạy rồi. Cửu Di giận không kềm được, đối phương vậy mà tuyên bố muốn bắt nàng đi xin lỗi một tiểu bối bị trục xuất ra môn, trực tiếp kích thích tôn nghiêm và quyền uy của nàng, cả giận nói. Bắt người này lại cho ta. Lệ Phi Vũ nói Lý Vân Tiêu bức lui Vương Cống, trong lòng nàng thập phần tin tưởng, cho nên không ôm lòng khinh thường, trực tiếp kêu gọi giúp đỡ. Đây cũng là do tâm tư của nữ nhân thập phần tinh tế tỉ mỉ. Nếu đối thành một gã nam tử, dưới tình huống thấy tu vị đối phương chỉ là võ tông thì dù thế nào cũng không thể coi trọng nổi rồi. Hừ! Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, đạo trảm kích kia trực tiếp chặt đứt thân ảnh của hắn, lúc này mới hiển lộ ra là tàn ảnh. Mà chân thân sớm đã xuất hiện ở bên người Cửu Di, một đạo kiếm quang rời khỏi tay, đâm nhanh qua. Cửu Di nghiêng người lóe lên, lưu lại mấy đạo tàn ảnh, lại tránh được kiếm mang kia, nàng lăng không hiện lên. Dưới thân thể dâng lên đại lượng bụi đất, ở trước người của nàng ngưng tụ thành một cầu đất màu vàng chừng vài thước, trên đó tản mát ra nguyên lực chấn động kinh người, một khi nổ ra, toàn bộ tiểu viện đều rất có khả năng sẽ bị phá hủy. Vẫn nên chịu ra khôi lỗi kia của ngươi đi, nếu không dùng tu vi của ngươi đừng nói đấu với ta, tùy tiện một chiêu đã khiến ngươi phấn thân toái cốt rồi. Cửu Di ngưng giọng nói, ánh mắt lạnh như băng, mang theo sát cơ nồng đậm. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta đánh một trận công bằng sao? Vậy thần chí ở bốn phía tập trung vào ta là thế nào?
Cửu Di giận dỗi nói. Ta chỉ là hảo ý nhắc nhở ngươi, miễn cho ngươi chết không phục, nếu ngươi đã không cần, vậy thì trực tiếp đi gặp quỷ đi. Trần Thổ Pháp, đuổi giết. Tiểu cầu trước người nàng phi tốc xoay tròn, đại lượng bụi đất bị quăng ra, hình thành từng đạo vòi rồng thật nhỏ bám vào trên hình cầu, phảng phất sinh ra hơn 10 đầu bím tóc, quấy cho không gian bốn phía hỗn loạn không chịu nổi, bốn phía đều phát ra tiếng hạt cát ma sát đè ép tới Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu chí ít có nhiều loại phương pháp có thể ứng đối chiêu này, nhưng lòng hắn có băn khoăn, cũng không dám thi triển ra. Bởi vì bên cạnh còn có Lệ Phi Vũ ở đó, người này được xưng là Bắc Vực Tứ Tú, cũng là người có kiến thức rộng rãi, vạn nhất nhận ra chiêu thức của hắn vậy thì cực kỳ phiền toái. Hồng Trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt. Lý Vân Tiêu quát tháo một tiếng, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm hiển hiện trong tay, khí vận chi lực cường đại chấn động ra, đụng vào với chấn động do tiểu cầu phát ra. Sau đó kiếm quang lập lòe, thi triển ra một chiêu Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết. Đó là huyền khí cửu giai. Cửu Di trong nội tâm cả kinh, liếc mắt liền thấy được bảo kiếm trong tay Lý Vân Tiêu, hơn nữa lập phán phẩm giai, càng từ trong kiếm mang và màu sắc hiểu rõ được đây cũng là thần binh lợi khí do Bắc Thiên Hàn tinh thiết tạo thành. Hai cổ lực lượng chấn động điệp ra đan xen vào nhau, kiếm quang vọt tới, trực tiếp chui vào trong tiểu cầu, trong chốc lát toàn bộ tiểu cầu bị chém thành hai khúc. Không trung rơi vãi ra đại lượng bụi đất, một mảnh mông lung, hai cái bán cầu kia càng muốn nổ tung lên. Oanh! Lực lượng mạnh mẽ quả nhiên lập tức chôn vùi hết bốn phía, toàn bộ tiểu viện ấm áp lập tức bị bụi đất bao phủ, kiến trúc và các loại bài trí bên trong lập tức hóa thành bột phấn, đồng thời biến mất. Lực lượng một chiêu này của Cửu Di quá mức cường đại, Lý Vân Tiêu giơ kiếm đón đỡ, dư âm còn lại càng phá vỡ hắn kiếm thế chấn lên người hắn, toàn thân hắn nổi lên kim quang. Ngạnh kháng lại cự lực kia, nhưng cũng bị chấn khiến phải liên tiếp lui về sau. Lệ Phi Vũ sớm đã bay lên không trung, nhìn xuống phía dưới, trong lòng rung mạnh, hắn vội vàng lau lau con mắt, cho là mình đã nhìn lầm rồi, đến khi lần nữa ngưng mắt nhìn qua thì Lý Vân Tiêu đã khôi phục trạng thái bình thường. Lệ Phi Vũ trong lòng hồ nghi không thôi, vừa rồi rõ ràng nổi lên một đạo kim quang, tựa hồ giống như đối phương biến thân vậy, nhưng khí kình chấn khía bụi mù bay khắp nơi. Khiến hắn cũng không dám xác định. Muốn nhìn trộm thực lực chân thật của Lý Vân Tiêu, từ đầu đến cuối đối phương cũng chỉ có lực lượng võ tông, nhưng một kiếm vừa rồi lại phát huy ra uy năng cực mạnh của huyền khí cửu giai, không chỉ có bổ ra lĩnh vực võ tôn mà còn đẩy lui chiêu thức của Cửu Di, làm được một chuyện hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa hắn dựa vào gì để ngạnh kháng dư âm một chiêu kia của Cửu Di, chẳng lẽ là đạo kim quang vừa rồi sao? Lại xem không rõ lắm, khiến trong lòng của hắn sinh nghi. Ngọc ảnh đáng khí kiếm hồi tràng. Lý Vân Tiêu nhẹ quát một tiếng, kiếm quang từ trong bụi đất bay lên, mặc dù không có lĩnh vực, nhưng lại bày ra một mảnh kiếm khí chi hải, không chút nào dưới lĩnh vực. Hắn tuy rằng không cách nào thấy được chỗ hạch tâm của Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết, nhưng trong thiên hạ lĩnh ngộ đối với kiếm đạo sẽ không có người thứ hai mạnh hơn hắn, cho nên ít nhất có thể mô phỏng ra 7/10. Cửu Di cũng cảm thấy khiếp sợ. Như thế nào cũng không thể tin được đối phương dưới tình huống không sử dụng khôi lỗi cũng có thể chống lại mình, nhưng càng thêm giật mình chính là chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cửu giai này, coi như là nàng thi triển huyền khí cửu giai cũng rất dễ bị khí vận cắn trả, đối phương chỉ có tu vị võ tông, sao có thể tùy ý thi triển được. Dừng tay! Nàng đột nhiên hét lớn một tiếng, giơ lên tay ngọc thon thon lăng không điểm xuống, một đạo chỉ mang bắn ra, mãnh liệt đụng vào kiếm khí Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết. Lực lượng chấn động ra, nàng hoảng sợ phát hiện vậy mà không thể chiếm được thượng phong. Người nói đánh là đánh, người nói dừng là dừng sao, tuy rằng nơi này là Mai Cốc, nhưng bản thiếu gia cũng không phải người Mai Cốc đâu. Lý Vân Tiêu nổi lên lửa giận không hiểu, thật sự cảm thấy có chút biệt khuất. Sau khi trọng sinh cả ngày phải lăn lộn với đám lâu la mà lúc trước không thèm liếc mắt đến này, lại còn khắp nơi bị đối phương đè nặng đánh. Tùy ý quát tháo, một cổ táo bạo khó nói nên lời nổi lên trong lòng hắn. Yêu long sâu trong linh hồn trong giây lát dương mắt, trong con ngươi lóe ra vẻ khiếp sợ, trên làn da Lý Vân Tiêu bắt đầu hiện ra từng vòng hoa văn màu đen, bắt đầu lan tràn trên người, phủ kín khắp toàn thân. Đúng là loại dấu hiệu ma hóa lúc trước. Cổ phi dương, nhanh tỉnh táo lại. Yêu long đột nhiên quát, hắn đã phát giác được tình huống của Lý Vân Tiêu có chút không đúng. Tỉnh con em ngươi ấy. Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, từng vòng ma khí lan tràn trên Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, toàn bộ quanh thân hắn bị hắc sắc ma khí bao phủ, trong hào quang bảo kiếm lóe ra khí tức màu đen khủng bố dị thường,
trong miệng lạnh như băng thốt ra. Kiếm quyết tinh diệt. Bắc Thiên Hàn tinh kiếm triệt để biến thành màu đen, một kiếm chém ra, trong hắc sắc ma khí còn có thu thủy hàn mang ẩn hiện trong đó, trực tiếp chém bầu trời thành hai khúc, khe hở kia ầm ầm lan đến chỗ Cửu Di. Cái này, Cửu Di và Lệ Phi Vũ đồng thời kinh hãi, đều bị ma khí mãnh liệt phát ra từ trên người Lý Vân Tiêu dọa cho kinh hãi. Cửu Di thân ở dưới kiếm uy kia, vậy mà khiến cho cường giả võ tôn như nàng sinh ra một loại cảm xúc run rẩy. Không biết trời cao đất rộng, dám can đảm dương oai ở Mai Cốc sao? Không trung truyền đến một tiếng nổ vang, đúng là một trong các thần thức tập trung Lý Vân Tiêu, trên không đột nhiên rơi xuống một đạo kim mang, nhảy vào trong hắc sắc ma khí kia, phát ra thanh âm rung chuyển kịch liệt, như ánh mặt trời đâm rách đêm tối, một gã cường giả Cửu Thiên Võ Đế hiện thân trong đó, vỗ nhẹ ra một trường, lập tức chôn vùi kiếm quyết kia. Võ Đế kia con người băng lãnh ngưng mắt nhìn tới, như hai thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim Lý Vân Tiêu. Đương! Một đạo tiếng chuông xa xưa vang lên, Hoàng Chiêu Trung phát ra đạo đạo kim quang, phóng xạ trên người hắn, bắt đầu trấn áp ma khí. Lý Vân Tiêu trong nội tâm đại chấn, vội vàng tĩnh tâm ngưng thần, thời gian qua dần bình tĩnh lại, vừa rồi hắn mặc dù không bị thất thủ tâm thần, vẫn còn ý thức bản thân, lại bị cảm xúc tà ác kia ảnh hưởng, chuyện này vốn không nên phát sinh trên người hắn mới đúng. Theo lực lượng Hoàng Chiêu Trung gõ vang, đường vân màu đen trên người dần dần lui xuống, trong chớp mắt đã khôi phục lại bình thường. Lệ Phi Vũ đã kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, uy lực một kiếm vừa rồi đã không dưới võ tôn rồi. Mà ngay cả hắn cũng cảm thấy uy hiếp cực lớn, mà biến hóa trên thân Lý Vân Tiêu càng khiến hắn hiểu lầm đó là công pháp lợi hại nào đó, trong mắt bắt đầu lộ ra kiêng kỵ và vẻ mặt ngưng trọng. Trước kia cho rằng đối phương mặc dù có chút át chủ bài, nhưng tuyệt không cho rằng hắn là đối thủ của mình. Nhưng sau một kiếm ma khí tung hoành vừa rồi, khiến hắn đã hoàn toàn nâng Lý Vân Tiêu lên một cấp độ ngang với mình, không dám có lòng khinh thường nữa. Tuổi còn trẻ, học một chút công pháp tà đạo liền có thể làm càn khắp nơi sao? Hôm nay ta liền thay đại nhân nhà ngươi hảo hảo quản giáo ngươi. Tên võ đế kia nổi lên sát khí, Cửu Thiên Đế uy ầm ầm mà xuống, ép tới trên người Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, những cường giả võ đế này mỗi người đều tự cho là đúng, động một chút lại thích dùng đế khí đi áp bách người khác, giống như rất đã ghiền vậy, hắn hận không thể một trường tát bay đối phương, nhưng bất đắc dĩ chính là, loại đế khí chi uy này hắn tuy rằng không sợ, nhưng cũng không thể tránh được. Quản giáo Vân Thiếu, ca vừa tới đã nghe được chuyện kích thích như thế, rất muốn xem một chút là vị nào miệng lưỡi cuồng ngôn như thế a. Một đạo âm thanh lạnh như băng ở phía xa vang lên, trên bầu trời bỗng nhiên biến sắc, một cổ uy áp cường đại nhanh chóng chạy như bay đến. Không tốt rồi, có người xâm nhập vào cốc. Nương theo thanh âm thất kinh, không ngừng có võ giả phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tên cường giả võ đế kia cả kinh, hoảng sợ ngưng mắt nhìn lại, trong giây lát giữa ban ngày đã trực tiếp tối sầm, chỉ có trong tứ cực lóng lánh lấy một đạo cực quang, biến thành đầu đuôi tương liên, mấy ký hiệu màu vàng không ngừng lóng lánh trên bầu trời, dùng tứ cực làm viền, toàn bộ bầu trời làm đại ấn, ầm ầm đánh xuống một chiêu. Trên bầu trời ẩn ẩn lóe ra một đạo nhân ảnh, lại không thấy rõ chân dung, chỉ là trong miệng thở khẽ nói. Thiên địa tiết! Không tốt, Cửu Di chạy mau! Tên cường giả võ đế kia hoảng sợ phát hiện, dưới một chiêu này, vậy mà dùng toàn bộ bầu trời đại địa làm ấn, tứ cực làm viên, cơ hồ không thể trốn. Tất cả mọi người bị bao phủ dưới một ấn này, đều bị lực lượng không gian cường đại khóa lại, căn bản không thể nhúc nhích, chứ đừng nói đến chạy trốn. Cửu Di cũng tốt, Lệ Phi Vũ cũng tốt, tên võ đế kia cũng tốt, tất cả đều chấn động, hoảng sợ muốn liều mạng ngăn cản, nhưng lại như châu chấu đá xe, chút lực lượng kia của mình dưới thiên địa chi uy chỉ giống như con sâu cái kiến, tùy thời đều có thể bị bóp nát. Oanh! Toàn bộ ấn quyết rơi xuống, phát ra tiếng động kinh thiên chấn động. Lại chỉ thấy một người từ trên mặt đất trực tiếp bắn lên trời cao, trên đường đi phun ra máu tươi. Mà mấy người Cửu Di lại không chút tổn thương, bị đánh bay chính là tên cường giả võ đế lúc trước, cùng lúc đó, không trung cũng nhiều thêm một người, ánh mắt quét qua, bước ra một bước đã đi tới bên người Lý Vân Tiêu, vội vàng nói. Sư, Vân Thiếu, ngươi không sao chứ? Hắn cảm giác, cảm thấy gọi Vân Thiếu cực kỳ không được tự nhiên, bình thường chú ý một chút còn đỡ. Thời khắc mấu chốt rất dễ nói lộ ra miệng. Cũng may bộ dáng Lý Vân Tiêu là một thiếu niên, nếu không càng khó có thể đổi giọng.
Cổ sùng kính vô thượng đối với cổ phi dương xê khiến hắn không dám có nửa điểm khinh nhờn. Người tới chính là Mạc Tiểu Xuyên. Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, nói. Không có việc gì, sao ngươi lại tới đây? Không nên hơi một tí liền động thủ đánh người, nếu đánh chết người khác thì làm sao bây giờ? Mạc Tiểu Xuyên vẻ mặt hắc tuyến, ngượng ngùng nói. Cái này, ta về sau sẽ chú ý, vừa mới đã lưu thủ, người nọ sẽ không chết đấy chứ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lại không trung, thật lâu không thấy tên võ đế kia rớt xuống. Ồ, chẳng lẽ bị đánh bay đến vực ngoại tinh không rồi? Lý Vân Tiêu quát. Đừng nói giật gân, ngươi cho rằng ngươi là võ đế đỉnh phong, có thể thay đổi càn khôn, điên đảo nhật nguyệt sao, bây giờ là ban ngày, ở đâu có tinh không? Hắn như có điều suy nghĩ nói. Ta đoán có thể là bị đánh bay lên mặt trời rồi. Mạc Tiểu Xuyên nói. Vân Thiếu, bây giờ không thấy mặt trời nha. Lý Vân Tiêu mắt trắng không còn chút máu, nói. Chính là vì không nhìn thấy mặt trời, cho nên sau khi ngươi đánh hắn bay lên mặt trời, chúng ta cũng không thấy được nữa, lúc này mới hợp tình hợp lý a. Cửu Di và Lệ Phi Vũ nghe hai người nói chuyện, đều đổ đầy mồ hôi, nhưng nhiều hơn vẫn là rung động vô cùng lạ thường nổi lên trong lòng. Võ đế cường đại như thế vậy mà lại như người hầu bị Lý Vân Tiêu giáo huấn, hơn nữa bộ dạng đối với Lý Vân Tiêu lại lộ vẻ tôn kính và phục tùng không chút che giấu. Cửu Di ngoại trừ rung động ra thì cảm thấy cực kỳ lo lắng nhìn lên trời. Cường giả bị đánh bay vừa rồi là một trong hai vị võ đế duy nhất của Mai gia, một gã võ đế khác thì hiện giờ đã trốn ở bên cạnh không dám thò mặt ra nữa. Không tốt rồi, không tốt rồi, có người xâm nhập trong cốc. Xa xa tiếng kêu gào vẫn đang không ngừng truyền đến. Mau bắt lấy bọn hắn, mau dẫn đến chỗ Cửu Di đi. Mạc Tiểu Xuyên biến sắc, kêu lên. Không tốt, ta chạy đi quá nhanh, bọn Hoa Nguyên vẫn còn ở phía sau. Hắn đang muốn quay về cứu người, lại nhìn thấy một đám người xa xa chạy như bay đến, không ngờ võ giả trong cốc đã bắt lấy Mai Đông Nhi, Mạc Hoa Nguyên, còn có Tiểu Huyền Tử lại mang đến. Cửu Di, đám người kia tự tiện xông vào trong cốc, đã bị chúng ta bắt lấy. Còn có một gã cao thủ không biết tung tích, tựa hồ là bay qua phía bên này. Tên võ giả kia cúi đầu báo cáo, cũng không phát hiện ra Mạc Tiểu Xuyên ở cách đó không xa. Hắn vụng trộm nhìn thoáng qua đống bừa bộn ở mọi nơi, cả kinh nói. Chẳng lẽ Cửu Di tự mình ra tay, chấn áp người nọ rồi sao? Trên mặt Cửu Di lộ ra một mảnh tái nhợt, quát. Tất cả im miệng cho ta, mau thả mọi người ra. Ân, thả người, cái này. Võ giả kia sửng sốt một chút, nhưng mệnh lệnh Cửu Di hắn không dám làm trái, vội vàng bảo thủ hạ thả người. Cửu Di sắc mặt trắng bệch nhìn qua bầu trời. Ở sâu trong bầu trời, tựa hồ có bóng người đang rớt xuống, nàng kiềm chế hoảng sợ trong lòng, kiên trì đi đến trước người Mạc Tiểu Xuyên cung kính mở miệng nói. Mai gia chi chủ gặp qua vị đại nhân võ đế này, không biết Mai Cốc ta có ân oán gì với đại nhân lại khiến ngài tự ý xông tới, đánh thương người Mai Cốc ta thế. Nàng bây giờ là biết rõ còn cố hỏi, vừa nhìn đã biết quan hệ giữa người này và Lý Vân Tiêu không phải nông cạn, hơn nữa thực lực nghịch thiên như vậy, hôm nay đoán chừng phải thiệt thòi lớn rồi. Nghĩ vậy, trong lòng liền nhịn không được khổ sở một hồi. Không chỉ có thế, tiểu viện của mình bị hủy, thiên chiếu khuyết kim kia chỉ sợ cũng đừng trông mong gì nữa. Mạc Tiểu Xuyên rầm gì nói. Không có gì, tùy tiện chơi đùa thôi. Thế giới này cường giả vi tôn, thực lực của ta mạnh hơn ngươi, ta muốn chơi như thế nào thì chơi thế nấy, không phải sao? Cái này, Cửu Di nghe được mắt choáng váng, vốn cho rằng đối phương dù thế nào cũng sẽ nói đến chữ lý. Nói thí dụ như xuất đầu vì Lý Vân Tiêu gì đó, nếu thế mình đã nghĩ ra cách trả lời, chuẩn bị gặp chiêu phá chiêu, nhưng không nghĩ tới đối phương lại không hề để ý đến phong độ cường giả, nói thẳng ra lời lưu manh như vậy. Đại nhân, cường giả vi tôn là đúng, nhưng trong thiên hạ ít nhất cũng phải nói đến chữ lý chứ. Mạc Tiểu Xuyên khẽ nói. Chữ lý, ngươi lại nói chữ lý với ta liền trực tiếp nói nắm đấm với ngươi. Trên người hắn tản ra khí tức lạnh như băng, lập tức khiến toàn thân Cửu Di run lên, sắc mặt trắng bệch cắn chặt ra ngầm cũng không dám nói đến chữ lý nữa. Người bốn phía tất cả đều té xỉu, đặc biệt là đám người Mai Cốc dẫn Mai Đông Nhi đến càng trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc hiểu rõ tình huống hiện giờ. Thu! Trên bầu trời rốt cục đã có một người rơi xuống, ngã ở chỗ cách nơi này vài trăm mét, chấn bay lên đại lượng bụi bẩm, mặt đất cũng run rẩy rất nhỏ.
sinh tử không biết. Trên mặt Cửu Di lộ ra vẻ lo âu, đây chính là một trong hai đại cao thủ của Mai Cốc các nàng, nếu hao tổn thì đối với Mai Cốc không thể nghi ngờ là một đả kích cực lớn. Nhưng Mạc Tiểu Xuyên ở đây, nàng lại không dám bỏ đi. Xa xa một đạo hào quang yếu ớt hiên lên trên không trung, đang bay nhanh về hướng này. Đúng là một tên cường giả võ đế khác núp trong bóng tối không dám xuất hiện kia. Cửu Di lúc này mới thoáng yên tâm lại, kiên trì đối mặt Mạc Tiểu Xuyên, nói. Đại nhân hiện giờ chơi cũng chơi rồi, chẳng biết lúc nào mới có thể rời đi. Nàng hiện giờ đã không trông cậy vào lấy lại danh dự hoặc là báo thù gì đó nữa, chỉ hy vọng đám người trước mắt này có thể mau mau rời đi là tốt rồi. Mạc Tiểu Xuyên nói. Xem tâm tình bổn tọa đã. Cửu Di. Lệ Phi Vũ cũng có chút nhìn không được nữa, tiến lên phía trước nói. Vân Thiếu, cái này, đây chỉ là một hồi hiểu lầm. Lý Vân Tiêu đã triệt để hồi phục khỏi trạng thái ma hóa, thản nhiên nói. Hiểu lầm thật lớn a, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng ném đi rồi. Mạc Tiểu Xuyên nghe xong, trong lòng càng dâng lên lửa giận vô biển, nghĩ đến Lý Vân Tiêu vừa rồi thiếu chút nữa bỏ mạng, khí tức lạnh như băng trên người càng mạnh, lạnh giọng nói. Vân Thiếu, người Mai Cốc này dám mạo phạm ngươi như thế, ta thấy bọn hắn cũng không cần phải tồn tại nữa rồi, không bằng khiến thiên võ giới từ nay về sau giảm bớt đi một thế lực tông môn đi. Từ, Cửu Di ngược lại hít một hơi lạnh, nghe được toàn thân rét run, ánh mắt cầu khẩn nhìn qua Lệ Phi Vũ. Hôm nay cũng chỉ có thể dựa vào mặt mũi của Lệ Phi Vũ, xem thử có thể vãn hồi cục diện hay không thôi. Khó trách đối phương dám giết chết thiếu chủ Diệu Huyền Tông không chút kiêng nể. Thì ra cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Lệ Phi Vũ cũng không có cách nào, nếu như là đối mặt Lý Vân Tiêu còn dễ nói chuyện, nhưng thực lực cường hoành và bộ dáng hoàn toàn không nói đạo lý kia của Mạc Tiểu Xuyên khiến hắn luống cuống chân tay, không biết ra tay từ chỗ nào, vẫn chỉ có thể nói với Lý Vân Tiêu. Vân Thiếu, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chỉ là một ít hiểu lầm thôi. Huống chi vừa rồi người Mai Cốc tuy rằng cường hoành, nhưng nếu nói muốn làm bị thương Vân Thiếu, thấy còn kém rất xa a. Không bằng mọi người nói chuyện hòa khí, Mai gia gần đây không tranh quyền thế, không liên lụy ân oán với bất kỳ thế lực nào cả, duy chỉ có hợp tác với Thương Minh chúng ta là nhiều, Vân Thiếu cần gì phải đau khổ bức bách chứ? Lý Vân Tiêu nói, nếu vậy thì chuyện vừa rồi coi như thôi đi, coi như chưa từng xảy ra. Hắn nhìn Mai Đông Nhi vẻ mặt mờ mịt ở phía xa, tựa hồ có chút thất thần, nói. Chuyện Diệu Huyền Tông ta sẽ dốc hết sức gánh vác, Mai Cốc các ngươi đến lúc đó đổ toàn bộ trách nhiệm lên người ta là được. Nhưng việc của bằng hữu ta hôm nay phải nói cho rõ ràng. Cửu Di nghe được cũng thở nhẹ ra, quăng cho Lệ Phi Vũ một thần sắc cảm kích, nói. Tất cả dễ nói. Nàng cũng phát hiện sự tồn tại của Mai Đông Nhi, hai hàng lông mày có chút nhíu lại, lập tức bảo người lần nữa thiết yến, thay đổi một tiểu viện khác. Cũng cực kỳ phong phú. Cũng chiêu đãi như trước, như hào khí đã không được như trước, lộ ra thập phần tẻ ngắt. Cửu Di dừng ở Mai Đông Nhi, nói. Ngươi là, con gái Uyển Bạch sao? Mai Đông Nhi đứng dậy, cúi đầu nói. Đúng là, con gái Uyển Bạch Mai Đông Nhi bái kiến Cửu Di. Trên mặt Cửu Di hiện ra một mảnh hàn khí, khẽ nói. Ngươi có thể sống đến bây giờ, ngược lại coi như là mạng lớn rồi. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. Lời này là có ý gì? Trên mặt Mai Đông Nhi lộ ra vẻ đau khổ, nói. Vẫn đến cho ta nói đi, Đông Nhi trời sinh ngũ chính khuyết kỳ, vốn không thể sống quá 10 tuổi. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Ngũ chính khuyết kỳ, trên đời vậy mà thực sự có thể phách thiếu hụt như thế, nhưng ta thấy tình huống của ngươi cũng không có dị dạng gì a. Mai Đông Nhi nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ là bệnh đã tốt rồi cũng nên. Hừ. Ngũ chính khuyết kỳ chính là một trong các tuyệt chứng thiên hạ đều biết, coi như là đại thuật luyện sư cửu giai cũng thúc thủ vô sách, sao có thể tự nhiên khỏi hẳn được. Bất quá ngươi có thể sống đến bây giờ coi như là kỳ tích rồi, vốn năm đó ngươi cũng phải cùng bị phạt với cha mẹ, nhưng chính vì ngươi có thể phách này cho nên mẫu thân đại nhân của ta mới tha ngươi một mạng, trục xuất Mai ra, không thể tưởng được ngươi còn dám tìm về. Trên mặt Cửu Di ẩn ẩn hiện ra nộ khí, nói. Nếu không có chuyện mẹ ngươi năm đó, Mai gia cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan như hôm nay, mà bây giờ ngươi lại đi ra ngoài gây rắc rối, trước đắc tội Diệu Huyền Tông, sau lại cùng một đám người đại náo Mai Cốc, mẹ con các ngươi quả nhiên là khắc tinh của Mai gia a. Phanh,
Chén ngọc trong tay Lý Vân Tiêu bị bóp nát, lãnh đạm nói. Cửu Di, lời này nói thật khó nghe a. Ta hiện giờ chịu ngồi ở đây nghe ngươi lải nhải, tất cả đều là xem ở mặt mũi Đông Nhi, ngươi cho rằng bằng vào tấm mặt mo kia của ngươi, ta sẽ bán tình cảm sao? Lại để cho ta nghe thấy lời không thoải mái thì đừng trách ta tát mặt mo ngươi. Cửu Di tức giận sôi lên, nhưng lại không dám làm gì Lý Vân Tiêu, khuôn mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Lệ Phi Vũ vội vàng giảng hòa nói. Mọi người đã ngồi cùng một chỗ thì cứ từ từ mà nói, không cần phải động thủ. Tận lực giải quyết tốt mọi chuyện, tất cả đều vui vẻ mới phải. Mai Đông Nhi ôn tồn hòa khí nói. Năm đó Oa bà mang ta đi, còn có một phong di thư của mẫu thân, 5 năm trước lúc Oa bà qua đời ta mới biết được. Ta chính là tôn trọng nguyện vọng của mẫu thân đại nhân năm đó, muốn trở về Mai Cốc. Để cho ta trở về Mai Cốc, là kỳ vọng lớn nhất của mẫu thân đại nhân. Không có khả năng. Cửu Di cả giận nói. Mẫu thân của ngươi phạm phải tội lớn ngập trời, không phạt luôn cả ngươi đã là thiên đại ân tình rồi, còn muốn trở về Mai Cốc, chỉ cần ta còn là gia chủ Mai gia một ngày, thì tuyệt đối không có khả năng đó. Lý Vân Tiêu nhíu mày, thái độ của Cửu Di mãnh liệt như thế, chẳng lẽ mẫu thân Mai Đông Nhi đã làm ra chuyện gì đó nhân thần cộng phẫn sao? Coi như mình dùng vũ lực cưỡng ép khiến nàng trở về, ngày sau cũng là một tai họa ngầm lớn, không khỏi hỏi. Năm đó Uyển Bạch kia đến cùng đã làm chuyện gì, lại khiến Cửu Di thống hận như thế? Cửu Di cắn răng nói. Không riêng gì ta thống hận, mà mỗi người Mai Cốc đều thống hận đến tận xương. A, xin lắng tai nghe. Lý Vân Tiêu càng nhíu mày chặt hơn, tựa hồ thập phần khó giải quyết. Cửu Di trầm tư một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói. Việc này vốn quan hệ đến bí mật hạch tâm của Mai gia ta, nhưng nếu Vân Thiếu đã hỏi, ta liền nói thẳng. Lúc trước đã từng nói qua, người Mai gia chúng ta có lực xem xét bảo vật rất mạnh, 1/3 dựa vào huyết mạch, 1/3 dựa vào công pháp, còn có 1/3 cuối cùng, chính là dựa vào Vô Định Hà. Tất cả mọi người im im lặng lặng nghe, cũng hết sức tò mò, Vô Định Hà kia càng chừng từng nghe qua. Mai Đông Nhi nghe xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt trở nên quái dị. Vô Định Hà kia chính là một chỗ thần bí, tự chảy xuôi ở dưới Mai Cốc. Người Mai gia ta từ nhỏ phải ở trong Vô Định Hà tu luyện giám định chi thuật, mới có thể đạt được thần dị, có được thiên phú giám định. Mà cửa vào đi thông Vô Định Hà kia là một cánh cửa, không biết tồn tại bao nhiêu năm, cũng không biết từ lúc nào đã ngật đứng ở đó. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Còn có loại chuyện này, ta hiểu được, có phải sau khi các ngươi kết hôn, loại giám định thần thuật này sẽ rơi vào trên người nam tử không? Cửu Di hiện lên một vòng đỏ ửng, gật đầu nói. Vân Thiếu thật thông minh, đúng là như thế. Sau khi nam nữ kết hợp, sẽ giao xuống trong cơ thể nhà trai thai nguyên, theo nhà trai không ngừng tu luyện dần dần sinh trưởng, cuối cùng nhất sẽ thành tựu giám định chi thuật, quá trình trong đó cực kỳ phức tạp, một lời khó mà nói rõ ràng. Cửu Di thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Mai Đông Nhi, lãnh đạm nói. Nhưng vào hơn 10 năm trước, sau khi mẹ của ngươi sinh hạ ngươi không lâu, vậy mà làm thất lạc mất chìa khóa đại môn đi thông phiến Vô Định Hà kia. Mai Đông Nhi sắc mặt trắng bệch, cảm xúc tựa hồ có chút kích động. Lý Vân Tiêu nói, thất lạc, vậy chẳng lẽ mười mấy năm qua, Mai gia không còn người nào tu thành giám định thần thuật nữa sao? Cửu Di lắc đầu nói, năm đó sau khi Uyển Bạch làm mất chìa khóa, mẫu thân của ta giận dữ, đánh nàng và phụ thân Mai Đông Nhi vào dưới đáy Vô Định Hà, mà phiến đại môn này mười mấy năm qua đều do mẫu thân đại nhân của ta dùng sức một người cưỡng ép căng ra. Mười mấy năm qua chưa bao giờ đóng lại. Mà mẫu thuần đại nhà ta vào năm trước vì lao lực quá độ nên, cuối cùng đã tỏa hóa rồi. Thì ra còn có ẩn tình như thế, khó trách người Mai Cốc đối với Mai Đông Nhi lại lạnh lùng như thế. Mai Đông Nhi áy náy nói. Thực xin lỗi, Cửu Di, ta thay mẫu thân đại nhân của ta xin lỗi ngài và lão gia chủ. Xin lỗi, lời xin lỗi của ngươi có thể khiến mẫu thân ta sống lại sao? Lời xin lỗi của ngươi có thể khiến phiến đại môn đã đóng lại kia lần nữa mở ra sao? Cảm xúc Cửu Di càng ngày càng kích động, nhịn không được cả giận nói. Mẫu thân ngươi không chỉ khiến ta mất đi mẫu thân đại nhân, mà còn khiến Mai Gia Lâm vào khốn cảnh trước nay chưa từng có, hậu quả trực tiếp chính là mất đi giám định thần thuật, từ nay về sau Mai danh ẩn tích trên đại lục. Hào khí thoáng cái cương lên, Lý Vân Tiêu cũng nhíu mày không nói. Lệ Phi Vũ càng giật mình dị thường.
nếu nói vậy thì người Mai gia hiện giờ chính là thế hệ cuối cùng có giám định thần thuật rồi. Cái này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân Mai gia mà đồng thời cũng ảnh hưởng đến tình huống vận tác của Thương Minh nữa. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. Cửu Di, người muốn luyện chế tuyệt thế lợi khí, chính là vì chém ra phiến đại môn kia sao? Cửu Di nhẹ gần đầu, xem xét nói. Đúng vậy, nếu như không cách nào chém ra cánh cửa kia, giám định thần thuật của Mai gia từ nay về sau sẽ bị đoạn tuyệt mất. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Nếu là vật hữu hình, vậy thì tất nhiên là phá hư chi đạo. Kỳ thật các ngươi không cần phiền toái như thế, tốn hao số tiền lớn thuê mấy vị cường giả võ đế đỉnh phong đến đây, chẳng phải sẽ có hiệu quả tốt hơn hay sao? Cửu Di cười khổ nói. Vân Thiếu là thực không biết hay là cố ý thế. Võ đế đỉnh phong, trên đời này có mấy tồn tại võ đế đỉnh phong chứ, Mai gia ta coi như dốc hết gia tài cũng chưa chắc mời được. Lúc trước nghĩ qua muốn tụ tập tất cả lực lượng Mai Cốc, chế tạo một thanh thần binh lợi khí, nếu có đủ thiên chiếu khuyết kim làm tài liệu, ta nghĩ có thể chém ra được. Trong mắt nàng lần nữa lộ ra mong đợi ra, nói. Ta thấy chuôi bảo kiếm này của Vân Thiếu là do Bắc Thiên Hàn Tinh thiết tạo thành, hơn nữa là tồn tại cửu giai, nếu là chịu bỏ những thứ yêu thích thì. Không cần phải nói nữa, tuyệt đối không thể nào. Lý Vân Tiêu quả quyết từ chối nói. Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm kia quan hệ đến thiên kiếm đồ mà hắn luyện chế, mỗi một chuôi đều vô cùng trân quý. Cửu Di nói, nếu ta để Mai Đông Nhi trở lại Mai gia thì sao? Nàng nhìn ra Lý Vân Tiêu thập phần bảo vệ Mai Đông Nhi, bất kể là tình bạn cũng tốt, hay là tình yêu cũng thế, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề trước mắt của Mai gia, tất cả những thứ khác đều không phải là vấn đề. Mai Đông Nhi trong lòng chấn động, ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, chuôi kiếm này cực kỳ trọng yếu với ta sẽ không nhường ra, nhưng ta có thể nghĩ cách thử giúp các ngươi mở ra cánh cửa kia. Cửu Di lộ ra vẻ thất vọng, nói, một kiếm vừa rồi của Vân Thiếu quả thật kinh thiên động địa, nhưng còn chưa đủ để bổ ra cánh cửa kia. Nếu cuối cùng vẫn không có cách nào thì ta cũng chỉ có thể trông cậy vào Thương Minh hiệp trợ thôi. Lệ Phi Vũ nói, Vạn Bảo Lâu tất nhiên sẽ toàn lực hiệp trợ. Chỉ có điều lực lượng võ đế đỉnh phong mặc dù là Vạn Bảo Lâu ta cũng không cách nào vận dụng, nhưng các phương diện vật tư sẽ tận hết khả năng. Bất quá, ta thấy Vân Thiếu thần thông quả thực không nhỏ, Cửu Di ngược lại có thể để hắn thử một lần, có lẽ sẽ có hiệu quả ngoài ý muốn cũng không chừng. Mai Đông Nhi đột nhiên nói, Cửu Di cứ để Vân Thiếu thử xem đi, hơn nữa phụ mẫu ta năm đó bị chìm vào trong vô định hà, ta cũng rất muốn sớm ngày đi tế bái, thậm chí vớt di hài của bọn hắn. Cửu Di nói, Di hài khẳng định không còn nữa, vô định hà ngay cả mẫu thân đại nhân của ta cũng không cách nào lặn xuống quá sâu, nữ đệ tử bình thường cũng chỉ có thể tiến hành tu luyện ở tầng ngoài nhất, dùng thực lực của ta năm đó nhiều nhất cũng chỉ có thể chìm xuống 500 mét thôi. Cha mẹ ngươi lại bị thi triển trọng lực thuật, trực tiếp chìm xuống đấy, đoán chừng sớm đã chết thi cốt không còn rồi. Mai Đông Nhi nghe thế tròn lòng đau lòng, rơi lệ nói. Mẫu thân đại nhân phạm phải quá nhiều tội, Đông Nhi không cách nào thay nàng giải quyết, chỉ mong có thể đi cố gắng một phen, thật sự không được cho dù tế bái một chút cũng tốt, trong lòng ta cũng thỏa nguyện rồi. Cửu Di hừ lạnh nói. Vậy cũng phải có thể mở ra đại môn mới được, Vân Thiếu nếu nguyện ý thử thì xin đi theo thiếp thân một chuyến. Cửu Di mang theo mọi người đi một lát, đi vào trong một rừng mai, hương thơm bốn phía. Trong rừng cất giấu một cái truyền tống trận loại nhỏ tinh xảo. Ngoại hình thập phần cổ xưa. Cửu Di nói, đây chính là truyền tống trận đi thông Vô Định Hà, vị trí cụ thể của Vô Định Hà ở nơi nào, lịch đại tiền bối Mai gia nghĩ tất cả biện pháp cũng không thể tìm ra, chỉ có tọa độ không gian ghi lại trong truyền tống trận này mới có thể truyền tống đến, chư vị thỉnh lên đi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn truyền tống trận pháp kia, cũng không phải vật đương đại, truyền thừa của Mai gia có thể thập phần cổ xưa. Hơn nữa rất có thể chính là bắt đầu từ khi đạt được giám định chi lực thần bí kia, mới truyền thừa xuống. Mấy người đi vào trong trận, Cửu Di bắt đầu thi triển pháp quyết kích phát trận pháp, rất nhanh đã bắn ra các loại hào quang, mọi người trực tiếp biến mất trong rừng mai. Sau một khắc, liền xuất hiện trong một mảnh không gian sáng sủa, bốn phía tất cả đều là màu trắng bao la mờ mịt, kéo dài đến xa xa, mà ở nơi này cũng dựng thẳng một đại môn nguy nga. Cái này... Lý Vân Tiêu choáng luôn, cười khổ nói. Quả nhiên là một tòa đại môn, ngoại trừ cửa ra, dường như cũng không còn thứ gì khác. Loại không gian này hẳn là do đại năng thượng cổ mở ra,
hiện giờ không biết đã trôi dạt đến nơi nào rồi, duy chỉ có thông qua tọa độ ở rừng Mai mới có thể đi vào. Lịch đại tổ tiên Mai gia không tìm thấy không gian nơi này cũng là điều rất bình thường. Cửu Di nói, đúng là thế, phỏng đoán của Vân Thiếu giống tổ tiên Mai gia như đúc, vì thế tọa độ không gian này trọng yếu dị thường, một khi mất đi, toàn bộ giám định thần thông của Mai gia sẽ triệt để thất truyền. Đây chính là đại môn đi thông vô định hà kia, Vân Thiếu có cách nào phá vỡ không? Mấy người đều tiến về trước, bắt đầu dùng tay vuốt ve đại môn kia, toàn thân đều là màu cổ đồng, sờ lên cũng là kim loại hết sức bình thường, tựa hồ không nhìn ra manh mối gì, hai cái kẻ đập cửa lớn treo ở trên cao mấy mét, khó có thể sờ tới. Kỳ quái, đây chỉ là đồng thau bình thường à, chẳng lẽ trên đó có cấm chế cường đại, bởi vậy mới không cách nào phá vỡ sao? Mạc Hoa Nguyên đầu tiên liền đưa ra nghi vấn, nhưng hắn cũng đã tỏa ra thần thức điều tra, lại không phát hiện ra bất kỳ mánh khóe nào cả. Vân Thiếu, ngươi có phát hiện không? Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn môn cao ngất, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói. Cửu Di đã thử qua, vô luận công kích như thế nào, đều không thể dung chuyển cái đồng môn này chút nào sao? Cửu Di hổ thẹn nói. Thật sự là như thế, thậm chí huyền khí cửu giai cũng đã vận dụng. Hơn nữa còn khiến một gã cường giả võ đế bị huyền khí cắn trả trọng thương, cũng không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì trên phiến đại môn này cả. Lệ Phi Vũ chấn động, sợ hãi nói. Cường giả võ đế vận dụng huyền khí cửu giai cũng không được. Cánh cửa này, coi như là võ đế đỉnh phong đến, cũng chưa chắc có thể đánh bay a. Cửu Di cười khổ nói. Cho nên Mai gia đã lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có rồi. Lý Vân Tiêu nói. Ta hiểu được. Cánh cửa này cũng không ở chỗ này. Cái gì? Lời hắn nói lập tức khiến mọi người cả kinh, lại lâm vào trầm tư. Cửu Di cả kinh nói. Vân Thiếu nói như vậy là ý gì, có thể nói rõ ràng được không? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói. Cánh cửa này cũng giống như truyền tống trận vậy, là đầu mối then chốt để kết nối hai nơi, nó tất nhiên có một thực thể đứng trong một phương không gian nào đó, mà ở một phương khác thì phóng ra một đạo hình chiếu đến. Cửu Di trong nội tâm một mảnh lạnh buốt, kinh ngạc nói. Ý của ngươi là nói cánh cửa này cũng không phải thật thể, mà là hình chiếu. Làm sao có thể, cái này rõ ràng sờ vào có cảm giác mà. Nàng khó có thể tiếp nhận hiện thực này, nếu thật là như vậy, vậy thì Mai gia vĩnh viễn không có hy vọng mở ra cửa nữa rồi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Ai nói hình chiếu thì nhất định phải là hư thể chứ? Vì sao không thể là thật thể được? Lâu Đinh. Cái này, khái niệm này khiến mọi người thoáng cái khó có thể tiếp nhận, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy cũng rất có khả năng. Hư thật vốn cũng không có giới hạn rõ ràng, nếu đủ cường đại thì hình chiếu ra thật thể cũng không phải là không có khả năng. Cửu Di thất thần nói. Nếu như thế, Mai gia ta chẳng lẽ không phải vĩnh viễn cũng không hy vọng sao? Sắc mặt nàng hôi bại như đất, căn bản không muốn tiếp nhận suy đoán này của Lý Vân Tiêu. Nhưng trong lòng lại không hề hoài nghi, bởi vì chính như Mạc Hoa Nguyên nói, đại môn này chỉ là đồng thau bình thường, hơn nữa trên đó không có bất kỳ trận pháp cấm chế gì. Các nàng vận dụng huyền khí cửu giai và ồ ực lượng võ đế cũng không thể dung chuyển chút nào, mộ dấu vết cũng không thể lưu lại, chuyện đó căn bản là không thể. Nhưng nếu Lý Vân Tiêu nói đúng, vậy thì hoàn toàn giải thích thông rồi. Cửu Di chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cả người kinh ngạc thất thần. Lý Vân Tiêu cười nói, Cửu Di không cần như thế, trong thiên hạ người tài ba dị sĩ rất nhiều. Mặc dù cánh cửa này hình chiêu ra thật thể, nhưng dưới tình huống không có chìa khóa vẫn có thể đi qua được. Lời ấy là thật sao? Cửu Di tỉnh táo lại từ trong tuyệt vong, kích động bắt lấy tay Lý Vân Tiêu, triệt để thất thố, nhưng nàng hoàn toàn chẳng quan tâm những điều này. Vân Thiếu nói thật sao? Ngươi thực có cách đi qua cánh cửa này sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ta không được, nhưng ta biết có người có thể làm được. A, là ai? Lệ Phi Vũ vạn phần hiếu kỳ, đoạt hỏi trước. Đối với một ít cường giả tuyệt đại và kỳ năng dị sĩ của thiên võ giới, hắn tự nhận biết rất nhiều, nhưng lại không nghĩ ra ai có thể phá giải loại tình huống này cả. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên ngưng trọng, thậm chí trong mắt hiện lên một tia chiến ý, nói từng chữ. Trong thiên hạ, nghiên cứu triệt để nhất. Người hiểu biết sâu nhất đối với không gian chi thuật, giơ tay nhấc chân đều có thể xuyên thẳng qua mấy cái không gian, thậm chí bản thể hắn ở chỗ nào cũng không ai biết được.
mặc dù hắn xuất hiện ở trước mắt người trông rất sống động, nhưng rất có thể đồng thời xuất hiện ở mấy chỗ, hơn nữa tất cả đều là chân thân. Tiểu huyền tử đi cùng tới nhịn không được nói. Lợi hại như vậy, trong thiên hạ sao lại có bản lĩnh lớn thế được? Sau khi hắn nói xong, liền rụt đầu về, lặng lẽ lẻ lưỡi, bởi vì hắn phát hiện toàn bộ bốn phía đều hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt mỗi người đều trở nên ngưng trọng vạn phần. Lệ Phi Vũ nuốt ngụm nước miếng, cả kinh nói. Vân thiếu chẳng lẽ là... Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng là người nọ, cánh cửa này ta nghĩ không ít người có thể phá được, nhưng nếu là người nọ thì nhất định sẽ được. Sắc mặt Cửu Di cũng có chút trắng bệch, tựa hồ đã bị khiếp sợ, thoáng phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói. Vân thiếu nói giỡn rồi, mặc dù vị đại nhân kia có thần thông như thế, nhưng mai ra ta có bản lĩnh gì mà đi mời hắn chứ? Lệ Phi Vũ gật đầu nói. Sợ rằng Vạn Bảo Lâu ra mặt, người nọ cũng chưa chắc sẽ bán mặt mũi. Mạc Tiểu Xuyên trầm mặc không nói, chỉ lặng lặng nhìn Lý Vân Tiêu, trong nội tâm trầm tư không nói. Mai Đông Nhi vạn phần hiếu kỳ, nàng cũng giống như tiểu huyền tử, nghe được như lọt vào trong sương mù, nhịn không được hỏi. Người các ngươi nói rốt cục là ai? Mạc Hoa Nguyên thở dài, nói. Còn có thể là ai nữa, chính là vị đại nhân võ đế có thể vận dụng không gian chi thuật đến xuất thần nhập hóa, nghe đồn đã thập phần tiếp cận thập phương thần cảnh, trên thiên địa phong vân bảng vài chục năm trước dùng chiến tích kinh thế bài danh thứ hai, được thánh vực ban cho phong hào hư không kia. Đệ nhị võ đế Trác Thanh Phàm. Mai Đông Nhi cũng cực kỳ hoảng sợ, bị cái tên này dọa sợ, trên mặt dâng lên một mảnh ửng hồng. Những cái tên kia giống như thần ngôn vậy, cơ hồ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Võ giả đại lục Thiên Vũ có rất nhiều người đã nghe qua những cái tên vĩ đại này. Mạc Tiểu Xuyên hừ lạnh nói. Tuy rằng ta không phủ nhận Trác Thanh Phàm rất lợi hại, nhưng đứng hàng thứ hai, ta xem ít nhất cũng dựa vào chút vận khí. Trên mặt hắn lộ ra vẻ không phục, tự nhiên là không phục thây Cổ Phi Dương. Ở trong lòng hắn Cổ Phi Dương vĩnh viễn là cường đại nhất, coi như là Ngạo Trường Không, hắn cũng không cho rằng có thể đánh bại sư phó hắn. Lời Mạc Tiểu Xuyên nói khiến mọi người một hồi mồ hôi lạnh đầm đìa, tất cả đều im lặng, không biết nên nói tiếp thế nào. Có can đảm bình luận về thập đại võ đế, tất cả đều là người ngông cuồng vô tri, nhưng thực lực Mạc Tiểu Xuyên lại cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng hiển nhiên không phải là người ngông cuồng. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Trác Thanh Phàm thực lực cường hoành, bài danh thứ hai cũng không sai. Thân hình Mạc Tiểu Xuyên chấn động, nhìn Lý Vân Tiêu, chóc thiên hạ này không có bất luận chuyện gì, bất luận cường giả tuyệt đại nào có thể lọt được vào mắt hắn, vậy mà lại tôn sùng Trác Thanh Phàm như thế, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Mọi người cũng nhìn qua nhau, đều lộ vẻ không biết giải quyết thế nào và im lặng. Xem ra tựa hồ Lý Vân Tiêu cực kỳ quen thuộc Trác Thanh Phàm, tất cả đều khẽ chau mày, cảm thấy thập phần hiếu kỳ, nhưng lại không biết nói gì. Mạc Hoa Nguyên càng kinh hãi trong lòng, đối với thân phận Lý Vân Tiêu có rất nhiều suy đoán, nhưng đều bị loại trừ. Bất đắc dĩ đại ca của mình như thế nào cũng không chịu nói ra, càng khiến cho hắn hiếu kỳ khó nhịn. Cửu Di khổ sở nói. Lệ công tử, Vạn Bảo Lâu có thể khinh động Trác đại nhân ra tay không? Lệ Phi Vũ cười khổ lắc đầu, nói. Cửu Di không khỏi quá để mắt Vạn Bảo Lâu rồi. Trác Thanh Phàm chính là người hành tung mờ ảo bất định nhất trong thập đại võ đế, cho dù là thánh vực ra mặt, người nhìn thấy bản tôn hắn hàng lâm, cũng chưa hắn là chân tướng. Cửu Di biết rõ lời ấy không sai, nói với Lý Vân Tiêu. Vân Thiếu có thể lại tiến cử một người được không? Lý Vân Tiêu trầm tư một lát sau, nói. Còn có mấy người có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Ta lại không có nắm chắc. Nhưng mời bọn hắn, tuyệt đối không dễ hơn tìm Trác Thanh Phàm. Còn một cách có thể thử, thế gia khôi lỗi chi thuật vô song thiên hạ, thế gian thiên diệp, có lẽ có thể phá vỡ khốn cảnh này. Thế gia thiên diệp, Lệ Phi Vũ nhịn không được hỏi. Đầu khôi lỗi bát giai kia của Vân Thiếu có phải là xuất phẩm của thế gia thiên diệp không? Lý Vân Tiêu không đáp, chỉ nhàn nhạt nói ra. Thế gia thiên diệp tuy rằng hành tung khó tìm, nhưng vẫn có liên hệ với một ít thế lực trên đại lục. Nếu là Vạn Bảo Lâu có thể hỗ trợ, tìm ra được còn dễ hơn tìm Trác Thanh Phàm nhiều, cũng dễ thỉnh động hơn nhiều. Lệ Phi Vũ nói, đúng là như thế, ta sau khi trở về liền bảo người tìm kiếm nơi hạ lạc của thế gia thiên diệp ngay. Cửu Di tựa hồ thấy được một tia hy vọng, gật đầu nói. Đa tạ Vân Thiếu chỉ điểm, cũng đa tạ Lệ Công Tử tương trợ. Lệ Phi Vũ khua tay nói.
Cửu Di khách khí, nếu thần thông Mai gia bị thất truyền, đối với Thương Minh mà nói cũng là tổn thất thật lớn. Mạc Hoa Nguyên đột nhiên mở miệng nói. Cửa này hồn nhiên tự nhiên, không hề có khe hở, không biết chìa khóa kia cắm vào chỗ nào. Chỗ lỗ khóa ất nhiên là chỉ về phía không gian thật thể ở đối diện, hình thành một đạo liên hệ, nếu mọi người liên thủ công kích vào lỗ khóa thì cũng có thể mở ra một thông đạo rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng vậy, Mạc Đại Sư nói rất đúng. Chỉ là vạn nhất thất bại, một tia liên hệ duy nhất giữa hai không gian độc lập bị đứt gãy, như vậy Vô Định Hà sẽ thật sự vĩnh viễn biến mất rồi. Mạc Hoa Nguyên nghe hắn gọi mình là Mạc Đại Sư, mà là gọi đại ca mình là Tiểu Xuyên, nội tâm cực kỳ không được tự nhiên, ngượng ngùng nói. Vân Thiếu trực tiếp gọi ta Hoa Nguyên là được. Cửu Di nói. Thủ pháp nơi này thập phần tinh diệu, chìa khóa kia cũng không phải chìa khóa bình thường, mà là một khối ngọc bội và một bộ linh quyết, phối hợp lại mới có thể mở ra cánh cửa này. Mạc Hoa Nguyên nói. Thì ra là thế. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tán thán. Hiển nhiên thập phần bội phục thủ pháp tạo ra nơi này. Mai Đông Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng vươn tay ra, một khối mỹ ngọc toàn thân trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay. Cái này, khối ngọc này chẳng lẽ là chìa khóa kia sao? A, à, Cửu Di khiếp sợ quát to một tiếng, xông tới như bay, một bà túm lấy mỹ ngọc trong tay Mai Đông Nhi, nâng trong tay cẩn thận quan sát, thân hình nhìn không được run rẩy kịch liệt. Mai Đông Nhi nói. Đây là ngọc bộ mẫu thân để lại cho ta, bảo Hoa bà cùng mang ra khỏi Mai Cốc. Trong lá thư lưu lại có nói chờ ta trưởng thành, liền mang theo khối ngọc bội này quay về Mai Cốc, chẳng lẽ đây chính là chìa khóa sao? Uyển Bạch ngươi đang giở trò quỷ gì? Gương mặt Cửu Di có chút trở nên dữ tợn, thấp giọng quát ầm lên. Ngươi đùa nghịch tất cả người Mai Cốc, gián tiếp hại chết mẫu thân của ta, nữ nhân độc ác kia, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tất cả mọi người ngạc nhiên. Thì ra cái gọi là chìa khóa kia cũng không phải mất đi, mà là bị Uyển Bạch vụng trộm đưa ra khỏi Mai Cốc. Mai Đông Nhi nhìn không được nói. Thế nhưng vì sao lại vậy? Mẫu thân đại nhân của ta vì sao phải không tiếc bỏ mạng cũng muốn mang ngọc bội kia đi, rồi lại muốn ta ngày sau đưa về? Cửu Di chậm rãi khôi phục cảm xúc kích động, lạnh lùng nói. Mẫu thân người xưa giờ vẫn là quái nhân, tâm tư của nàng ai có thể biết, hừ. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng trên khối mỹ ngọc kia, trầm tư nói. Thì ra là thế, hẳn là như vậy mới có thể nói thông được. Cái gì, Vân Thiếu ngươi nhìn ra điều gì? Mai Đông Nhi vội vàng hỏi, sau khi biết được chìa khóa cũng không mất đi, nội tâm của nàng khiếp sợ dị thường, không rõ mẫu thân vì sao phải làm vậy, ngay cả tánh mạng của mình cũng không cần, nguyên nhân trong đó hiển nhiên sẽ không đơn giản. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia không đành lòng, nói. Ngươi thực sự muốn biết sao? Mai Đông Nhi ngây thơ đáp. Đương nhiên, có gì ta không thể biết sao? Còn lại mọi người cũng là trong nội tâm dùng mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lý Vân Tiêu chỉ vào khối mỹ ngọc kia nói. Khối ngọc bội này gọi là Mục Thiên Linh Nguyệt, chính là một loại thần ngọc tuyệt thế, giá trị không dưới thiên chiếu khuyết kim, hơn nữa còn là thần vật hiếm có thể trấn áp ngũ chính khuyết kỳ. À, Mai Đông Nhi toàn thân chấn động. Mặc dù có đơn thuần ngây thơ hơn nữa, giờ phút này cũng đã hiểu được. Nàng cả người triệt để ngây ngốc, đôi mắt to xinh đẹp động lòng người rất nhanh đã ngập nước, nước mắt ròng ròng chảy xuống, ôm đầu khóc giống lên. Hoa ô ô ô, ta hiểu được, thì ra mụ mụ là vì cứu ta, mới trộm đi chìa khóa kia, cam nguyện bỏ mạng, ô ô ô. Tuy rằng từ nhỏ nàng chưa bao giờ gặp mẫu thân, trong lòng nghĩ qua các loại tràng cảnh vô số lần, lại không ngờ được thì ra là ẩn tình này. Thân tình vô hạn chảy xuôi khắp toàn thân, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng ôn hòa, còn có không cách nào thừa nhận được nữa. Cửu Di cũng trầm mặc lại, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong tay nắm chặt lấy Mục Thiên Linh Nguyệt Ngọc, mím môi. Ô ô ô, toàn bộ không gian cũng chỉ còn lại một mình Mai Đông Nhi đầu khóc giống. Ai cũng biết, lúc này căn bản không thể đi lên an ủi nàng được, chỉ có thể mặc cho nàng thổ lộ cảm xúc trong lòng thôi. Mặc dù Cửu Di hận Uyển Bạch đến thấu xương, nhưng lúc này cũng đã bị tình cảm này đả động, thù hận lúc trước tựa hồ ngay nháy mắt khi chìa khóa trở về đã tan thành mây khói rồi. Mai Đông Nhi, Uyển Bạch mặc dù có tội, nhưng đã dùng cái chết hoàn lại rồi. Về phần ngươi, đưa về chìa khóa có công, ta cho phép ngươi vào lại Mai gia. Hơn nữa Mặc Thiên Linh Nguyệt Ngọc này, ngươi tùy thời có thể mượn ta, để trấn áp thân thể.
nàng quyết định thế đã là phi thường tha thứ rồi. Lệ Phi Vũ cũng không ngừng gật đầu. Lý Vân Tiêu nói, không cần, thân thể ngũ chính khuyết kỳ chỉ cần sau khi trưởng thành sẽ tự động khỏi hẳn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Uyển Bạch bảo Đông Nhi sau trưởng thành quay về trả ngọc bội. Thì ra là thế. Cửu Di lắc đầu thở dài nói. Mẹ của ngươi và phụ thân ngươi năm đó kết hợp đã bị gia tộc cực kỳ phản đối. Mẫu thân đại nhân của ta quá mức cố chấp, tộc quy nghiêm khắc. Nếu không phải thế, Uyển Bạch bằng thiên phú tuyệt thế của nàng và sự yêu thích mà mẫu thân dành cho nàng, hoàn toàn có thể thương lượng với mẫu thân. Ta suy đoán, hẳn là nàng lo lắng thương lượng không thành, ngược lại sẽ khiến mẫu thân cảnh giác, càng thêm không cách nào lấy được Mặc Thiên Linh Nguyệt, lúc này mới không tiếc dùng tánh mạng làm đại giá, đổi lấy tương lai cho ngươi. Ô ô ô, Mai Đông Nhi không biết nói thêm gì nữa, ngoại trừ khóc giống, vẫn chỉ là khóc giống, đã khóc đến triệt để biến thành lệ nhân rồi. Lý Vân Tiêu nói, Cửu Di, nếu đã tìm được chìa khóa về, không bằng mở ra phiến đại môn này để chúng ta kiến thức một phen, cũng để Đông Nhi tế bái cha mẹ của nàng đi. Mai Đông Nhi thân hình chấn động, lúc này mới thoáng ngừng tiếng khóc, hai mắt chợt sáng trưng, ba ba nhìn qua đại môn kia, vội vàng ngóng trông qua. Cửu Di thoáng sầu lo, nhân tiện nói. Tốt, cánh cửa này từ sau khi ra mẫu qua đời đã chưa từng được mở ra nữa rồi. Nàng cầm Mỹ Ngọc trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng tách hai tay ra, một đạo hoa quang chảy ra, cả khối ngọc bài dưới khẩu quyết nàng độc lên chợt chậm rãi bay lên, bay đến trước đại môn. Cửu Di hai tay niết bí quyết, trên ngọc bài kia bắn ra một đạo hào quang bích lục, bắn vào trên đại môn. Hào quang dần phóng xạ ra, bày biện ra hình bông tuyết. Chậm rãi phóng đại, những góc cạnh của bông tuyết bắt đầu xoay tròn, thanh âm ầm ầm đến từ rất xa cũng theo đó truyền đến. Vài chục năm rồi, ta rốt cục đã lần nữa nghe thấy thanh âm này. Cửu Di kích động khó có thể tự kiềm chế, ánh mắt không nháy lấy một cái nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở ra kia, một cổ cảm giác kỳ dị từ trong đó phiêu đãng ra. Linh khí thật đậm đặc, Phổ Định Hà kia rốt cuộc ở trong không gian nào, linh khí chấn động không ngờ lại đậm đặc như thế. Không hề thua kém Thành Viêm Vũ rồi. Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, trong mắt lóe ra tinh mang, tựa hồ đang suy tư điều gì đó. Ầm ầm, đại môn lập tức hoàn toàn mở ra, hào quang mờ mịt ôn hòa không ngừng chớp động ở bên trong, thật giống như bảo thạch vậy. Chư vị, hoan nghênh đi thăm Vô Định Hà, các ngươi là đám ngoại nhân đầu tiên đến thăm Vô Định Hà trong mấy ngàn năm qua đấy. Cửu Di mừng rỡ không thôi. Tuy rằng mang ngoại nhân tiến vào đây quả thật không ổn, nhưng cũng khó ức chế vui sướng trong lòng, hơn nữa yêu cầu của mọi người nàng cũng không cách nào cự tuyệt. Mẫu thân đại nhân, Mai Đông Nhi bi thương hô to một tiếng, vọt vào trước, khóc lớn không thôi. Mọi người liếc nhìn nhau, đều lắc đầu thở dài không thôi, theo bộ pháp Cửu Di tiến vào trong. Cảnh tượng trước mắt lập tức khiến mọi người chấn động, chỉ thấy cánh cửa này mở trên một vách núi đá dựng đứng, trước mắt là một phiến vân hải mênh mông. Hoặc nói chính xác hơn hẳn là linh khí chi hải. Mà phía dưới linh khí như hóa dịch đang chảy xuôi lấy, chỉ vừa nhìn qua đã thấm vào ruột gan, thoải mái nói không nên lời. Lệ Phi Vũ kinh hãi nói. Trời ạ, hoàn cảnh linh khí cường đại như thế, làm sao có thể, Mai gia mấy ngàn năm qua chưa từng nghe qua có cường giả tuyệt thế gì xuất hiện, nhưng loại hoàn cảnh này không có khả năng không bồi dưỡng ra được a. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Không đúng. Linh khí này tựa hồ có vấn đề. Cửu Di chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi mãnh liệt, nói. Vân Thiếu quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy đã phát hiện tình huống. Ánh mắt nàng lộ vẻ đắng chát, nói. Linh khí ở đây không biết sao, bên trong ẩn chứa thứ không bình thường, lịch đại tổ tiên Mai ra nghiên cứu thời gian ai, mới tìm được căn nguyên, bên trong những linh khí nạ ẩn chứa một loại độc tính gọi là hạ huấn. Hạ huấn. Trong thiên hạ kịch độc có thể ảnh hưởng đến tu vị võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng chưa từng nghe qua loại này a. Lệ Phi Vũ nói. Chẳng lẽ mấy ngàn năm qua không có vị tiền bối nào tìm được cách hóa giải sao? Cửu Di cười khổ nói. Hóa giải, Lệ công tử, loại hạ uấn này chính là vật mấu chốt trong giám định thần thuật của Mai gia. Chính cần hút vào đại lượng loại độc tính này, người Mai gia mới có thể tu luyện ra giám định thần thuật, hơn nữa tiền bối phỏng đoán. Lịch đại người Mai gia sinh ra đều là nữ tử, cũng có thể có quan hệ đến loại độc này. Cái này, Lệ Phi Vũ thở dài. Thiên hạ to lớn, vật thần kỳ thật sự quá nhiều. Hạ uấn này đến cùng là tốt hay xấu,
thực không cách nào nói rõ được. Cửu Di chỉ vào một chỗ vách đá nói. Mai Đông Nhi, ngày đó cha mẹ ngươi chính là ở chỗ này chìm xuống đáy sông. Mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân. Mai Đông Nhi khóc lớn quỳ xuống, chỉ cảm thấy một mảnh hôn thiên ám địa, vậy mà trực tiếp ngã vào trên vách núi ngất đi. Mạc Hoa Nguyên cúi người xuống dò xét một chút, nói. Nàng không có việc gì, chỉ là cảm xúc quá mức kích động nên mới ngất đi thôi. Lệ Phi Vũ thở dài. Mặc cho ai gặp phải loại chuyện này, đều không thể không bi thương. Lý Vân Tiêu cũng than nhẹ một tiếng, hỏi Cửu Di nói. Bên trong Vô Định Hà này, ta có thể vào xem một chút không? Cái gì? Vân Thiếu đi xuống dưới. Cửu Di ngây ngốc một chút, ngạc nhiên nói. Ngươi không sợ? Sợ cái gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Sợ về sau chỉ sinh nữ hài sao? Cửu Di trên mặt ửng đỏ, nói. Cái này đương nhiên cũng là một băn khoăn. Lý Vân Tiêu cười to nói. Nữ hài thì nữ hài, ta còn rất thích đấy. Hắn nhìn Lệ Phi Vũ một cái, nói. Lệ công tử có hứng thú xuống dưới thử một lần không? Tiểu Xuyên và Hoa Nguyên thì sao? Sắc mặt ba người đều có chút trắng bệch, vội vàng nhao nhao lắc đầu lui về phía sau, Tiểu Huyền tử cũng lui lại một bước, sợ Lý Vân Tiêu kéo theo hắn cùng xuống dưới. Bọn họ đều là đệ tử, đại thế gia nối dõi tông đường là đại sự hạng nhất thập phần trọng yếu, nếu biến thành chỉ có thể sinh nữ hài, sợ rằng sẽ bị trưởng bối gia tộc trực tiếp một trưởng đập chết mất. Vân Thiếu, ta thấy ngươi cũng đừng nên đi xuống, ta đoán chừng không có gì hay để xem cả. Mạc Tiểu Xuyên ngượng ngùng nói, hắn cũng không hy vọng sư phó vô hậu a. Không có việc gì, các ngươi cứ chờ ta ở đây. Lý Vân Tiêu quay người liền nhảy vào trong Vô Định Hà, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Mạc Tiểu Xuyên sắc mặt hơi tái, nói. Cửu Di, phía dưới không có nguy hiểm gì chứ? Cửu Di lắc đầu nói. Kết cấu linh khí ở đây đã bị tổ tiên phân tích qua vô số lần, ngoại trừ hạ uấn ra cũng không còn thứ khác. Nhưng sâu dưới sông 500 mét lại có hạ uấn chi độc rất mạnh, coi như là ta cũng không dám lặn xuống quá sâu, vật kia tích lũy đến trình độ nhất định, sẽ sinh ra tính ăn mòn rất mạnh, thân thể căn bản không cách nào thừa nhận nổi. Mạc Tiểu Xuyên nghe vậy cũng không nói, mà trực tiếp ngồi xếp bằng trên vách núi, bắt đầu chờ đợi. Lý Vân Tiêu rơi vào trong nước sông, lập tức cảm nhận được một cổ cảm giác man mát, thoải mái nói không nên lời. Sông nước này trên cơ bản đều là do linh khí biến thành, rót vào trong cơ thể hắn. Thanh âm yêu long truyền đến, nói. Chẳng lẽ ngươi là muốn ở chỗ này tu luyện đột phá đến võ hoàng sao? Vì cảnh giới ngay cả nối dõi tông đường cũng không cần. Hừ, chẳng qua chỉ là độc tính, chẳng lẽ có thể làm gì được ta sao? Lý Vân Tiêu vận pháp quyết, quanh thân lập tức hiện ra một tầng kim quang bao phủ, tách nước sông ra, không ngừng chìm xuống sâu. Ngươi ngăn cách linh dịch như vậy còn tu luyện thế nào đây? Yêu Long khó hiểu nói. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra một đạo tinh mang, khẽ nói. Ai nói ta muốn tu luyện chứ, vốn định quay về thành Viêm Vũ một chuyến, bây giờ xem ra cũng không cần nữa. Yêu Long cả kinh nói. Chẳng lẽ ngươi muốn... Trong nghi tâm Lý Vân Tiêu bắn ra một đạo tinh mang, giới thần bi hóa thành cao chừng nửa người, đặt song song với hắn, không ngừng chìm xuống dưới. Ân, linh khí ở đây còn khủng bố ở cả thành Viêm Vũ, tuy rằng ẩn chứa độc tính nhất định, nhưng cũng đủ chữa trị cái bia này rồi. Đợi sau khi chữa trị xong lại bài trừ toàn bộ linh khí bên trong, có lẽ cũng không lưu lại hạ uấn tàn độc đâu. Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Thôi đi, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ chỉ sinh nữ hài đấy chứ. Yêu Long khinh bỉ nói. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Ta sinh nam sinh nữ liên quan gì tới ngươi, nếu còn nói linh tinh ta sẽ rút người ném vào trong Vô Định Hà cho ngươi xem thử. Yêu Long sắc mặt đại biến, dùng tính cách của Lý Vân Tiêu, hắn thật sự có khả năng làm ra được, trên mặt lộ ra vẻ giận dỗi, không dám lên tiếng. Lý Vân Tiêu cùng giới thần bi hợp thành một thể, bốn phía cách ly ra một đạo trạng thái chân không, hắn không ngừng đánh pháp quyết vào trong bia. Trên giới thần bi hiện ra quang hoa, từng cái thoáng hiện, lưu quang vận chuyển trong đó. Lý Vân Tiêu hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp bắn vào trong giới thần bi, thần quyết văn tự không ngừng hiện tại không gian trong bia, tản mát ra vận luật cường đại, từng đạo lực lượng quy tắc lập lòe bất định, khiến người không thể nắm lấy. Uống! Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, hai tay lăng không hư điểm,
mỗi một ngón tay rơi xuống đều mang ra tàn ảnh và huyễn quang, rất nhanh một cái pháp trận màu vàng hình tròn ngưng thành trước người, mở rộng ra, lan về phía không gian vô biên vô hạn. Giờ phút này ở trong vô định hà, lấy giới thần bi làm trung tâm, bắt đầu hình thành một đạo vòng xoáy, đại lượng linh khí hóa dịch trực tiếp xoay tròn, điên cuồng dũng mãnh tràn vào bia. Hào quang trên giới thần bi càng ngày càng rực rỡ tươi đẹp, chiếu rọi ở bốn phía hình xoáy hình thành một mảnh hào quang tường hòa. Trên vách đá, Mạc Tiểu Xuyên nhắm mắt mà ngồi đột nhiên mở mắt ra, hai mắt hoảng sợ nhìn xuống dưới, tựa hồ muốn nhìn thấu trong đó, lại không thể được. Cửu Di, trong vô định hà thật không có nguy hiểm sao? Mạc Tiểu Xuyên thật sự không an tâm, lần nữa hỏi. Cửu Di nhẹ chau mày, nói. Mấy ngàn năm qua, chưa từng nghe qua có người gặp nguy hiểm. Nhưng ngàn vạn không nên chìm vào dưới 500 mét, nếu không độc tính mạnh mẽ kia, cường giả võ đế cũng rất khó ngăn cản. 500 mét sao? Mạc Tiểu Xuyên nhìn xuống, trong vô định hà thần thức bị nhiễu hết sức lợi hại, hắn đã nhìn vào 500 mét nhưng không thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu, nhưng vô định hà này rộng lớn vô biên, cũng không biết có chỗ lặn xuống khác không, bất giác cảm thấy có chút bực bội. Đại ca, yên tâm đi, Vân Thiếu sẽ không có chuyện đâu, tiểu tử này quá mức thần bí khó lường, năng lực ngươi có lẽ còn rõ hơn ta, có lẽ càng nên có lòng tin mới phải chứ. Mạc Hoa Nguyên an ủi. Ân, bất quá tiểu tử. Mạc Tiểu Xuyên sắc mặt trầm xuống, quát. Trong lời nói có bất kỳ với Vân Thiếu, tự ngươi chạy về thánh vực đi. Mạc Hoa Nguyên sững sờ, lập tức cười khổ không thôi, loại kính ý phát ra từ nội tâm, phát ra xương cốt kia của đại ca của mình đối với Lý Vân Tiêu, khiến hắn cảm thấy vạn phần không hiểu thấu. Thánh vực, Cửu Di và Lệ Phi Vũ đều chấn động, Lệ Phi Vũ nói. Vị đại nhân này chẳng lẽ đến từ thánh vực sao? Mạc Hoa Nguyên nhàn nhạt nói. Không tính là người thánh vực, chẳng qua chỉ là theo gia sư tu luyện ở thánh vực thôi. Lệ Phi Vũ nói. Lệnh sư là. Mạc Hoa Nguyên do dự một chút, nhân tiện nói. Gia sư tục danh Viên Cao Hàn. Lệ Phi Vũ trong nội tâm cả kinh, sợ hãi nói. Viên Cao Hàn đại nhân trưởng quản linh tư thánh vực sao? Mạc Hoa Nguyên khẽ gật đầu. Cái này. Lệ Phi Vũ và Cửu Di đều kinh hãi không thôi, người đi theo bên người Lý Vân Tiêu, một người dĩ nhiên là đồ đệ của cường giả thánh vực, một người là cao thủ võ đế cường đại, Lý Vân Tiêu nay rốt cuộc là người phương nào. Trong lòng hai người đều nhấc lên gợn sóng, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Ở bên trong giới thần bi, Viên Cao Hàn đang tĩnh tu đột nhiên mở hai mắt ra, kinh ngạc nói. Ân, đây là, linh khí chấn động như thế, Lý Vân Tiêu lại làm trò quỷ gì thế? Hắn phi thân lên, lưu lại một câu nói. Trông giữ tốt thần hỏa trên tử đỉnh này. Liền hóa thành một đạo tinh quang, bay về xa xa. Cố Nguyệt Sinh vội vàng ngồi ngay ngắn trước tử đỉnh, hết sức chăm chú ý kim quang trên đỉnh, sợ có biến. Cùng một thời gian, mấy người tính thu dưới Phương Thốn Sơn cũng đã nhận ra gì đó, chạy như bay mà đến. Yêu Long đã hiển hóa ra, xoay quanh bên người Lý Vân Tiêu. Nhìn qua lĩnh khí dũng mãnh tràn vào không gian từ bốn phương tám hướng, lẳng lặng nấp trên không trung nhìn một màn này. Lý Vân Tiêu, người đây là, chữa trị giới thần bi sao? Viên Cao Hàn dẫn đầu thấy được cảnh tượng trước mắt, giống như sau khi vòm trời tan vỡ, hồng thủy tràn lan, tưới tiêu đại địa vậy, bốn phía bắt đầu biến thành đại dương mênh mông. Bình thường khi luyện chế và chữa trị huyền khí cửu giai, đều là sử dụng đỉnh lô. Mà chữa trị thánh khí này vậy mà trực tiếp dẫn linh khí chi hải rót vào, luyện hóa thiên địa. Loại chuyện an nì Lý Vân Tiêu cũng là làm lần thứ hai, mà lần thứ nhất giới thần bi vẫn còn hoàn hảo, hiển nhiên không cố hết sức như hiện giờ. Lão Viên, người giúp ta chủ trì thượng thanh tụ linh trận này đi. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, trận pháp màu vàng hình tròn bắt đầu cuốn trên không trung, rơi tới chỗ Viên Cao Hàn. Viên Cao Hàn cả kinh, không dám chủ quan chút nào. Vội vàng vận chuyển hồn lực, tiếp lấy trận pháp chi quang kia, cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển trước người, chính là nhờ thượng thanh tụ linh trận này mới có thể hút linh khí chi hải vào trong này. Lý Vân Tiêu duỗi ra trường chỉ vẽ ra mấy ký hiệu cổ quái trên không trung, một đám hào quang màu đỏ chảy động theo đầu ngón tay. Rất nhanh một đạo bóng dáng phượng hoàng bị hắn hơi câu ra, múa động trên trời cao. Không gian bốn phía dưới tâm niệm Lý Vân Tiêu truyền lực bắt đầu biến hóa, xuyên thẳng qua ngàn dặm. Hỏa phượng hót vang trên không trung, lao xuống dưới đại địa, lập tức nhen nhóm lên toàn bộ linh khí bên dưới, hóa thành một xê biển lửa,
vực giới đại trận viễn cổ hiện ra trên vùng đất, lóe ra ánh lửa ả đỏ bừng, chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Viên Cao Hàn nuốt một ngụm nước miếng, kích động khó có thể tự kiềm chế, không ngừng thì thào lẩm bẩm. Viễn cổ vực giới đại trận, mở địa thủy hỏa phong, sinh thời lại có thể thấy được hồng cảnh như thế, cuộc đời này không uổng. Lý Vân Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, trong tay biến đổi ấn quyết, lòng bàn tay chậm rãi nâng lên một ít khối đại địa tức nhưỡng, tản mát ra một chút tinh thổ quang, hắn tiện tay trở tay chụp xuống, không gian lần nữa lập lòe biến hóa, lộ ra một mảnh hoang thổ chi địa. Địa chi vực giới chi lực, khai mở. Phong chi vực giới chi lực, khai mở. Dưới sự điều khiển của hắn, toàn bộ giới thần bi bắt đầu trở nên rung chuyển, ba cổ vực giới chi lực lộ ra ba màu hồng, hoàng, cho ẩn ẩn hiện hiện trên bầu trời, mà đại lượng linh khí chi thủy dũng mãnh tràn vào bắt đầu bị ba cổ lực lượng điên cuồng hấp thu, không ngừng lớn mạnh. Linh khí vốn tràn đấy vậy mà thoáng cái đã không còn nữa, tuy rằng đang điên cuồng cắn nuốt trong vô định hà nhưng vẫn có cảm giác không hề đủ. Thần sắc Viên Cao Hàn đại biến, thượng thanh tụ linh trận hắn chủ trì dưới loại tốc độ rút ra này, vậy mà ẩn ẩn có cảm giác muốn sụp đổ. Hắn cắn chặt răng, rốt cuộc bất chấp an toàn của mình, toàn bộ lực lượng không ngừng liên tục rót vào trong đó. Nếu tụ linh trận này tan vỡ, toàn bộ khâu cung cấp linh khí bị gián đoạn, vậy thì hành động lần nữa khai mở tam đại vực giới lần này sẽ triệt để thất bại mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn đầu tiên là một gã thuật luyện sư, tiếp theo mới là ty trưởng của thánh vực, hắn không thể cho phép loại luyện chế cả đời hiếm mà gặp được này thất bại, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời. A, dù chết cũng phải giữ vững. Viên Cao Hàn hét lớn một tiếng, tinh quang chi lực trên người hắn bắt đầu tan rã, trong toàn bộ giới thần bi gió thổi mây phun, lộ ra tràn đầy nguy cơ. Nhưng thượng thanh tụ linh trận dưới sự cố gắng của hắn cũng bắt đầu gần như vững vàng lại. Linh khí không ngừng bị tam đại vực giới hút vào, dần dần khuếch trương ra. Mấy trăm khoa đầu văn kim sắc của đại giới thần quyết tiêu tán trên không trăng, hóa thành từng đạo hào quang bay khắp bốn phương tám hướng, mỗi một đạo quang mang đều phá không xuyên thẳng qua, đều phảng phất một đạo quy tắc bị đánh vào giữa thiên địa, khiến Lý Vân Tiêu cực kỳ rung động. Những lực lượng này, loại quy tắc này, chính là thứ tạo thành lực lượng thiên địa bên trong giới thần bi sao. Từng cái văn tự ở trên không trung hóa thành hào quang bắn đi khắp nơi, nội tâm của hắn đã bị kinh hãi một lần, phảng phất như có một loại quy tắc gia thân, lý giải và lĩnh ngộ đối với giới thần bi cũng đang không ngừng được đề cao. Yêu Long cũng bị cảnh tượng đồ sộ trước mắt dọa sợ ở. Chỉ là tu bổ chỗ hư hại đã có kỳ quan như thế, lúc trước lúc luyện chế giới thần bi này không biết là tràn cảnh khai thiên tích địa thế nào nữa. Theo thời gian trôi qua, cung cấp linh khí bắt đầu chậm rãi đuổi kịp trình độ tiêu hao, Viên Cao Hàn thở nhẹ ra một hơi, nhưng cả người đã biến thành phiêu hốt bất định, giống như tùy thời đều có thể biến mất vậy. Hắn muốn gọi Cố Nguyệt Sinh đến trợ giúp chống đỡ một hồi, nhưng vẫn lo lắng, tự lấy ra tinh quang thạch một bên hấp thu một bên miễn cưỡng chống đỡ tiếp. Mấy trăm văn tự đại giới thần quyết sau khi biến mất, Lý Vân Tiêu nhắm hai mắt lại, bắt đầu lâm không ngồi xếp bằng xuống, tay trái đặt trên đan điền, tay phải kháp quyết. Tựa hồ tiến nhập vào cảnh giới kỳ diệu nào đó. Mà theo tam đại vực giới mở ra, giới thần bi cũng bắt đầu tự mình vận chuyển chỉ cần linh khí đầy đủ, chữa trị cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Vân Tiêu đột nhiên mở mắt ra, khí thế trên người đã hoàn toàn bất đồng. Hắn buông tay phải xuống, trong miệng khẽ thở một tiếng, một đạo quang mang nổi lên trên người, lộ ra vẻ tường hòa, dùng thân thể làm trung tâm khuếch tán ra. Yêu Long một mực ngủ trên bầu trời chưa từng nhúc nhích, giờ phút này cũng mở mắt ra, vừa nhìn qua trên người Lý Vân Tiêu liền xùy tương đương thanh nói. Ta còn tưởng rằng người tìm hiểu diệu pháp cao thâm gì đó, không ngờ chỉ mới đột phá đến võ hoàng thôi, thật khiến người thất vọng. Người xem linh khí trên bầu trời đi, tựa hồ hạ uấn chi độc càng ngày càng mạnh rồi. Hừ, võ hoàng thôi sao? Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Cảm thụ được cổ lực lượng bắt đầu khởi động trong cơ thể kia, hắn không chỉ đột phá đến võ hoàng, càng quan trọng hơn là lĩnh ngộ của hắn đối với giới thần bi càng sâu hơn một tầng, đặc biệt là những khoa đầu văn kim sắc ẩn chứa lực lượng quy tắc thiên địa kia, khiến hắn đã có bay vọt về chất. Thân ảnh hắn lóe lên, đã xuất hiện ở bên người Viên Cao Hàn, một tay đỡ lấy hắn, nói. Lão Viên, vất vả ngươi rồi. Hắn giờ chỉ vẽ lên không trung một ký hiệu. Thân hình yếu ớt của Viên Cao Hàn đã bị một cổ hào quang bao vây lấy, trực tiếp đưa vào trong một trận pháp ở Phương Thốn Sơn.
Bốn phía trận pháp tất cả đều là tinh quang thạch, cũng là tinh lực mà bình thường Viên Cao Hàn vẫn hấp thu tu luyện, Viên Cao Hàn đã sớm mơ màng gần như tiêu vong. Vừa tiến vào trong trận pháp, tinh quang thạch bốn phía đã lập tức bị trận lực rút ra, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Lý Vân Tiêu làm tốt tất cả, sau một khắc đã xuất hiện trên không trung, vung tay ra, ba đạo vực giới chi lực tiêu tán trên không trung, chìm vào trong đại địa. Một quả thủy cầu chậm rãi ngưng tụ trước người hắn, tản mát ra tia tia linh khí, Lý Vân Tiêu vươn ngón tay vào trong đó, cảm thụ lấy. Một lát sau, ngón tay hóa thành màu vàng óng, trên đó hiện ra một tầng bột phấn nhàn nhạt. Ân, quả thật độc tính đã nhiều hơn trước nhiều, nhưng linh khí cũng càng thêm sung túc. Loại vật này vừa khiến người Mai gia nhiều năm như vậy cũng không thể xuất hiện cao thủ tuyệt đỉnh, lại ẩn chứa giám định chi lực. Bất quá quả thật tính ăn mòn rất mạnh a, bất diệt kim thân trạng thái sơ cấp này của ta vậy mà cũng bắt đầu bị ăn mòn rồi. Hắn nhìn đầu ngón tay một chút, nhẹ nhàng thổi ra một hơi, thôi tan những bột phấn nhỏ kia, lẩm bẩm nói. Việc chữa trị của giới thần bi tựa hồ còn cần một thời gian, nhưng nếu như bên trong đều tràn ngập loại độc chất này thì sợ rằng rất khó trừ sạch được. Không bằng như vậy thôi, chờ sau khi ta trở lại thành Viêm Vũ lại chậm rãi chữa trị. Lý Vân Tiêu sau khi quyết định liền vung tay lên, thượng thanh tụ linh trận lập tức biến mất, linh khí hóa dịch như hồng thủy trong thiên địa cũng bắt đầu chậm rãi đình chỉ chảy vào. Hắn bắt đầu truyền âm cho mấy người bên trong giới thần bi về chuyện linh khí có độc, Đoạn Việt nghe được không ngừng kêu to oa oa, mở miệng liền mắng, mấy người khác trong lòng cũng khiếp sợ, ngăn cách chỗ mình đứng với ngoại giới, chỉ thông qua nguyên thạch tiến hành tu luyện. Ầm ầm, bỗng nhiên toàn bộ không gian chấn động, tựa hồ bên ngoài giới thần bi đã va phải thứ gì đó. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, thân ảnh chấp động liền hiển hiện bên ngoài giới thần bi, khiến thủy áp ở bốn phía bị ép ra, lại đột nhiên phát hiện áp lực kia lại lớn đến khó có thể tưởng tượng, dùng lực lượng võ hoàng của mình vậy mà không cách nào căng ra trạng thái chân không. Rơi vào đường cùng chỉ đành vận chuyển bất diệt kim thân, để tránh hạ uấn chi độc nhập vào cơ thể. Về sau sinh nam sinh nữ chỉ việc nhỏ, nhưng nếu sau khi chúng độc không cách nào bước vào võ đạo đỉnh phong, vậy thì thật sự khóc không ra nước mắt rồi. Đây là... Hắn đột nhiên chấn động, bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ, thì ra giới thần bi vẫn không ngừng chìm xuống trong vô định hà, vậy mà đã chìm đến đáy sông, đụng vào một tấm bia cực lớn, bởi vậy mới sinh ra chấn động lúc trước. Mà khối bia đá kia cũng không phải vật phàm, sau khi va chạm, trên đó lóe ra chút quang mang. Tựa hồ còn có cấm chế. Lý Vân Tiêu thu giới thần bi vào trong mi tâm, đồng thời bắn ra một đạo cương phong lực lưu động sát trên làn da mình, trạng thái sơ cấp của bất diệt kim thân đã không thể ngăn cản sự ăn mòn từ độc tính dưới đáy sông được nữa, màu vàng đã sớm ảm đạm rồi. Cương phong cùng một chỗ, lúc này mới thoáng dễ chịu hơn một chút. Lý Vân Tiêu đi ra phía trước, dừng ở khối bia đá kia, trên đó có bốn chữ to, Hà Khúc Thông U. Ân. Đây là ý gì? Lý Vân Tiêu đi quanh khối bia đá kia nhìn hồi lâu, cũng không phát giác ra điều gì khác thường, lẩm bẩm. Hà Khúc Thông U cũng không biết là chỉ cái gì, nhưng tấm bia đá này ngược lại là tài liệu chân quý khó gặp, tựa hồ là loại chất liệu trong truyền thuyết kia. Hắn trầm ngâm thoáng một phát, liền hạ quyết tâm, nói. Trước đào đi rồi nói sau. Lý Vân Tiêu nghĩ đến liền làm, áp lực dưới đáy sông không là gì, nhưng độc tính kia tính ăn mòn quá lớn. Hắn vừa đi vài bước đã cảm thấy thái cổ cương phong khó có thể trèo chống nổi rồi. Hoàng Chiêu Trung. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, thể như chuông lớn, tản mát ra sóng âm, đẩy ra linh dịch bốn phía, mới gian nan tiến về trước được một chút. Ân, đó là. Đồng tử hắn hơi co lại, ở phụ cận tấm bia đá Hà Khúc Thông U lóe ra hào quang rất nhỏ, hắn ngưng mắt nhìn lại, dĩ nhiên là một cái nhẫn, bốn phía còn có một chút dấu vết từng có người. Chẳng lẽ là, Lý Vân Tiêu vươn tay, năm ngón tay thành màu vàng, nắm chảo thi triển nguyên lực hấp cái nhẫn kia qua, rơi vào trong tay. Hẳn là di vật của cha mẹ Mai Đông Nhi a. Hắn nhìn quanh bốn phía, tất còn lại đều đã bị ăn mòn không còn gì rồi. Mặc kệ, chút nữa lại đi xem, trước tiên lấy khôi bia này đi đã, nhất định là đồ tốt. Hắn thu hồi nhẫn lại, cố gắng đi qua, không nói hai lời. Ôm lấy tấm bia đá kia dốc sức liều mạng nhổ lên. Lực lượng thân thể hắn hiện giờ đủ sức liều mạng với võ tôn Nhất Tinh, hai tay năm ngón tay khép lại, chộp vào trên tấm bia đá toàn lực kéo lên trên. Đột nhiên một cổ lực lượng bá tuyệt vô thất từ trong tấm bia đá lao ra, dưới đáy sông phát ra ánh sáng mờ mịt,
vọt vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu chấn bay hắn ra ngoài. Trên người Lý Vân Tiêu bị chấn ra mấy đạo hào quang bạch sắc, đúng là minh nguyệt thần thể chi quang, toàn bộ thân hình dưới áp lực cực lớn dưới đáy nước phải liên tiếp lui về sau. Chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động mãnh liệt, lực lượng vừa rồi đến từ đại địa dưới chấn, thông qua tấm bia đá chuyển ra ngoài, không chỉ có thế, tựa hồ đã chạm đến cấm chế lợi hại nào đó, trong toàn bộ đại địa dưới chân đều truyền đến lực lượng chấn động khủng bố. Tấm bia đá vào thời khắc này dường như đã bị kích hoạt, trong lòng Lý Vân Tiêu vậy mà dâng lên một cổ cảm giác run rẩy. Dưới tấm bia đá này rốt cục là thứ gì? Loại cảm giác mục nát nặng nề này phảng phất như đến từ tử vong chi địa, khiến người nhịn không được đáy lòng phát lạnh, mặc dù mạnh như Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy có loại khủng hoảng không hiểu, khiến sắc mặt hắn phải đại biến. Không tốt, trước tiên lui đã. Hắn đột nhiên phát giác được không đúng. Cổ lực lượng kia dĩ nhiên cường đại đến mức hắn không thể chống lại. Tựa hồ một loại nguy hiểm khó nói nên lời đang đến gần, phảng phất như địa ngục chi môn đang mở ra vậy. Lý Vân Tiêu mãnh liệt hít vào một hơi, trên người lưu chuyển lên minh nguyệt thần quang, phóng xuất ra toàn bộ nguyên khí, càng lấy ra Bắc Thiên Hàn tinh kiếm tách ra đường nước, dốc sức liều mạng bơi lên trên. Cổ lực lượng kinh khủng bên dưới giống như sư tử dần dần thức tỉnh, khiến toàn bộ nước sông đều không thể bình tĩnh được nữa.